xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đang cùng nhau đến với hội thảo khởi nghiệp sáng tạo quản trị từ vạch xuất phát ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để khởi động không khí ngày hôm nay được không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, khách quý, toàn thể quý vị cũng như là toàn thể anh chị đang có mặt trong hội thảo ngày hôm nay. Khởi nghiệp sáng tạo từ lâu đã trở thành một làn sóng phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian gần đây, và dựa trên những công nghệ mới hoặc tạo ra những hình thức kinh doanh mới, xây dựng phân khúc thị trường mới, đồng nghĩa với việc là các doanh nghiệp của chúng ta phải khởi sự trước thách thức to lớn về hệ thống quản trị trên vạch xuất phát. Và kính thưa quý vị, nhằm mục đích hỗ trợ cho cộng đồng các nhà startup trong phát triển và quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự, thì Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội phối hợp cùng với Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman đã tổ chức chương trình hội thảo ngày hôm nay Khởi nghiệp sáng tạo quản trị từ vạch xuất phát. Và đó cũng chính là lý do ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có mặt tại đây và cùng nhau bàn luận xoay quanh những vấn đề trọng điểm như xác định chiến lược, xây dựng và quản trị đội ngũ nhân sự, hệ thống bán hàng, xây dựng thương hiệu hay là khai thác thị trường hiệu quả. Và đó chính là những nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng nhau tham gia bàn luận trong buổi tối ngày hôm nay. Tuy nhiên, đồng hành cùng với chúng ta trong buổi tối này sẽ không thể thiếu những vị khách quý. Chúng tôi xin được trân trọng chào đón ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman. Xin được giới thiệu và chào đón ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sen Group. Xin được trân trọng giới thiệu ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Hà Nội. Cùng với đó là sự góp mặt của rất nhiều những anh chị, những nhà startup tương lai. Chúng ta đang cùng nhau đến đây và cùng nhau tham dự chương trình ngày hôm nay sẽ là một chương trình vô cùng ý nghĩa nếu như có sự đồng hành của tất cả anh chị trong buổi tối này. Và đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ lên khai mạc chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính thưa ông Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Học viện Kingsman, kính thưa anh Phạm Thành Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Sen Group, kính thưa anh Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ Vừa, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu doanh nghiệp trên địa bàn. Thực sự hôm nay chúng tôi rất là vui mừng khi mà đã phối hợp với bên Học viện Kingsman tổ chức một cái buổi hôm nay để mời anh Hưng, để mời anh Dũng cũng như mời anh Mạc Quốc Anh về dự và có những cái trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo đến với cộng đồng doanh nghiệp của thành phố. Thực sự là hôm nay trong một không khí thực sự là rất là vui vì nhìn hội trường ra đến giờ đã kín hết. Và với sự xuất hiện của anh Hưng, của anh Dũng và anh Mạc Quốc Anh thì thực sự là buổi hôm nay tôi tin rằng là tất cả quý vị sẽ có được những thông tin, có được những chia sẻ và thực sự là có một cái tương tác rất là bổ ích. Bởi vì chúng tôi mời được những anh là những người hiện nay đang rất là được doanh nghiệp kỳ vọng, rất được mọi nhiều người kỳ vọng và các anh là những người chuyên gia hàng đầu của chúng ta. Thực sự là báo cáo quý vị là hôm nay đến là một cái niềm vui nhất và chúc cho quý vị sẽ có một buổi thực sự hiệu quả trong buổi tối ngày nay. Và xin kính thưa tất cả các anh, các chị, thì hôm nay thì báo cáo quý vị là thực hiện theo chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa của thành phố Hà Nội thì chúng tôi triển khai rất nhiều cái chương trình liên quan đến chương trình đào tạo hội thảo dành cho các doanh nghiệp nhỏ vừa của địa bàn. Thì như quý vị biết là suốt từ năm 2016 đến nay thì quốc gia chúng ta, cả nước chúng ta và thành phố Hà Nội triển khai rất nhiều những chương trình về cái khởi nghiệp. Và đặc biệt từ 2016 thì chính phủ lấy năm quốc gia khởi nghiệp. Và từ đó đến nay thì tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc triển khai rất nhiều những nội dung liên quan đến khởi nghiệp và hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp của cả nước. Và đặc biệt là với một cộng đồng doanh nghiệp của Hà Nội là một cái nơi trung tâm của cả nước, là một nơi mà hội tụ rất nhiều các cái doanh nghiệp. Hiện nay của chúng ta là tổng số là có trên 250.000 doanh nghiệp của thành phố chúng ta. Thì thực sự đây là một cái nơi phải tập trung rất nhiều nguồn lực, và nguồn lực có thể là nguồn lực chất lượng rất cao hàng đầu của cả nước. Thế thì
thực hiện chủ trương đó thì chúng tôi là cơ quan của thành phố thì có triển khai rất nhiều các cái chương trình, các chính sách của thành phố. Và trong những năm qua thì thành phố đặc biệt quan tâm rất nhiều đến những chính sách về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, cũng như là về hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa. Thì đặc biệt nữa là từ ngày 1 tháng 1 2018 ấy, thì chúng ta có luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa chính thức là có hiệu lực. Và qua đó thì thành phố Hà Nội đã ban hành một số cái nội dung, một số cái đề án rất là quan trọng để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ngày 5 tháng 9 2018 thì thành phố chính thức là ban hành một cái đề án về hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố. Và hiện nay chúng tôi đang tiếp tục tham mưu thành phố là xây dựng một cái đề án về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Thì cái đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thì dành trọng tâm cho lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Thì cái này thì chúng tôi đang trong quá trình nghiên cứu và sẽ ban hành, nếu sớm thì sẽ trong năm nay, còn nếu muộn thì có thể sẽ đầu 2019 sẽ ban hành. Và khi đó thì cộng đồng khởi nghiệp của chúng ta sẽ có rất nhiều những cái chính sách từ phía chính phủ và từ phía thành phố Hà Nội để quan tâm, để thúc đẩy cái khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội. Thì vừa qua thì về cái đề án hỗ trợ khởi nghiệp ngày 5 tháng 9 đã ban hành thì báo cáo tất cả các anh chị là có rất nhiều các chính sách trong đó khuyến khích đặc biệt cho khởi nghiệp và có nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp. Ví dụ như là hỗ trợ về đào tạo như buổi hôm nay cũng nằm trong chương trình hỗ trợ đào tạo, như hỗ trợ về các buổi tọa đàm, hội thảo v.v. và hỗ trợ toàn bộ những nội dung liên quan đến khuyến khích thành lập doanh nghiệp để phấn đấu đến 2020 là thành phố Hà Nội có 400.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập và hoạt động hiệu quả. Thế thì hiện nay là thành phố hỗ trợ toàn bộ những cái liên quan, tất cả cái gì liên quan lệ phí của đăng ký kinh doanh là thành phố Hà Nội hỗ trợ hết. Thì không biết là cộng đồng doanh nghiệp chúng ta, mà các chị ngồi đây thì không biết là đã các doanh nghiệp nào đã biết được những cái chính sách chưa? Ví dụ như là hỗ trợ toàn bộ về cái lệ phí đăng ký kinh doanh, hỗ trợ toàn bộ về những cái phí công bố doanh nghiệp, hỗ trợ toàn bộ về những cái con dấu pháp nhân cho doanh nghiệp, tức là bằng toàn bộ cái vừa toàn bộ về kinh phí về ngân sách thành phố hỗ trợ. Thì toàn bộ cái đấy, nội dung đấy là đang hỗ trợ. Còn khả năng nếu như bạn hỗ trợ bạn mất 1 triệu đấy, khả năng là bạn thuê tư vấn để làm hồ sơ, đúng không? Thuê tư vấn làm hồ sơ đấy do mình không làm được, mình thuê bên đơn vị đó để làm cái hồ sơ. Đấy là cái phí mà các đơn vị dẫn đấy của bạn, là về phí để làm tay bạn hồ sơ. Còn toàn bộ cái lệ phí đáng phải nộp ấy, thì hiện nay là thành phố hỗ trợ hết tất cả. Thì cái này là cái mà đầu tiên là thành phố muốn khuyến khích tất cả cộng đồng doanh nghiệp để chúng ta làm thế nào để thúc đẩy mạnh cái tinh thần khởi nghiệp lên. Và thực sự là chúng tôi trong những buổi này rất mong muốn rằng là làm nào có được những buổi thực sự tốt, có được những chương trình thật sự là bổ ích đến cộng đồng doanh nghiệp. Và hôm nay báo cáo với tất cả các anh chị là để một tổ chức được một buổi này thì thực sự cũng rất là khó. Bởi vì hôm nay có anh Phạm Thành Hưng là người rất là bận, và chúng tôi phải lựa mà làm nào mà có thể lựa và có thể gần như là dinh bằng được để anh có một khoảng trống nào đó để mình mời được anh ấy. Và rất mong rằng Hà Nội sẽ được những người như anh Hưng, những người như anh Dũng, những người như anh Mạc Quanh, các chị là những người hàng đầu của cả nước chúng ta, là chuyên gia hàng đầu của nước, thì rất mong rằng là các anh chị sẽ thực sự quan tâm đến cộng đồng doanh nghiệp của thành phố, thì làm nào để hỗ trợ, để chia sẻ, để vừa là thúc đẩy cái tinh thần của cộng đồng doanh nghiệp, cũng như là vừa là để hỗ trợ các doanh nghiệp có một cái định hướng hoặc có một cái hướng đi nó đúng nhất, nó tốt nhất để phục vụ cho phát triển doanh nghiệp và phục vụ cho phát triển của thành phố. Thì trong các chính sách, các chương trình của thành phố thì cũng rất mong rằng anh Hưng, như anh Dũng thực sự là sẽ quan tâm tạo kiện cho cộng đồng doanh nghiệp và tạo kiện cho thành phố để xây dựng thành phố ta có một cộng đồng doanh nghiệp thực sự là vững mạnh và xây dựng thành phố chúng ta thực sự là văn minh, giàu mạnh và hiện đại. Thì đấy là những cái mà mong muốn nhất của chúng tôi, làm thế nào để triển khai được những chương trình thực sự bổ ích, thực sự tốt và mời và có thể là khai thác được những anh là những chuyên gia hàng đầu để phục vụ cống hiến cho cộng đồng doanh nghiệp. Đấy là những cái nội dung mà chúng tôi rất mong muốn rằng sẽ có được cái đó và rất mong rằng các chuyên gia và sẽ đồng hành cùng thành phố Hà Nội cũng như là cộng đồng doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng chúng tôi để làm nào để có một chương trình thật tốt và làm nào để có một môi trường kinh doanh thật tốt, làm nào để có một cái tinh thần khởi nghiệp tốt và làm nào để phát triển thật tốt doanh nghiệp, đóng góp vào cái sự phát triển chung của thành phố như cả nước. Thì hôm nay thực sự là rất vui mà cũng rất là trân trọng thay mặt cơ quan được cảm ơn anh Hưng đã dành thời gian về với hội nghị và chia sẻ với hội nghị. Rất là cảm ơn anh Dũng bên Kingman, cảm ơn anh Mạch Quốc Anh đã dành thời gian về chia sẻ và tương tác với chúng ta, và cảm ơn tất cả các anh chị đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn đã về tham gia cái buổi hôm nay, và rất mong rằng các anh chị sẽ quan tâm nhiều đến những cái chủ trương, những cái chính sách của thành phố Hà Nội để có thể chúng ta được thụ hưởng từ những chương trình đó.
và cũng đồng thời là để làm nào để có những cái ý kiến tương tác để xây dựng một chính sách của Hà Nội thực sự tốt. Về thành phố thì luôn luôn là rất là quyết tâm quyết liệt, lãnh đạo rất quyết tâm quyết liệt. Cái thứ hai là rất mong muốn rằng xây dựng được những cái chính sách thực sự tốt để hỗ trợ khởi nghiệp, và đặc biệt là khởi nghiệp sáng tạo sau này. Thì cái đấy là cái mà rất cần cộng đồng doanh nghiệp sẽ cho ý kiến để chúng tôi tiếp thu, để chúng tôi hoàn thiện các chính sách. Thì hôm nay một lần nữa xin được thay mặt cho Trung tâm Hỗ trợ Nghiệp nhỏ vừa Sở Y tế Hà Nội xin được trân trọng cảm ơn các anh chuyên gia đã về buổi hôm nay, và cảm ơn tất cả các quý vị doanh nghiệp đã dành thời gian về tham gia buổi hôm nay. Xin kính chúc sức khỏe các anh và chúc buổi chúng ta thành công tốt đẹp. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Lê Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội của chúng ta đã có những chia sẻ đầu tiên rất ý nghĩa. Và kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp tất cả những chủ điểm quan trọng của doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh. Và đầu tiên, chúng tôi xin được mời những sự chia sẻ đến từ ông Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman, sẽ lên chia sẻ về quản trị và xây dựng đội ngũ nhân sự cho các nhà khởi nghiệp của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời ông. Vâng ạ, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa anh Quân, kính thưa anh Hưng, kính thưa anh Mạc Quốc Anh và các anh, các chị. Thì báo cáo anh chị thì thực ra hôm nay tôi đứng ở đây tôi rất là xúc động. Thực ra thì đã lâu lắm rồi thì Học viện Kingsman của chúng tôi cũng như là Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa cũng chưa có dịp tổ chức lại hội thảo như thế này tại đây. Thế thì ngày hôm nay thì cũng sau vài tháng, thì tôi sẽ nói lý do là vì sao lại mất vài tháng như vậy. Bởi vì là khi mà anh Quân có chia sẻ với tôi là có nhu cầu tổ chức một hội thảo như thế này, thì thực ra tôi nghĩ rất là nhiều. Bởi vì báo cáo anh các chị là nếu mà tổ chức một hội thảo bình thường với cả những diễn giả như chúng tôi chẳng hạn thì thực ra việc rất là đơn giản. Tuy nhiên chúng tôi muốn rằng trong hội thảo ngày hôm nay là chúng ta sẽ có được những cái người mà thật sự rất là sát với thực tiễn, là những người đã trải qua rất nhiều cái quá trình vật lộn với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Vì vậy mà chúng tôi cũng tìm kiếm các cái chuyên gia nhưng đồng thời cũng là những cái nhà kinh doanh gọi như là lão luyện trên thị trường để đem đến cho chúng ta những cái giá trị cao nhất. Và thật sự rất là may mắn và cũng rất là cảm ơn anh Phạm Thanh Hưng đã có thời gian và cũng đã đồng ý đến với cả hội thảo chúng ta ngày hôm nay. Và thật sự là hôm nay thì khi mà anh Hưng chưa xuất hiện, thực ra tôi vẫn rất là lo. Bởi vì 4 năm trong con người đăng ký ở đây mà anh Hưng lại báo là tôi bận đột xuất thì chắc là hôm nay Dũng lên đường đúng không ạ? Và hôm nay anh Hưng có mặt ở đây thì thật sự tôi xin anh chị một lần nữa là vỗ tay cảm ơn anh Hưng rất là nhiều. Và cũng báo cáo anh chị thì như tôi đã trao đổi với anh Hưng đầu giờ thì tôi định là để cho anh Hưng chia sẻ trước. Bởi vì thực ra là hôm nay thì một mình anh Hưng cũng có khả năng là đủ gọi là dùng từ là cân cả hội thảo này. Tuy nhiên thì dù sao với tư cách cũng là một trong hai chủ nhà thì tôi xin phép được phát biểu trước. Và cũng như là theo tiếng Anh nó là say the best for last, những gì đẹp nhất thì nên để nói đằng sau. Thì tôi xin phép nói phần không hay trước và cũng phần là rất là đau đầu, đó là phần liên quan đến nhân sự. Thế thì báo cáo các anh chị là như thế này. Thế thì báo cáo anh các chị thì có lẽ là vấn đề nhân sự luôn được coi là một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Thế thì báo cáo anh các chị thì tôi xin phép được bắt đầu từ một câu chuyện nó rất đơn giản thế này. Mấy hôm nay trên Facebook cũng như là mấy hôm nay trên phương tiện thông tin đại chúng thì có một cái công ty khởi nghiệp nó cũng khá là biết tới ở Việt Nam, đó là công ty Getfly. Để chuyên cung cấp các giải pháp về phần mềm quản trị khách hàng. Thế thì báo cáo anh chị là một trong các cổ đông của Getfly là đã có câu chuyện là lên trên Facebook kêu ca phàn nàn về việc là đã đóng góp vào cái công ty khởi nghiệp sáng tạo là Getfly. Tuy nhiên thì bị các cái cổ đông cũ là bây giờ đẩy ra khỏi cái công ty và cũng là hiện nay đang tìm cách là chiếm lại cái công ty đó, chiếm cả khách hàng cũng như thị phần và thị trường luôn. Thế thì báo cáo các chị thì thực ra đây là một câu chuyện nó không mới, tuy nhiên nó gióng lên một cái hồi chuông là thực ra thì khi mà chúng ta bắt đầu khởi nghiệp với nhau ấy thì anh em với nhau phấn khởi lắm, nhưng mà khi mà cái gọi như là cơm không lành canh không ngọt thì tất cả những sự xấu xa là phơi bày trên mặt báo và cũng không ai biết đúng sai và dẫn đến những hệ lụy rất là khó lường. Và thậm chí nó còn đem đến cho những người có ý định manh nha khởi nghiệp một cái nỗi lo sợ là không biết là mình khởi nghiệp có bị dẫm vào cái vết xe đổ đó hay không. Thế thì báo cáo anh chị những câu chuyện này chắc là về vốn cũng như về kinh doanh thì chắc là anh Hưng sẽ chia sẻ cùng anh chị sau những góc độ khởi nghiệp, và về nhân sự tôi xin phép được chia sẻ thế này. Trong quá trình khởi nghiệp thì chúng ta rất hay nói một cái câu với cả bạn bè tôi, đó là gì? Tất cả những thằng lừa đảo đều đáng tin cho đến khi nó lừa mình. Thế báo cáo anh chị là khi mà khởi nghiệp đến với nhau thì rất là phấn khởi đúng không ạ? Tao tin mày, mày tin tao, anh mày góp sức, mày góp tiền, anh em mày cùng khởi nghiệp. Nhưng mà tôi đã phát biểu trên cái Facebook của tôi là gì? Cái dân công nghệ cũng như là cái dân sáng tạo thì thường là người ta giỏi về kỹ thuật, giỏi về chuyên môn. Tuy nhiên vì yếu tố nhìn nhận con người cũng như các yếu tố khác như là hợp đồng, như là pháp lý thì thường là chúng ta không giỏi lắm. Vì vậy mà khi mà xảy ra thì cứ ú ớ, anh không ngờ, anh không nghĩ rằng là nó như vậy. Báo cáo anh chị là chúng ta chết cũng chỉ vì từ không ngờ thôi. Chứ nếu mà ngờ ngay từ ban đầu thì đã chẳng nói làm gì đúng không ạ?
Vậy để báo cáo anh chị, tôi nghĩ rằng là một trong vấn đề đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được cái người đồng hành và cái người mà sẽ kề vai sát cánh cùng chúng ta. Thế thì báo cáo anh chị là ở đây tôi thấy rằng các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi khởi nghiệp, tôi đi tư vấn rất nhiều doanh nghiệp, tôi thấy rằng thì thường là người ta có xu hướng là tìm cái người đồng hành là có cùng chí hướng nhưng mà lại có cùng chuyên môn với mình. Ví dụ hai ông cùng giỏi về IT chẳng hạn, thành lập một công ty khởi nghiệp. Thế thì báo cáo anh các chị thì thường là cái dân IT nó có một cái điểm là cũng khá là vui vẻ, cũng khá là sáng tạo, nhưng mà cái chặt chẽ cũng như là cái tính gọi như là nghiêm túc của nó thì đôi khi có lẽ là cũng còn một số vấn đề. Thế vì vậy là báo cáo anh chị là đặc biệt là cái tính mà tôn trọng nhau trong công việc là không có đâu. Vì vậy tôi thường tôi hay hỏi một câu thế này này. Ví dụ như là thế cậu thấy rằng cái giải pháp của thằng kia đưa ra nó có hay không? Thì thường là cái ông IT này còn lại sẽ nói luôn một câu là gì? Hay cái gì, giải pháp của tao hay hơn nó nhiều. Tức là thường là cái dân IT hoặc là dân sáng tạo nó ít khi nó nể nhau. Vì vậy tôi nghĩ rằng là ngay cái việc đấy mà áp dụng cho công việc đã đem đến một cái sai lầm rất là không đáng có. Vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta giỏi một người IT được rồi, một người giỏi về ý tưởng được rồi, nhưng mà còn cần các chuyên gia về tài chính, các chuyên gia về nhân sự, các chuyên gia về bán hàng, các chuyên gia về marketing, thậm chí là những cái chuyên gia khác lo cái hậu trường cho chúng ta, thì báo cáo anh chị tôi nghĩ rằng nó sẽ phù hợp hơn. Đấy là vấn đề liên quan tới cái gọi như là cổ đông của chúng ta. Thế cái vấn đề thứ hai mà tôi vẫn nói tại các cái công ty hiện nay mới ra đời, thì hiện nay chúng ta cứ nói về 4.0, nhưng mà bản thân cá nhân tôi là tôi rất ghét 4.0, bởi vì chúng ta cứ nói nhưng chúng ta không hiểu về nó, thật sự rất là nguy hiểm. Thế tôi vẫn dùng cái hình ảnh trên bảng đây, đó là gì ạ? Chính anh Giản Tư Trung là một trong những người mà rất là có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, có nói với chúng tôi một câu rằng là gì? Chúng mày đôi khi chúng mày quên từ 4.0 đi, bởi vì ở Việt Nam hiện nay đặc biệt các công ty mới ấy, thì tóm lại là nhân sự là có chất lượng là 1.0, nhưng mà phương thức quản lý thì là -1.0. Và cái này nó làm cho các doanh nghiệp của chúng ta gọi là 4.0 nhưng nó hoạt động rất là cổ điển. Thế tại sao thì lại làm 1.0? Thì anh chị tưởng tượng thế này này, cái nhân sự mới ra trường của Việt Nam hiện nay mà chúng ta định tuyển về công ty chúng ta làm ấy, thật sự là họ rất là kém, thậm chí kể về sức khỏe cũng kém, tôi chưa nói về các cái yếu tố khác ấy. Thế báo cáo anh chị là tôi tốt nghiệp đại học ngoại thương ra, nhưng ngay cả một trường đại học rất nổi tiếng như đại học ngoại thương thì nhiều khi tôi vẫn thấy rằng thực ra chả biết gì để mà có thể là tham gia một công ty đầy ắp khó khăn như một công ty khởi nghiệp. Vì vậy là cái ý thức này, cái thái độ này, cái trình độ, cái năng lực này rất là kém. Vậy nhưng mà chúng ta không thể nào tuyển những nguồn khác được, vì vậy chúng ta vẫn phải tuyển họ về. Và báo cáo anh chị là chúng ta phải áp dụng những cái biện pháp như kiểu là roi vọt ấy. Chẳng hạn như khi mà nhân sự không làm mà chúng ta cầm roi, ta vút cái này này. Và tóm lại là có rất nhiều vấn đề. Thế thì lời khuyên đưa ra là gì ở đây thì xin thưa anh chị, tôi xin khuyên ngắn gọn như sau, bởi vì từ toàn bộ phần trình bày của tôi chỉ đề dẫn, vì vậy nó chỉ có tầm khoảng 15-20 phút thôi. Thì xin thưa anh chị là như thế này. Tôi vẫn nhớ một cái câu mà ông bà dạy tôi từ ngày xưa, đó là gì ạ? Nhà nghèo thì khi khách đến nhà thì nên rót chén rượu đầy. Tôi không biết là anh chị có hiểu ý nghĩa câu này không, tức là thế này. Giả sử là nhà tôi rất là nghèo, tôi chỉ còn một phần nhỏ một chai rượu thôi. Thế khi mà khách đến nhà chơi lâu ngày mới đến ấy, thì mình lại hay có cái quan điểm rằng gì? Ôi dồi ôi, nhà mình ít rượu thế thì mình rót từng tí một thôi. Thế mang ra ví dụ mời một anh rất là nổi tiếng như anh Hưng chẳng hạn. Anh sẽ bảo là tại sao mày rót ít thế? Rót tao thêm tí nữa. Thế mình bảo thôi anh ạ, uống ít thế này thôi. Thế uống xong thì chưa bỏ thì ông lại bảo là rót thêm tao tí nữa. Thế hai lần rót như vậy cũng hết chén rượu. Thế ông ấy về ông bảo lâu lắm mới đến nhà Dũng chơi rượu kẹt xỉ, đúng là thằng dỡ dần. Thế báo cáo anh chị thì làm cách đấy nó rất là thiệt hại. Thế báo cáo anh chị là ông bà nhà mình dạy là gì? Ê không, anh Hưng đến nhà ấy là tốt nhất có bao nhiêu rượu là dồn đổ ra đầy một cốc Liên Xô luôn, xong mang ra bảo dạ mấy khi anh em gặp nhau làm chán đầu tiên này anh Hưng. Hưng nhìn thấy bảo thôi Dũng à, mày uống rượu này mày giết tao à, chán đầu ai uống thế. Thế ông ngồi được 5 phút rồi mà thôi tao xin phép tao về, uống kiểu này tao chết mất. Thế báo cáo anh chị là mình vừa được tiếng là đãi khách thịnh soạn nên thực ra là tất cả rượu mình có. Thì áp dụng trong nhân sự thì báo cáo anh chị chúng tôi hiện nay đang tư vấn rất nhiều là thế này. Trong giai đoạn đầu chúng ta gặp khó khăn về tài chính, chúng ta gặp khó khăn về kế toán, chúng ta gặp khó khăn về nhân sự thì chúng ta nên bỏ ra một số tiền để chúng ta tuyển những cái chuyên gia cũng gọi là có số có má một tí. Và trong thời gian đầu đó thì nên lấy về và sau đó chúng ta sẽ tận dụng cái trình độ, cái kiến thức để làm được rất nhiều các vấn đề cho chúng ta, ví dụ xây dựng quy trình quy chế này, ví dụ như là thiết lập lại hệ thống này, và đặc biệt nữa là tận dụng thời gian đầu để họ đào tạo đội ngũ nhân sự cho chúng ta. Và nếu như sau 3 tháng, 5 tháng chúng ta không đủ sức nữa thì họ có thể ra đi, nhưng toàn đã bắt đầu có được một cái đội ngũ nhân sự để đủ sức để gánh vác một phần. Chứ còn giai đoạn đầu mình đã không biết cái gì rồi mà gọi một đống thằng không biết gì về thì rất là mệt. Cái yếu tố thứ hai nữa là hiện nay bởi vì chúng ta không có tiền mà. Vì vậy là chúng ta rất hay có khái niệm là tuyển người rẻ. Thì anh có anh chị là cái người rẻ anh chị biết rồi, tất cả đều là 1.0. Ghép 4 cái thằng 1.0 ấy vào nó không thành 4.0 được. Vì vậy báo cáo anh chị là tôi thấy rằng rất nhiều công ty khi tuyển đội ngũ bán hàng chẳng hạn, ví dụ những sản phẩm rất tốt nhưng làm sao bán hàng được đây. Thế thì báo cáo anh các chị là người ta tuyển về là 4 cái đồng chí bán hàng trả lương mỗi thằng 5 triệu. Báo cáo anh các chị thằng 5 triệu nó không bán được đâu. Đặc biệt những cái sản phẩm công nghệ cao, những cái sản phẩm đấy nó rất là khó bán. Thậm chí là tôi biết những công ty là tuyển về tận 20 người
mỗi thằng trả 5 triệu, vậy là 100 triệu, nhưng báo cáo anh chị nó chả bán được cái gì cả. Và cuối cùng là chúng ta đang lo bao nhiêu vấn đề, chúng ta phải lao ra đường ra đi bán hàng. Xin thưa anh chị, đây là vấn đề cực kỳ khó khăn. Vậy thì lời khuyên của chúng tôi vẫn hay là cái kiểu tôi nói một số hội thảo rồi, anh chị nghe rồi anh chị thông cảm. Tôi vẫn nói về cái bài nó chỉ có vậy thôi. Đó là gì? Thay vì tuyển 20 người và mỗi người trả 5 triệu, thế liệu chúng ta có lật ngược lại là chúng ta chỉ tuyển 5 thằng thôi trong cái số đấy, nhưng mà những thằng thật sự nó muốn làm việc, thật sự nó sẵn sàng đồng hành cùng chúng ta, nhà nó nghèo nhưng nó cùng đam mê và khát vọng. Và mình nói luôn là tao trả mày 20 triệu đấy. Cái cỡ chúng mày không bao giờ có thể đi xin việc nơi khác được 5 triệu, chưa nói là 10 triệu, tao trả mày 20 triệu đấy. Nhưng mày làm hộ tao tất cả những việc mà 20 thằng phải làm. Vậy chúng ta vẫn mất 100 triệu. Nhưng xin thưa anh chị, 5 thằng nó làm ác lắm. Nó lăn xả với chúng ta, bởi vì đơn giản nó là, đây là một cái cách trả lương nó hoàn toàn khác biệt so với thị trường. Và tôi nhắc lại là chúng tôi không tuyển người 20 triệu để trả 20 triệu, mà chúng tôi tuyển người 5 triệu để trả 20 triệu. Nếu anh chị dám làm vậy. Vậy thì lời khuyên của tôi có thể là hơi ngớ ngẩn với các anh chị, nhưng chúng tôi đã làm vậy với rất nhiều doanh nghiệp và rất thành công. Vậy thì báo cáo anh chị, bởi chúng ta khởi nghiệp, chúng ta mới mà. Cái thương hiệu chúng ta không có, đặc biệt là thương hiệu tuyển dụng chúng ta không có. Thì làm thế nào chúng ta cạnh tranh được với các đối thủ khác đã tồn tại trên thị trường, đúng không ạ? Vì vậy bây giờ mình khuyến khích nó bỏ công ty kia về với mình là rất là khó. Vì vậy báo cáo anh chị, đây là cái lời khuyên theo tôi nghĩ cũng rất rất là quan trọng. Thế thì báo cáo anh chị là khi mà chúng ta khởi nghiệp thì anh chị thấy rằng là không chỉ vấn đề nhân sự mà có quá nhiều vấn đề. Mà tất cả những gì mà chúng tôi nêu ra ở trên đây thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là anh Hưng sẽ giúp chúng ta giải quyết, anh Mạc Quốc Anh chúng ta giải quyết, anh Quân chúng ta giải quyết. Thế tuy nhiên thì tôi vẫn nghĩ rằng là hiện nay người ta nói quá nhiều về việc là cần có sự đam mê hay cần có một ý tưởng sáng tạo. Thế tôi thì tôi lại nghĩ rằng là cái ý tưởng sáng tạo và đam mê nó có giá trị bằng không nếu như không có ai giúp chúng ta triển khai cái đam mê đấy thành hành động cụ thể và không thể biến cái ý tưởng thành tiền được. Ngay cả ngày hôm qua tôi vừa nhận được một cuốn sách rất là hay, tức là gì? Marketing giỏi là phải kiếm được tiền. Thế thì bây giờ nhân sự giỏi là cũng phải kiếm được tiền. Một ý tưởng hay cũng phải kiếm được tiền. Và tóm lại một thị trường rất tốt cũng phải giúp ta kiếm được tiền. Còn nếu không có tiền thì nói tóm lại với các chị là chúng ta chả hay để làm gì cả. Vì vậy là đồng hành cùng một đội ngũ doanh nghiệp, chúng ta phải quan tâm đội ngũ nhân sự. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải quan tâm rất nhiều các yếu tố khác. Ví dụ như yếu tố về tìm hiểu về pháp lý này, các yếu tố liên quan đến quản trị rủi ro này, các yếu tố liên quan đến chiến lược này, vân vân và vân vân và rất nhiều các yếu tố khác. Tất cả đều nó là đầu vào của doanh nghiệp cả. Mà nếu chúng ta không quản trị các yếu tố này tốt thì xin thưa các chị, cái hoài bão và đam mê của ông chủ cũng chỉ dừng lại ở mức độ hoài bão đam mê mà thôi. Vậy thì báo cáo anh chị là hiện nay có những khóa đào tạo của chúng tôi có tên là gì ạ? Ý tưởng của bạn có giá trị bằng không? Để tôi vật lại một câu chuyện là ý tưởng bạn rất hay, nhưng vấn đề là cái tốc độ triển khai bạn quá chậm vì đội ngũ bạn quá tệ. Vì vậy báo cáo các chị là ở đây thường là chúng ta hay nghĩ rằng chúng ta cứ nghĩ ra việc đã, rồi tự nhiên sẽ có người làm với chúng ta. Nhưng quan điểm của chúng tôi thì lại khác, đó tôi cần người đã. Và khi con người đã phấn khởi với nhau rồi thì làm gì cũng được. Thế tôi hay nói đùa câu chuyện này giống như cái kiểu là chúng ta cùng nhau đi lên xe buýt ấy. Thế đầu tiên là lên xe buýt là phải lọc ngay thằng nào muốn đi chơi, thằng nào muốn đồng hành, thằng nào sẵn sàng đồng cam chịu khổ. Nếu tất cả thằng nào mà không đồng ý xuống xe buýt ạ, xuống. Tao chỉ cần trên xe 5 thằng thôi. Và 5 thằng còn lại đấy thì xin thưa anh chị, nó sẵn sàng đi bất kỳ đâu. Và gặp khó khăn thế nào không quan trọng. Và đặc biệt là đi tới đức mục đích nào nó cũng sẵn sàng nó đi luôn. Đang đi Tam Đảo vật ngược sang đi Hải Phòng nó vẫn sẵn sàng, nó vui vẻ mà. Vì quan trọng xác định với nhau từ đầu. Thế còn bây giờ lên xe để bảo là chúng ta đi Tam Đảo nhé. Nhưng mà bắt đầu đang đi giữa đường gặp khó khăn, thế là 20 thằng trên xe nó ngồi cãi nhau, chửi nhau, thế là tan đàn xẻ nghé, tóm lại nó đi về. Vậy thì báo cáo anh chị là cái yếu tố này tôi nghĩ rằng có thể không biết là quan điểm của Sắc Hưng có giống tôi không, nhưng quan điểm của chúng tôi là tôi cần tìm những người mà sẵn sàng đồng cam chịu khổ với nhau trước khi câu chuyện các yếu tố khác. Thế thì một cái câu chuyện nữa về nhân sự mà mọi người cũng hay hỏi tôi tại các cái câu chuyện đó là thế làm thế nào để em giữ chân được người giỏi. Thế thì báo cáo anh chị là giữ chân người giỏi thì anh chị biết rồi, người giỏi thì người ta có nhiều cái giỏi. Khi mà đến các doanh nghiệp hiện nay chúng ta phải quan điểm rằng người ta đến doanh nghiệp không chỉ là người ta có tiền. Ví dụ như hiện nay tôi đang là thành viên hội đồng quản trị của 4-5 công ty khác nhau, nhưng thật sự tôi không đem bất kỳ một đồng tiền nào tôi đến góp được. Tôi xin lỗi các chị, chẳng hạn như một tập đoàn như là Sen Group chẳng hạn, của anh Hưng đấy chẳng hạn, tôi bây giờ mà đến bảo anh Hưng cho em xin góp tầm khoảng vài triệu đô chẳng hạn, xin thưa anh chị nó hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì công ty như của anh Hưng cần gì vài triệu đô của tôi không cần tiền. Thế nhưng mà tôi vẫn muốn tham gia thì sao? Thì xin thưa anh chị, tôi góp bằng sức này, tôi góp bằng ý tưởng này, tôi góp bằng quan hệ này, tôi góp bằng hiểu biết này, tôi góp bằng nhiều thứ khác. Thế thì các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng cần phải đổi hướng là chúng ta nên chia cổ phần cho các cổ đông của chúng ta, kể cả nhân sự giỏi chúng ta bằng phần cổ đông. Anh chị đừng có nói rằng tao góp 2 tỷ tao thành lập công ty đấy, tức là tao phải chiếm 100% cái đó. Cái điều là điều không ổn. Hiện nay chúng tôi vẫn trở thành cổ đông được, nhưng mà cụ thể hóa công sức của tôi bằng tiền. Và khi nào tôi không đóng góp công sức đó nữa thì tôi đi ra khỏi đây thì ok, tôi không được hưởng nữa, nhưng tôi còn đóng góp và tôi còn được hưởng. Và báo cáo anh chị đã phải rất là minh bạch cái chỗ này. Vậy thì báo cáo anh chị ở đây ấy, thì tôi nhớ là một cái tập đoàn rất là nổi tiếng về công nghệ Trung Quốc, ông ta có nói một câu rất hay thế này này, là tao không có gì để góp cho công ty, vì vậy tao chỉ có tiền thôi.
nên công ty của tao vốn điều lệ ví dụ là 20.000 đô, ví dụ vậy. Và nếu nói về tiền ấy, thì tao sở hữu là 100%. Nhưng mà không được, bởi vì công ty này muốn phát triển được là cần có tất cả anh chị em ngồi tại đây. Vì vậy là tao sẽ chia cổ phần cho chúng mày và tao chỉ giữ lại là 1,99% thôi. Vì tao đi xem bói, thầy bói bảo 1,99 là đẹp với tao, nên tao giữ lại 1,99 còn tao chia hết cho chúng mày. Tùy đóng góp chúng mày sẽ có. Thế thì báo cáo anh chị là từ một công ty có 20.000 đô khởi nghiệp, nhưng rồi sau đó rất nhiều năm họ trở thành công ty 1 tỷ đô. Vậy thì sở hữu 1,99% của 1 tỷ đô, xin thưa anh chị, nó lớn hơn rất nhiều là anh cố gắng giữ lấy 100% của công ty 20.000 đô đó. Thế thì khi tôi chia sẻ câu chuyện này với rất nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam thì các ông hiểu về mặt lý thuyết. Nhưng mà khi áp dụng lại bảo thế này này, thôi, tao vẫn giữ lại 99% bởi vì tao đi xem bói, thầy bói vào số 99 là hợp với tao. Thì báo cáo với các chị đánh vô giữ thế thì ai đồng hành với ông, tóm lại là chúng ta cái kiểu như vậy. Vì vậy cái hàm lượng trí tuệ và hàm lượng chất xám tôi đóng góp cho anh nó rất là ít, vì người ta vẫn nghĩ rằng đến với nhau là phải đến vì tiền. Thế báo cáo với các chị đây là một cái câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ cùng anh chị. Và khi năm kia tôi sang thăm tập đoàn xây dựng Bui, tập đoàn xây dựng lớn nhất thế giới ấy, thì không chỉ là chia cổ tức, chia cổ phần với nhau mà người ta còn có câu chuyện là nếu mày gắn bó với tao thêm thì không những là mày có thể bán được cái cổ đông đấy, bán cái cổ tức ra với giá trị rất là cao, theo mỗi một năm tháng mày ở lại tao còn sẵn sàng tao mua lại cái cổ phiếu đấy, không chỉ là bằng giá thị trường còn cộng thêm bao nhiêu phần trăm lãi là do mày đóng góp với cả gắn bó với công ty của tao nữa. Thì báo cáo anh chị những câu chuyện như vậy là những câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ cùng anh chị. Hay là cái cách chia thưởng theo kiểu 5-3-2 cũng rất là nổi tiếng, chẳng hạn của các công ty công nghệ chẳng hạn. Thế chúng ta lập thêm một công ty công nghệ, thế nhưng mà các cái dự án nó đến rất là liên tiếp, lấy đôi người để làm chẳng hạn, thì rất nhiều hiện nay người ta chia theo hình thức là thành cát tư hãn, tức là 5-3-2. 5-3-2 tức là công ty đứng ra ký hợp đồng thì công ty được hưởng 50%, còn anh là chủ dự án, anh sẵn sàng anh đứng dậy anh nhận cái thầu dự án này thì anh là tướng của dự án này, anh được hưởng 30%. Còn đâu quân đi theo anh là tôi chia cho anh 20%. Đấy chính là công thức thành cát tư hãn rất là nổi tiếng. Thế thì có thể anh chị sẽ hỏi tôi thêm lần nữa, thế vậy thì thành cát tư hãn là cái gì? Thì tôi xin phép anh chị, đã bao giờ anh chị đặt một câu hỏi rằng là một cái đế quốc Mông Cổ nó chỉ trên lưng ngựa như vậy mà nó chiếm được một nửa thế giới vì sao hay không? Thì báo cáo anh chị đấy chính là công thức thành cát tư hãn. Thành cát tư hãn đến đàm phán luôn. Ví dụ đến nước Nga chẳng hạn. Thế tao dẫn quân từ Mông Cổ cho tao chiếm Nga, nếu mà tao tự đánh chắc chắn tao không đánh được. Nên tao rất cần cái thằng mà nội ứng là mở cửa thành cho tao. Thế nhưng nếu mà mày mà tự đòi làm cái việc đấy mày không làm được vì mày thiếu quân từ bên ngoài đánh vào. Thế tao mà sẽ kết hợp làm. Thế tao như mày là giám đốc dự án để chiếm nước Nga đi chẳng hạn. Tao dẫn quân từ ngoài đến, tao có uy lực, tao có thương hiệu. Nghe thành cát tư hãn là sợ ấy. Nhưng mà tao dẫn đến cửa thành thôi, tao ẩn nấp mày bên trong, mày mở cửa thành cho tao. Thế tao sẽ ổ quân vào, tao chiếm được nước Nga trong một tích tắc. Thế tao chiếm nước Nga xong thì toàn bộ lợi ích tao không lấy về hết, mà tao sẽ chia thế này. Thứ nhất là mày được ở lại mày làm lãnh chúa, toàn bộ quân sĩ đi theo mày, chia cho nó 20%. Mày đứng đầu được 30%, còn tao dẫn quân từ xa tới, tao lấy 50%, tao đi về. Và xin thưa anh chị, với tỷ lệ này gọi là tỷ lệ vàng thì không ai có cách làm nào khác hay hơn cả. Nên giả sử chia 4-4-2 thì sao? 4-4-2 thì quân sĩ nó nhìn lên nó bảo ồ các tướng chiếm hết gấp đôi rồi, em đi theo mà được ít quá. Hai nữa là tao dẫn quân từ xa đến là mày là từ trong mở cửa thành ra, tao mày bằng nhau làm sao mà được. Thế chúng ta chia theo kiểu 5-3-2 có được không? 5-3-2 thì tức là cái thằng dẫn quân từ xa tới, tức là công ty được nhiều quá, thằng giám đốc dự án nó bảo nó được ít quá. Thế còn đặc biệt là quân sĩ thì nó lại cũng gần bằng cái thằng giám đốc dự án thì nó cũng cảm thấy nó không hợp lý. Xin lỗi là chia 6, xin lỗi thưa chị là 6-2-2 không hợp lý. 6-2-2 là không hợp lý, 5-3-2 là ok, 6-2-2 không hợp lý. 7-2-1 thì lại càng không hợp lý. Thế tuy nhiên là nhiều công ty Việt Nam hiện nay lại bảo là em đã cách chia rồi, em chia là 9-0-5-0-5. Thế báo cáo anh chị ai làm với anh cứ chị. Tức là cái kiểu đấy thì không được. Hay là vì tôi nghĩ thế nên mà tôi nghèo, chắc là tí nó phải hỏi chỗ này lại anh Hưng xem anh chia thế nào. Thì báo cáo anh chị là bên tôi chia là 5-3-2. Vì vậy báo cáo anh các chị đấy là một số cái gợi ý, tức là người ta luôn luôn phải tìm cách làm sao để giữ chân người ta bằng cái gọi như là bằng đồng tiền, rất là quan trọng. Thế thì báo cáo anh chị thì ngoài yếu tố về tiền ra thì giống như một số buổi khác tôi đã chia sẻ rồi, hôm nay có rất nhiều người mới, tôi xin chia sẻ là cái khởi nghiệp ban đầu ấy, tiền nó chỉ là một phần. Chúng ta không có tiền thì chúng ta giữ nhân tài bằng cách nào? Thì báo cáo anh chị toàn bộ công thức ở bên trên kia tôi muốn chia sẻ với anh chị, đó tất cả những gì mà nhân tài mong đợi. Tính tôi rất hay chiết tự, vì vậy báo cáo anh chị là cái từ nhân tài đó sẽ thể hiện bằng rất nhiều các yếu tố trên bảng đây. Từ vấn đề họ cần được lắng nghe, họ cần được học hỏi, họ cần được ích lợi xứng đáng, họ cần được tôn trọng, họ cần được an toàn trong một môi trường ít lừa đảo, vân vân và vân vân, thì tất cả đều thể hiện ở trên đây. Và nếu anh chị có muốn chiết tự gì thêm thì anh chị có thể cho thêm các từ mới vào, còn tôi thì tôi nghĩ rằng với những gì trên đây cũng gọi là tạm đủ để có thể là giữ chân được nhân tài lại trong công ty khởi nghiệp đầy non trẻ của chúng ta. Và cái yếu tố cuối cùng tôi xin phép anh chị thêm 3 phút nữa thôi, những yếu tố cuối cùng tôi muốn chia sẻ anh chị tại đây đó là thế này. Làm công ty khởi nghiệp thì cái vốn của chúng ta khá là mong manh, thậm chí là cái cam kết đầu tư ấy,
của cái các nhà đầu tư thiên thần hay là kể cả những sắc như là sắc Hưng đây, người ta không thể cứ mãi mà chờ anh thành công một cách quá lâu dài được. Vì vậy tôi nghĩ là trong một khoảng thời gian rất ngắn, chúng ta cần phải thành công khá là nhanh và chứng minh bằng cái hiệu quả cũng như là bằng cái lợi nhuận để người ta có thể nhìn thấy được. Thế thì báo cáo anh chị ở phần cuối chương trình chia sẻ của tôi thì tôi xin phép được giới thiệu anh chị một cái mô hình mà hiện nay kể cả tập đoàn Vingroup người ta cũng đang áp dụng, đó chính là BFR. Thế BFR là mô hình nào thì xin thưa anh chị, BFR chính là mô hình mà của vị tổng thống của Malaysia, cái ông 92 tuổi hiện nay đấy, thì ông đã áp dụng cho Malaysia và trong khoảng thời gian nó chỉ có tầm khoảng gần 30 năm thì Malaysia từ là một quốc gia rất là nghèo khổ và lạc hậu, thua cả Việt Nam chúng ta, thì đã trở thành một trong nền kinh tế rất lớn như hiện nay. Thế thì báo cáo anh chị là BFR tức là người ta yêu cầu rằng một cái tổ chức trong giai đoạn đầu muốn phát triển và muốn thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư thì cần phải làm mọi việc là big, tức là làm dự án nó phải mang tính tầm lớn, to. Thứ hai nhưng mà phải có những kết quả và làm rất nhanh, fast. Vì vậy chính vì vậy mà tập đoàn Vingroup và tập đoàn đọc tên là VinFast là như vậy. Bởi vì nếu bây giờ mà chúng ta làm ô tô, bao nhiêu người đã người ta đã không kỳ vọng rồi. Bây giờ ông lại làm khoảng 10 năm sau mới ra cái ô tô chẳng hạn thì ai mà niềm tin đặt niềm tin vào ông đi theo ông được. Và cuối cùng nữa là làm cái gì cũng cần phải có những cái ghi son, tức là cái kết quả ban đầu thay vì những cái hứa hẹn hoặc cũng như là các cái gọi như là câu chuyện về vẽ vời. Vì vậy báo cáo với các chị là cái dự án khởi nghiệp của chúng ta sẽ chỉ nhận được cái sự quan tâm nếu như ông chứng minh nó bằng hiệu quả. Có thể nó không phải là hiệu quả quá lớn, nó còn có hiệu quả cụ thể. Chứ lại bảo em khởi nghiệp đấy thôi, em chả biết bao giờ em mới thu được hồi vốn trả anh chẳng hạn, cái đấy nó rất là khó. Thứ hai nữa là thể hiện là ý tưởng nó phải lớn, đủ cái niềm đam mê nó lớn. Và hai nữa là phải làm mọi cái rất nhanh. Vì vậy tập trung mọi nguồn lực để nó ra một sản phẩm rất nhanh và chiếm lĩnh một thị trường cụ thể, một đối tác cụ thể rất là nhanh. Vậy thì để làm một điều này thì xin thưa anh chị, cái hệ thống quy trình quản trị của một doanh nghiệp nó cần phải đổi khác. Và ở đây chúng tôi cố gắng mô hình hóa nó bằng một cái rất là đơn giản. Tức là đầu tiên nó là chiến lược này, sau đó bằng kế hoạch cụ thể này, sau đó đem thảo luận cho đội ngũ cán bộ nhân viên này, sau đó xây dựng chương trình hành động này, đo lường KPI luôn này, sau đó ra kết quả cụ thể này, giám sát nó này, đặc biệt là báo cáo này để tìm ra lỗ hổng để tiếp tục quay trở về điều chỉnh chiến lược ban đầu. Tức là tạo thành một cái hệ thống rất là liên mạch và rất là gắn kết như vậy. Vậy thì các doanh nghiệp của Việt Nam mới khởi nghiệp ban đầu thì thường họ làm theo kiểu là hời hợt và tương đối là thiếu cái gọi là khoa học, và họ làm theo kiểu là giật gấu vá vai, được cái là làm cái kia. Thế tuy nhiên khi tôi tư cách là một người đi tư vấn các doanh nghiệp ban đầu ấy, thì thấy rằng là cái giai đoạn ban đầu chính ra là anh nên dành thời gian để hoàn thiện ngay từ ban đầu cái quy trình đã. Còn tất nhiên quy trình nó có thể sơ sài, anh cần có quy trình ban đầu và phải ra những cái gọi như là cái quy định cũng như là các cái yếu tố chuẩn chỉ ngay từ ban đầu. Chứ nếu để cái doanh nghiệp bắt đầu nó phình to ra rồi ấy, tức là các cái vấn đề của doanh nghiệp bắt đầu nó trở nên khó chữa hơn, tức là cái vết sẹo nó trở nên bắt đầu nó thâm mặt rồi ấy, thì chúng ta rất khó có thể làm được cái bề mặt nó đẹp như cái lúc mà bắt đầu nó mới xảy ra vấn đề. Vì vậy báo cáo anh chị là lời khuyên là anh chị nên tham gia các cái chương trình đào tạo cũng như tham gia các cái trung tâm hỗ trợ như là anh Quân vừa chia sẻ, để chúng ta có được những người ta định hướng cho chúng ta ngay từ ban đầu để làm chuẩn chỉ ngay từ ban đầu. Vậy thì báo cáo anh chị thì đây là một số cái chia sẻ rất là ngắn gọn của tôi thôi. Và như tôi nói rồi, tức là cái khởi nghiệp sáng tạo bản thân nó khác cái khởi nghiệp bình thường, là nó phải có yếu tố sáng tạo trong đấy. Anh có thể có sáng tạo về sản phẩm, nhưng thực ra cái này là rất khó. Tôi nghĩ rằng chỉ là đổi mới thì tốt hơn. Cái thứ hai nữa là sáng tạo về thị trường, nhưng thực ra thị trường bây giờ sáng tạo rất khó, đại dương đỏ đại dương xanh rất là khó tìm ra. Thứ ba nữa là sáng tạo về cách làm, thì tôi nghĩ rằng có thể là sáng tạo về cách làm mà chúng ta có thể được. Rồi là sáng tạo trong việc kết hợp các cái nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực về con người. Và yếu tố cuối cùng là đặc biệt là sáng tạo ngay trong cái tư duy, là đôi khi chúng ta phải tư duy lại những cái mà không mới về những vấn đề không cũ. Vậy để báo cáo chị, hoặc là không cũ về những vấn đề không mới. Thế để kết thúc thì tôi xin thưa anh các chị là tôi rất thích một cái lời nói mà của một cái anh mà tôi không nhớ tên, nếu tôi nhớ không nhầm thì là của Nguyễn Hữu Thái Hòa. Anh ta nói một câu thế này này, tức là anh cũng mượn hoặc là anh ấy nói, tôi xin phép này này, anh bảo rằng chúng ta sẽ không thể có được cái đèn điện nếu chúng ta tiếp tục đi cải tiến cái đèn dầu. Thế vậy thì cái doanh nghiệp sáng tạo và khởi nghiệp của chúng ta ấy, chúng ta không thể vận hành nó giống như một doanh nghiệp bình thường được, trong một cái thời đại bình thường mà chúng ta cứ đi cải tiến từng tí một, bởi vì suy cùng nó sẽ trở vào cái đèn dầu mà thôi, nó không thể là cái bóng đèn điện được. Vì vậy là đôi khi chúng ta phải gạt bỏ ra bên ngoài tất cả những suy nghĩ cũ kỹ trước đây và bỏ đi tất cả những quan điểm phổ biến trước đây để nghĩ khác nó đi. Vì chỉ có những cái thật sự là đổi mới như vậy thì mới có thể thành công được. Cách đây 5 năm, nếu như ai đó cho rằng có một doanh nghiệp taxi vận tải mà trong tay không sở hữu một cái xe nào và không sở hữu một tài xế nào mà lại trở thành hãng taxi lớn nhất thế giới chẳng hạn, chắc mọi người bảo thằng này nó bị điên. Nhưng rõ ràng Grab, Uber, Go Việt ra đời đã chứng minh rằng họ không điên. Nếu như trước đó 10 năm ai bảo rằng sẽ sở hữu một chuỗi khách sạn cung cấp phòng nghỉ lớn nhất thế giới mà trong tay lại không xây dựng bất kỳ một cái khách sạn nào và trong tay không có bất kỳ một miếng đất nào thì mọi người cũng bảo là điên. Nhưng rồi Airbnb hay là Agoda chẳng hạn, hiện nay tôi đặt khách sạn Lakeside, tôi không đặt trực tiếp khách sạn Lakeside đúng không ạ? Tôi đặt qua Agoda để có được khách sạn Lakeside để ở. Thì tất cả những suy nghĩ như vậy sẽ chỉ có được nếu như có một cái tư duy hoàn toàn đổi mới và sáng tạo.
Vậy thì báo cáo anh chị, tôi xin phép được đề dẫn như vậy và cũng rất ngắn gọn như vậy, và mong nhận được cái sự chia sẻ của quý vị tại đây. Và tí nữa thì tôi cùng với tất cả anh chị đây sẽ tiếp tục quay trở lại với anh chị bằng các cái câu hỏi và trả lời vấn đề cụ thể hơn, đặc biệt liên quan vấn đề về nhân sự và chiến lược. Còn ngay sau bây giờ thì tôi xin phép được nhường lời lại cho MC cũng như là Sóc Hưng và các anh chị khác. Cảm ơn chị rất nhiều đã lắng nghe. Cảm ơn chị rất nhiều. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ anh Hoàng Trung Dũng, những chia sẻ đầu tiên và vô cùng hữu ích dành cho tất cả chúng ta. Và kính thưa toàn thể anh chị, chắc chắn khi bắt đầu khởi nghiệp thì chúng ta luôn đặt ra cho mình rất nhiều những câu hỏi. Đó là với số vốn nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ làm được gì? Hay là có vốn rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Và làm thế nào để chúng ta có thể thu hút được vốn đầu tư từ những người từ nước ngoài hay là những nhà đầu tư khác? Vậy thì ngay bây giờ đây, để trả lời tất cả những câu hỏi khó này, chúng tôi sẽ được mời lên sân khấu anh Phạm Thanh Hưng sẽ chia sẻ về tầm nhìn chiến lược và thu hút đầu tư. Xin trân trọng kính mời anh. Một tràng vỗ tay cho anh Hưng ạ. Xin chào tất cả các bạn. Tôi cũng không nghĩ rằng là hôm nay cái việc mà tôi có đến đây hay không nó lại quan trọng như thế đối với lại ban tổ chức. Vừa nãy nghe anh Dũng nói cũng thấy hơi xúc động. Tôi cứ tưởng là qua đây anh em ngồi nói chuyện hội thảo, giao lưu gì đó, nhưng hóa ra là rất đông người đến. Và đứng trước đông người như này thành ra là cũng hơi thấy cảm thấy có trách nhiệm cao hơn trong việc là đáp lại kỳ vọng của các bạn. Nhưng mà các bạn đã biết là muốn làm cho cái người đối diện của mình, khách hàng của mình, đối tác của mình hài lòng thì làm cái nào ạ? Và cái sự hài lòng ấy nó là bằng một cái hiệu số giữa cái người ta nhận được trừ đi cái kỳ vọng, đúng không? Nói một cách khác là nếu mà người ta nhận được nhiều hơn kỳ vọng thì người ta sẽ cái margin đấy chính là cái hài lòng. Nhưng có một cách khác dễ hơn rất nhiều là giảm cái kỳ vọng xuống, đúng không? Đúng không? Thực ra đấy là một câu chuyện chất lượng thực sự. Có lẽ là tôi bắt đầu bằng một cái câu chuyện như vậy về cái chuyện định vị. Đó là một câu chuyện chất lượng thực sự. Nếu như bạn bỏ tiền để mua một cái sản phẩm 5 sao thì trong đầu các bạn kỳ vọng 5 sao. Các bạn trả tiền cho 5 sao và trong đầu các bạn kỳ vọng 5 sao. Nhưng nếu các bạn nhận được một cái gì đó là 4 sao rưỡi hoặc 4 sao, các bạn thất vọng vì nó âm. Đúng không? Nếu các bạn nhận được đúng 5 sao thì các bạn thấy ok, sâu sâu cũng không hài lòng lắm, không expect, gọi là không excited lắm, không gọi là cảm thấy mỹ mãn lắm. Nhưng nếu mà các bạn nhận được cao hơn thì các bạn cảm thấy rất là ok, tuyệt vời. Nhưng nếu như mà các bạn làm sao đấy mà để cho người ta trả tiền cho cái 4 sao nhưng người ta lại nhận được cái 5 sao, chắc chắn người ta hài lòng rất nhiều. Có đúng không? Như vậy, tức bản chất của câu chuyện ở đây là gì? Là chúng ta làm thế nào để có hai cách. Một là gia tăng giá trị. Chúng ta hứa 5 sao nhưng chúng ta giao cho họ 6 sao. Và cách thứ hai đó là ngay từ đầu chúng ta bảo không, cái của tôi là 4 sao. Đó, người ta kỳ vọng trong đầu người ta 4 sao và người ta nhận được 5 sao. Nó vẫn là một cái margin là 1 sao. Đúng không? Và người ta vẫn hài lòng như thường. Đấy là cách mà để chúng ta, còn cái ngược lại thì chúng ta, nếu mà chúng ta hứa rất là nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều thì chắc là, đúng không? Đó là điều mà chắc chắn rằng là anh Dũng nói đùa thế thôi, nhưng thực ra tôi là một người mà tôn trọng cái lời nói của mình. Dù là có thể rất khó khăn, có thể gãi đầu gãi tai, khó quá để tôi thu xếp cố gắng nào kia, nhưng khi đã nhận lời đã nói thì chắc chắn là sẽ có mặt. Không bao giờ có chuyện là, trừ khi còn bất khả kháng cái gì đó thôi, nó không thể được thôi, chứ còn khi đã hứa rồi thì thường là sẽ ưu tiên những cái gì mình đã nói. Đôi khi là dù lỡ lời thì cũng phải cố mà làm. Đó là cái nguyên tắc. Thực sự tôi không biết là chúng ta sẽ phải nói gì với nhau, vì đây là một cái hội thảo. Thì hội thảo thì nó cũng sẽ phải trao đi đổi lại những cái ý tưởng, những cái câu hỏi. Có lẽ là để cho cái phần sau, khi mà phần giao lưu chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những cái gì mà các bạn mong muốn. Nhưng mà ở cái góc độ của tôi, chắc là mọi người biết đến tôi nhiều hơn khi mà tôi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam trong vòng 2 năm qua. Ra trước đây thì cũng thực ra có một vài anh, nhất là anh Quốc Anh ở đây, thì cũng trong hội với nhau, cũng biết nhau từ rất lâu rồi. Thì tôi cũng đã là một người mà làm rất nhiều các công ty, kể cả nước ngoài như là Toyota, rồi Ford, rồi làm nhà nước cũng có, làm bộ khoa học công nghệ đến tận 7 năm. Rồi tôi cũng ra ngoài làm doanh nghiệp tư nhân, rồi cũng làm khá nhiều những tập đoàn lớn, như là ở Phú Thái, như là ở những cái tập đoàn TNC. Thực ra TNC các bạn biết đấy là một tập đoàn đầu tiên họ thành lập ra Vietjet Air đấy, sau đó họ bán cho Sovico, tức là bán cho chủ bây giờ, cho chị Thảo bây giờ, HD Bank. Nên thực ra là người sáng lập ra Vietjet Air là TNC, tôi làm ở tập đoàn đó. Và chính là khi mà viết cái đề án thành lập ra Vietjet Air thì tôi cũng là một người tham gia trong cái nhóm đó, bởi vì họ làm rất nhiều thứ, làm cả máy xúc, máy công trình, ô tô, Honda là họ làm.
Đấy, thì sau đó thì tôi mới khoảng 10 năm qua tôi mới về làm với Sen Group. Thì thực ra khi mà tôi về với Sen Group thì lúc đó Sen Group rất bé, có thể nói là cũng có lẽ cũng giống như các bạn ở đây thôi. Tức là tất cả khởi nghiệp, anh Vũ, Nguyễn Trung Vũ là người mà founder của Sen Group. Khi anh khởi nghiệp, các bạn có thể hình dung được một cái số tiền mà nó chỉ bằng cái xe máy bây giờ các bạn. Đâu đó khoảng trên dưới 100 triệu. Thuê một cái nhà khoảng hơn 20 m², bây giờ cái nhà đó vẫn là cái nơi đăng ký trụ sở kinh doanh của công ty. Hơn 20 m², 4 tầng, bên dưới thì tầng 1, tầng 2 thì làm văn phòng và tầng 3, tầng 4 thì để ở. Đó thì anh ấy đi bán cả những cái thẻ cào điện thoại, thẻ internet đó, và mở cả phòng game. Ngày xưa anh làm FPT mà cho nên là cũng có cái trò đấy. Mở phòng game rồi bán thẻ cào internet. Và bây giờ anh đã tạo lập ra một cái doanh nghiệp rất là lớn. Nhưng khi tôi về thì doanh nghiệp đó nó chỉ loanh quanh được khoảng trên dưới 10 tỷ thì đó, giá trị. Nhưng thực ra chúng tôi bắt tay với nhau thì ý của anh Dũng nói rất hay. Tức là khi mà chúng ta tìm đối tác, cái này tôi cũng đã chia sẻ với các bạn, là nó giống như là việc chúng ta mua một đôi giày, đúng không? Về nguyên tắc nó phải cùng đẳng cấp, đúng không? Nó phải cùng thương hiệu, không ai đi một chiếc LV, một chiếc Gucci được, đúng không? Chắc chắn là nó phải cùng LV, phải là cùng LV. Cũng hiếm khi là người ta sẽ mua một chiếc mà cỡ 41 mà một chiếc là cỡ 39, đúng không? Hiếm. Đấy, tức là nó khác, nó phải cùng cỡ, cùng số, cùng thương hiệu. Nhưng làm sao nó phải khác nhau là một chiếc phải, một chiếc trái. Đúng không? Bây giờ có một chiếc phải, chiếc trái là hai màu khác nhau. Gucci đang ra chiếc màu đỏ, chiếc màu xanh, đúng không? Đấy, thì nhưng mà nó vẫn phải là một chiếc trái, một chiếc phải, nhưng nó phải cùng cỡ và cùng thương hiệu. Tức là phải rất giống, chúng ta cùng cái chí hướng, cùng cái đẳng cấp, nhưng chúng ta phải khác nhau, bù trừ cho nhau. Nó ghép lại nó mới thành một cái partner được. Thế thì đó là một cái sự gặp gỡ khá thú vị trong cuộc đời làm doanh nhân của tôi. Và có lẽ rằng là một sự lắp ghép tôi nghĩ là rất là hoàn hảo. Cho đến thời điểm này, hơn 10 năm chúng tôi làm việc với nhau và đã biến một cái doanh nghiệp từ vài tỷ tại thời điểm tôi tham gia vào, hay là một vài trăm triệu từ lúc anh Vũ lập ra, thành một doanh nghiệp hiện nay là hàng chục ngàn tỷ. Và chúng tôi vừa rồi niêm yết một doanh nghiệp thành viên là Senland, một công ty con, chỉ thuần môi giới, đưa lên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và giá trị vốn hóa thị trường là 2.500 tỷ tại thời điểm niêm yết. Và một công ty đầu tiên và duy nhất của Việt Nam là một công ty thuần dịch vụ, chỉ có làm môi giới thôi. Đúng không? Và để niêm yết được nó trên thị trường chứng khoán là cả một cái vấn đề rất là kỳ tích. Bởi vì chúng ta biết làm sao? Vì là luật kinh doanh bất động sản Việt Nam mới ra đời từ năm 2006 và sau đó mất 2 năm để người ta hiện thực hóa nó bằng những cái văn bản, nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện đến 2008. Và đúng 2008 là năm mà tôi thực sự bắt đầu làm bất động sản. Trước đó tôi làm cá nhân rồi tham gia cả cùng với anh Việt bên Việt Á làm Sơn Trà đấy. Và ngày xưa tôi phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và tài chính của Sơn Trà. Rồi cũng lập dự án, rồi cũng làm dự án này, dự án kia ở trong Đà Nẵng. Thì đó là, nhưng mà tôi thường là làm với cả bên dầu khí rồi rất nhiều các đơn vị. Nhưng mà thực sự là đó là dưới tư cách là nhà đầu tư. Nên khi bắt đầu là về với Sen Group thì bắt đầu mới chính thức phát triển nó lên thành một cái hệ thống. Mà thực ra thì trước đó đi rất là nhiều, tìm hiểu rất là nhiều. Thậm chí là tại sao chúng tôi có cái Sen, tên là Sen các bạn biết không? Vì ngay từ đầu tiên 2002, lúc mà thành lập ra thì anh Vũ đã mua ngay cái franchise của Century 21 của Mỹ, là một cái hệ thống phân phối và môi giới bất động sản rất lớn ở Mỹ, thuộc dạng hàng đầu của Mỹ. Thì nhưng mà cái hệ thống master franchise đó chỉ ngay lập tức 2 năm sau nó sụp đổ ở Việt Nam vì nó không có luật, mà cái nghề môi giới nó không được coi, lúc tại thời điểm đó nó không được thừa nhận là một nghề kinh doanh chính thức, nó không có trong mã danh mục ngành nghề của Việt Nam, cho nên là tất cả cái tiền môi giới, tiền cò đấy là đều thu ngoài và không thể nào kiểm soát được cả, và nhân viên cũng không kiểm soát được, có khi họ bán hay không bán, họ giao lưu hay không giao lưu, cắt cầu cắt kiếc với nhau các kiểu, và thậm chí là còn kênh giá lên thu trong thu ngoài các kiểu. Nhưng bây giờ chúng ta thấy không còn, đúng không ạ? Thì cái điều mà chúng tôi rất tự hào là chúng tôi làm được cho cái nghề môi giới bất động sản Việt Nam trở lên một nghề vinh quang, được tôn trọng và sống tốt, đúng không? Thì đó, tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái điều mà chúng tôi rất tự hào. Thế thì cái vấn đề chính ở đây là gì? Là tại sao một cái nghề mà người ta thường là bị coi thường, bị khinh rẻ, đúng không? Thậm chí là nói bằng những cái từ này từ kia rất là xấu xí, xấu xa. Ví dụ như quảng cáo ngày xưa nó cứ hay quảng cáo là miễn môi giới, miễn trung gian, đúng không? Thế nhưng bây giờ người ta lại coi đến một nghề tôn trọng, mà chúng tôi lên được sàn chứng khoán. Ngày xưa kiếm được 1% hoa hồng đã là may, bây giờ chúng tôi ít nhất phải 3%. Đúng không? Chúng tôi phấn đấu sẽ bằng Mỹ là khoảng 5-6%, châu Âu cũng khoảng 5%. Bởi vì sao? Nó có giá trị. Người ta thấy là đúng là thực sự là qua môi giới nó có giá trị thực sự. Thế thì ở đó mới quay trở lại câu chuyện ở đây mà tôi muốn nói tới các bạn là gì? Là tất cả những cái gì mà chúng ta muốn khởi nghiệp,
chúng ta phải tìm ra giá trị của bản thân mình. Cũng giống như cái việc mà 4 sao hay 5 sao, giá trị của chúng ta là gì? Chúng ta đánh giá được cái giá trị chúng ta mang lại, chúng ta đưa cái giá trị đó ra và chúng ta phải định giá được nó. Chứ không phải giá trị, không phải là giá thành. Chúng ta có tiêu tốn đến hàng triệu đô la nhưng làm nó có sản phẩm không giá trị sử dụng, nó cũng chả có ý nghĩa gì cả. Đúng không? Nếu chúng ta chỉ tốn một vài đô la thôi nhưng nếu chúng ta làm ra một cái thứ rất giá trị, có rất nhiều thứ có rất có giá trị nhưng lại không có giá trị sử dụng hoặc là không có giá trị không có, tức là gần như không có giá thành. Đúng không? Không khí chúng ta có mất tiền mua đâu, nhưng mà nếu không có thì sao? Chết ngay. Nó không có giá thành, nó tự có nhưng nó rất có giá trị. Rất có giá trị sử dụng. Đúng không? Nhưng nếu không khí mà chúng ta biến nó thành một cái giá trị tức là bằng tiền, được đo bằng tiền thì nó rất khác. Chẳng hạn như những người mà bị bệnh phải thở oxy. Đúng không? Oxy không khí sạch đóng vào bình mang đến mất tiền. Còn không khí bình thường chúng ta thở nó ô nhiễm, nó bụi bặm, hàm lượng chỉ có 71% đúng không nhỉ? 71 hay 79% không nhớ lắm. Thì không mất tiền. Đúng không? Tức là không có giá trị nhưng lại rất rất có giá trị sử dụng. Cái câu chuyện cổ mà một người mà ước ao là bây giờ bàn tay vàng ấy, chạm vào đâu cũng thành vàng, cuối cùng là chết vì là cứ ăn cũng thức ăn cũng thành vàng, sờ vào cái gì cũng thành vàng, nước cũng thành vàng, cuối cùng là không ăn uống là gì chết. Đúng không? Thế cho nên là cái giá trị và giá trị sử dụng là cái điều mà chúng ta cần quan tâm nhất. Câu chuyện ở đây là khi các bạn khởi nghiệp, what are you selling? Các bạn bán cái gì? Bán cái gì thì đừng nói tôi là ví dụ như là bảo là các bạn bán nước, là các bạn bán nước không. Các bạn bán một cái giải pháp thỏa mãn cơn khát. Đúng không? Bán gì? Bán thức ăn nhanh. Thế thì bạn bán cái thức ăn hay bán cái nhanh? Fast food là bạn bán cái fast hay bán cái food? Đúng không? Thì đó rõ ràng là cái câu chuyện định vị và giá trị của các bạn là một cái vấn đề các bạn cần phải suy nghĩ ngay từ đầu. Thì nếu như mà các bạn, rất nhiều các bạn, tôi phải nói thực sự với các bạn là mỗi một ngày tôi phải nhận được, không biết có ai ở đây hay không, nếu có thì xin lỗi, nhưng mà nhận được vô cùng nhiều những cái ý tưởng và những cái đề nghị là anh ơi đầu tư cho em có ý tưởng này, anh có thấy có được không? Nó nhiều đến mức mà tôi không thể trả lời nổi. Nhưng mà đọc thì phần lớn, tức là 90% là ná giống nhau. Các bạn làm những cái việc mà nó chả khác gì những người khác đã từng làm. Cũng mở quán phở, cũng mở một cái gì đấy. Nói chung là tôi không thấy yếu tố khởi nghiệp ở đây. Cho nên phải quay lại đây cái yếu tố mà chúng ta nói là khởi nghiệp sáng tạo. Đó. Nhưng bản thân ở đây thừa mất hai chữ. Khởi nghiệp có nghĩa là sáng tạo rồi. Đúng không? Còn khởi nghiệp mà không sáng tạo, đấy gọi là lập nghiệp. Còn nếu mà khởi nghiệp mà không sáng tạo, không lập nghiệp thì đấy là kế nghiệp. Đúng không? Bố mẹ làm xong rồi, lúc bố mẹ về hưu, thôi mẹ làm đi, đấy là kế nghiệp chứ không phải lập nghiệp. Trong hội doanh nghiệp trẻ chúng tôi rất nhiều người là kế nghiệp. Đúng không? Hội SME của chúng ta đúng không? Cũng rất nhiều người là kế nghiệp, bố mẹ làm xong rồi thừa kế, có nghề thủ công gia truyền của gia đình. Rất nhiều anh là nhà em có truyền thống làm cái này làm cái kia, bây giờ em muốn khởi nghiệp, thế thì khởi nghiệp cái gì? Đấy là bố mẹ các anh làm rồi, bây giờ anh lập nghiệp ra. Nếu các bạn có một yếu tố khởi nghiệp là gì? Là các bạn thay đổi cái cách làm đi. Đúng không? Lâu nay bố mẹ chúng ta làm tay chân, bây giờ chúng ta làm bằng robot. Ví dụ thế, lâu nay bố mẹ bán cho những người hàng xóm xung quanh, bây giờ chúng ta bán qua online, internet. Thì đấy có thể được coi là khởi nghiệp. Một cách làm khác, sáng tạo. Vì vậy cho nên là yếu tố khởi nghiệp bắt buộc phải có sáng tạo. Vì vậy nói khởi nghiệp sáng tạo nó thừa mất hai chữ. Đó, lần sau đề nghị ban tổ chức cắt bớt hai chữ để đỡ tốn mực. Thì cái khởi nghiệp ở đây ấy là khi người ta nói là startup. Bản thân cái từ startup có nghĩa là start lên một cái gì đó, bắt đầu lên một cái nghiệp gì đó, đúng không? Bắt đầu một cái nghiệp gì đó, mà cái nghiệp đó là chưa ai làm cả. Tại sao nói Israel và Israel và Ireland này, đúng không? Là được coi là quốc gia khởi nghiệp. Vì sao? Là vì cái tỷ lệ những cái phát kiến, những cái sáng tạo, những cái job mới tính trên đầu người còn cao gấp nhiều lần nước Mỹ. Cũng giống như có số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp. Mà tất cả những cái công ty mà do Israel lập ra ấy, đều bao giờ cũng nhằm mục đích để bán. Người Israel, người Do Thái là người đầu tiên nghĩ ra, bây giờ chúng ta dùng Viber nó quen rồi đúng không? WhatsApp nó quen rồi đúng không? WeChat nó quen rồi đúng không? Thậm chí là Messenger nó quen rồi. Thì cái người đầu tiên nghĩ ra cái OTT mà phần mềm chat mà lại không phải trả cước tin nhắn chính là người Do Thái, Israel. Đúng không? Thì cái phần mềm Viber do một công ty hiện nay của Nhật Bản nó đang sở hữu ấy. Kurasen thì đấy, của Nhật Bản đang sở hữu, trị giá cũng lúc mà họ mua. Lúc họ mua cái công ty cái phần mềm Viber đấy là trị giá khoảng gần 1 tỷ đô la, 960 mấy triệu đô la. Đúng, đã thấy khủng khiếp rồi, một cái phần mềm mà mua với giá tỷ đô nó khủng khiếp. Như các bạn biết WhatsApp bán được với giá bao nhiêu tiền không? Có ai biết không? Có ai biết không? Các biết toàn bộ cái hãng Sony trên toàn cầu này, toàn bộ hãng Sony từ TV, máy ảnh, máy tính, tất cả mọi thứ của Sony, dàn âm thanh, âm nhạc của Sony, nét như Sony, chúng ta cứ mở mồm ra nét như Sony, giá của hãng Sony hiện nay trên toàn cầu giá bán bao nhiêu, biết không?
Sony giá nó khoảng 16 tỷ đô la. Đúng không? Thế mà một cái phần mềm Viber nó đã 1 tỷ rồi. Nhưng các bạn biết WhatsApp bao nhiêu tiền không? Mà do ai mua? Facebook. John Muckenberg, ông ấy mua cái phần mềm WhatsApp để mà chúng ta đang dùng cho Messenger hiện nay đấy. Cái phần mềm Messenger hiện nay ấy, 19,5 tỷ đô la. Một cái phần mềm mua để nhúng vào trong Messenger. Các bạn có tin rằng là trong vòng khoảng 1-2 năm nữa, vài năm nữa, cái một trên bây giờ chúng ta mở cái màn hình iPhone ra, nó có muôn vàn cái icon, muôn vàn cái app, đúng không? Thế nhưng mà mục tiêu của Muckenberg là trong vài năm tới là mở cái phần màn hình ra, nó chỉ có một cái icon duy nhất, đó là cái icon Messenger. Tất cả mọi cái nhúng vào trong hết. Cái gì hay mua hết, nhúng vào trong hết. Messenger có tất cả mọi thứ. À, nó thành như là một cái mà chúng ta hay gọi là platform. Platform cho một cái giao diện về điện thoại, về màn hình và tất cả các ứng dụng. Đó là yếu tố công nghệ. Bây giờ mỗi một ngày các bạn đã biết là trên cái chợ của iOS, chợ App Store đấy, mỗi ngày có bao nhiêu những cái ứng dụng mới được cập nhật lên trên đấy không? Đúng không? Mọi người cứ thử thôi, Google đi thử search ha. Là một ngày trên chợ App Store của Apple có bao nhiêu cái app, bao nhiêu ứng dụng mới, bao nhiêu cái startup mới được up lên trên đó. Và đó chỉ chiếm cỡ đâu đó khoảng, tôi nghĩ là không tới 1% những cái startup khác. Đúng không ạ? Mà chúng ta thấy khủng khiếp nó như thế nào? Đó là cái, thực sự là cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Thì quay trở lại những câu chuyện về khởi nghiệp, thì cái đầu tiên bắt đầu từ đâu? Đúng không? Quản trị từ gì? Vạch xuất phát. Thế thì khi chúng ta vạch xuất phát, chúng ta luôn luôn tư duy một cái điều là chúng ta phải bán cái gì? Bán cái gì? Luôn luôn bán cái gì? Bán cái gì? Bán cái gì? Bán cái gì? Nhắc một câu cho tôi thôi. Tôi là một chuyên gia về chiến lược và định vị. Tôi không giỏi làm việc. Đó là tại sao tôi rất thích là gặp anh Vũ. Tôi cứ đi có khi là ngó nghiêng bay suốt và thỉnh thoảng nói một câu như dở hơi thì hôm sau có khi thành cái chuyện lớn. Đó. Thì cái việc mà chúng ta đưa ra một cái định vị là chúng ta bán cái gì cho ai là nó chiếm tới được khoảng, nếu mà nói về trong cái mức độ gọi là ý tưởng khởi nghiệp thì nó chiếm được khoảng tầm 90% sự thành công. Nếu chúng ta làm được đó đúng. Nhá, đều làm nó đúng. Thực ra tất cả mọi cái sản phẩm chúng ta đều có giá trị. Vấn đề chúng ta định vị sai. Đúng không? Chúng ta bán một cái sản phẩm, ví dụ chẳng hạn như một ông nông dân, đúng không? Lên Hà Nội bây giờ tự nhiên chúng ta gặp chào bán cái xe Bentley hoặc là cái xe Mercedes chẳng hạn thì chắc chắn là sai rồi. Dù là ông ấy có tiền. Có đúng không? Đó là sự thật. Tất nhiên là có nhiều người hay đưa ra những cái lý luận là đánh giá người đừng nhìn vẻ bề ngoài. Và cũng đưa ra hay những câu chuyện của những ông nông dân thực sự trông chân lấm tay bùn lên làm nghịch phát cọc mấy tỷ mua cái xe ô tô. Cái chuyện đó thực sự không phải là không có, nhưng nó không phải là định vị. Định vị là chúng ta bán cho một cái portion lớn, khoảng 90% khách hàng chúng ta là thuộc cái nhóm chúng ta hướng tới. Còn có thể 10% những cái ông nó dở hơi tự nhiên nó lọt vào thì kệ người ta. Nhưng đấy không phải là định vị, đấy không phải là vấn đề. Chúng ta định vị vào đâu là chúng ta cái sản phẩm chúng ta đưa ra giá trị gì, mang lại cái lợi ích gì cho ai, ai là người trả tiền cho chúng ta, đúng không? Ai là người trả tiền cho chúng ta thì nó là bán gì cho ai và thu tiền từ đâu. Nó là business model đấy. Tức là mô hình kinh doanh là chúng ta thu tiền từ đâu. Đúng không? Ngày xưa Misa bán phần mềm kế toán. Bây giờ ông không bán phần mềm kế toán, nó tặng không phần mềm. Chúng ta biết không ạ? Mà không phải chỉ phần mềm kế toán ấy, bây giờ ông nhiều phần mềm lắm. Cả phần mềm golf, đúng không? Misa golf nổi tiếng, không thu tiền, dùng miễn phí. Đúng không? Ông thu tiền từ đâu? Thu tiền từ dung lượng truy cập. Tức là bây giờ người ta mua cái phần mềm ông không cần phải cài đặt. Ông cài sẵn ở trên iCloud rồi. À, trên cloud xin lỗi, không phải ai. Vậy iCloud thì là của riêng iPhone, nhưng mà cloud tức là một cái điện toán đám mây. Ông ấy đầu tư những cái server, mà cái server của ông toàn hàng triệu đô một cái server. Server cực xịn, chạy truy cập cực nhanh, đường truyền rất tốt và thu tiền mãi lộ. Tức là ông cứ đi ra đi vào, ông lấy dữ liệu là ông trả tiền. Thế còn ông không cần phải cài đặt, không cần mua phần mềm, không cần phải đầu tư server. Đúng không? Cái đó là thành một cuộc cách mạng thực sự luôn, bởi vì ngày xưa ấy là ai mua phần mềm cũng phải cài vào server, mà server phải đặt một cái phòng máy lạnh, xong rồi phải mấy lớp khóa, đúng không? Để bảo vệ cái server đấy. Sợ mất lắm. Thế nhưng mà cuối cùng là chập vẫn cháy, vẫn nổ. Bởi vì sao? Cái an toàn nguy hiểm nhất của cái việc phòng vệ đó chính là cái ông cầm chìa khóa server. Cái thằng IT công ty là thằng nguy hiểm nhất. Chúng ta làm kinh doanh, chắc chắn các bạn đây rất nhiều xảo thuật là toàn liên hệ với IT để mua database, tôi biết thừa. Đúng không? Cho nên tôi không cho ông IT quản lý. Ông ấy được biết là đấy, dữ liệu đang chạy đấy, nhưng ông không được sờ đấy. Đúng không? Tôi cho mã hóa và tôi cho lên cloud hết. Cloud mới là cái an toàn. Bây giờ các bạn mất cái điện thoại,
các bạn mất dữ liệu, đúng không? Nhưng tại sao các bạn không cập nhật lên cloud đi? Đúng không? Quan trọng gì đâu? Tôi cái máy của tôi chả có lưu cái gì hết. Tôi chỉ cần một cái máy khoảng 64 32 GB là ok. Chả sao cả. Nhưng mà mỗi một tháng tôi trả mấy trăm nghìn cho cloud, khoảng 500 nghìn thì các bạn có được khoảng 100 GB, mấy trăm GB ở trên cloud thoải mái mà chứa hết cả bộ nhớ, hết chứa hết cả danh bạ, chứa hết cả ảnh ngọt các kiểu. Đúng không? Lại sợ mất an toàn đúng không? Đừng có share cho ai. Đúng không? Không, nhưng mà cái đó an toàn hơn rất nhiều. Các bạn không bị truy cập, không bị lấy mất, đúng không? Không bị hỏng hóc vật lý. Không bị rơi, không bị hỏng, không bị đè, đúng không? An toàn hơn nhiều chứ. Ai đó sẽ phải trông cho chúng ta, trông coi cho chúng ta an toàn hơn. Đúng không? Đấy là những cái mà cái mô hình kinh doanh người ta thu tiền từ đâu là điều quan trọng. Đúng không? Có rất nhiều sản phẩm như vậy. Có những sản phẩm mà người làm ra không dùng, người mua không dùng, người bán không dùng, người dùng không biết mà. Chúng ta biết là cái gì không? Vâng, quan tài. Đúng không? Thì chúng ta bán, ai là người trả tiền? Bán bỉm sữa, ai là người dùng? Trẻ con dùng. Nhưng ai là người trả tiền? Bố mẹ chúng nó. Thế thì vấn đề là chính là gì? Chúng ta phải thỏa mãn cái thằng dùng, user, mang lại giá trị cho user là người dùng, thằng đứa trẻ nó dùng nó phải ăn phải ngon. Đúng không? Nó tìm sữa bỉm các thứ nó phải cảm thấy thoải mái. Nó đấy cái ảnh mà chụp quảng cáo bỉm nó không bị hăm, không bị làm sao đấy, đứa trẻ đeo bỉm vẫn chạy cười khích đấy, đúng không? Thế bố mẹ nó trả tiền. Đấy là mang lại giá trị. Thì tất cả những cái chuyện đó chúng ta phải tự đặt trong lòng. Nếu chúng ta tìm được cái đó, một cái sản phẩm, một cái dịch vụ, một cái giải pháp, một cái gì đó mà chúng ta thấy rằng cái này nó giải quyết được một vấn đề mà đặc biệt là lại chưa ai giải quyết nó, hoặc là chưa ai giải quyết nó theo cách mà hiệu quả như chúng ta đang giải quyết, giá thành hợp lý, rẻ hơn, đúng không? Luôn luôn có bao giờ có một cách như vậy. Có Uber thì sẽ có Grab, có Airbnb thì sẽ có Luxstay, rồi sẽ có nhiều người khác. Bao giờ cũng thế, và cuối cùng là trật tự thế giới này nó sẽ quy về được khoảng 3 người đứng đầu và chiếm trên 50%. Đúng không? Và chúng tôi thì hiện nay đang đặt một tham vọng sau cái cuộc mà sáp nhập của Uber với cả Grab ở châu Á, Đông Nam Á, thì hôm qua Singapore đã chính thức phán quyết là tuyên phạt vì đấy nó vi phạm luật độc quyền. Hiện nay là sau khi Grab thâu tóm xong Uber là bắt đầu lên giá với người dùng, đặc biệt là giờ cao điểm, và giảm cái hoa hồng đối với lái xe. Đúng không? Trước đây thì có sự cạnh tranh, bây giờ không có sự cạnh tranh, nó bắt đầu ông lên gối. Ông ấy mất, đối với thị trường Việt Nam, ông đã mất được khoảng 1 triệu tỷ. Đúng không? À xin lỗi, không đến 1 triệu tỷ. Bao nhiêu, khoảng hơn 900 tỷ, 1.000 tỷ, gần 1.000 tỷ ở Việt Nam. Để bù cho những cái chuyện tạo ra một cái margin lợi thế so với lại Uber. Tức là giảm giá cho người tiêu dùng, dạng tặng voucher rất nhiều, đúng không? Tặng cốt khuyến mãi rất nhiều và trả cái hoa hồng cho lái xe cao hơn Uber cho đối thủ và để đập chết đối thủ. Và sau đó thì tất nhiên ông phải thua lại thôi, phải tăng giá, đúng không? Tăng giá với người dùng và giảm phí đối với lại lái xe. Đấy thì bắt đầu xảy ra rất nhiều cuộc khủng hoảng và hình như hôm qua Singapore vừa mới tuyên phạt cả hai hãng, cả ông bán lẫn ông mua. Ông mua thì bị phạt mất hơn 6 triệu đô, còn ông bán thì phạt hơn 4 triệu, tổng lại hơn 10 triệu đô cho cái việc là gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Thế nhưng mà cái phán quyết đấy của tòa án Singapore nó cũng gây nhiều tranh cãi. Thực sự nó gây nhiều tranh cãi. Thế nếu mà Uber muốn bán thì phải bán cho người khác, không được bán cho Grab. Thế bọn tôi mà tôi phấn đấu là bây hiện nay chúng tôi đang giữ khoảng độ gần 40% thị phần Hà Nội và thị phần cả nước thì chiếm khoảng 18%. Nhưng mà tôi đang đặt mục tiêu là trong khoảng 3 năm nữa chúng tôi chiếm 49,99%. Số đẹp đúng không? Cứ phải 99 là số đẹp rồi. 49,99% rất khoát không lên 50. Nên 50 có khi là phải tách đôi. Ngày xưa Microsoft đã bị Mỹ tuyên án là phải tách, đúng không? Tách các cái ứng dụng bên trong Microsoft ra. Tôi nghĩ là một lúc nào đó thì Apple cũng có thể sẽ phải làm việc này. Nếu như mà cứ tiếp tục thâu tóm kiểu này thì Mỹ nó sẽ tuyên phạt là ông. Nhưng mà thực sự là Apple nó rất là hay ở cái chỗ tức là nó không cung cấp trực tiếp các cái ứng dụng nhiều lắm, mà nó tạo ra một cái platform. Cái điều đấy là cái rất hay. Cho nên nếu bây giờ tách cái doanh thu, thực ra doanh thu của Apple nó đến chính từ cái việc bán app đấy, chứ không phải bán cái máy đâu. Bán app nhiều lắm, mà ăn chia tỷ lệ kinh khủng đấy. Bán app rồi tải trò chơi cái thứ trên chợ ứng dụng, nó cứ mấy chục sen mới lại một vài đô hoặc mười mấy đô nhỏ thôi, nhưng đấy là một doanh thu chính của Apple. Thế thì là khi mà tải ra cái ứng dụng đó thì ông ấy cho rằng ông là người mà tạo ra cái chợ, chứ không phải giống như Alibaba ấy, tạo ra một cái chợ để cho mọi người vào đấy bán và ông thu phí. Chứ ông không phải là bán cái sản phẩm cuối cùng. Vì vậy cho nên để kết án được ông ấy là có độc quyền hay không là một câu chuyện rất là khó để luận. Đó, luận anh hùng. Thế nhưng mà chắc chắn một điều rằng là cái việc mà chúng ta tạo ra những cái giá trị như vậy, Alibaba hay là Apple,
Store, App Store thì đã tạo ra những cái cuộc chơi nó khủng khiếp cho tất cả những người mà đang làm cái công việc sáng tạo. Thực sự là cái chia sẻ này, chúng ta có, anh Dũng có nhắc đến về những cái như Airbnb đúng không? Không sở hữu một cái khách sạn nào cả. Thế nhưng mà cái giá trị doanh nghiệp của Airbnb bây giờ đang khoảng 40 tỷ đô, hơn 40 tỷ đô, hình như 43 tỷ vào khoảng tháng 6, 2018, hết quý 2. À, chẳng hạn như thế. Hay là có những công ty, chẳng hạn như là cái cậu người Trung Quốc, á, nó làm cái TikTok. Á. Các bạn có chơi không? Chơi TikTok, á, cái trò rất vớ vẩn của trẻ con. Thế nhưng mà nó mấy chục tỷ đấy, giá trị doanh nghiệp nó mấy chục tỷ đấy. Hay là cái phần mềm mà không biết ai ở đây chơi Bigo không? Bigo ấy, đúng không? Livestream ấy, đúng không? Cũng nói chung là tôi chưa bàn về cái chuyện nội dung bên trong, nhưng đó là một sáng tạo rất lớn của Singapore, của một cậu startup Singapore. Tôi có chơi, có chơi mà. Và tôi đang phát triển cái công nghệ như thế dành cho cái ứng dụng của chúng tôi. Tức là stream live stream. Đấy. Thì cái đó là một cái mà chúng ta nếu livestream trên Facebook thì nó chỉ là một cái chơi thôi. Đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta livestream với một cường độ cao, tốc độ nhanh, ổn định và đặc biệt là multiple, đúng không? Multiple. Hiện nay Facebook đã cho livestream gọi call ấy, gọi livestream đến vàng mấy tiếng và một là mấy tiếng nó hạn chế, cái hai là số lượng người like cùng một lúc. Thế còn những cái ứng dụng như là Bigo hay như TikTok là hàng triệu người like cùng một lúc không sao cả. Nó khủng khiếp, nó rất khác ấy, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có thể là gọi Messenger bằng video call cho 9 người, đúng không? Hiện nay hình như 9 người, 6 người hay 9 người, hình như mới nâng lên 9 người rồi. 9 người cùng online một lúc, bởi vì cái này là vấn đề công nghệ, cho nó là multiple, nó là số mũ về cái dung lượng đường truyền, đóng gói dữ liệu. Video nó khác hẳn với lại đóng gói dữ liệu một cái ảnh hay một cái text hay là một cái lời nói, đúng không? Nặng nhất là video, nặng nhì là lời nói, nặng thứ ba là ảnh, mà nhẹ nhất là text, đúng không? Ngày xưa chúng ta chỉ text thôi, bây giờ chúng ta đã lên video live stream rồi, nó rất là kinh khủng. Thì đó, tất cả những cái câu chuyện đó chúng ta nếu có tìm cách giải quyết được thì nó sẽ tạo ra một cái khủng khiếp. Mặc dù nó chỉ là đang ứng dụng là trò chơi, nhưng chắc chắn người ta sẽ nhìn thấy đằng sau cái trò chơi đó là một cái xã hội khác. Có lẽ là rất nhanh thôi, với tất cả những công nghệ đó thì chúng tôi cũng đã nghĩ đến cả cái chuyện là có khi là giải tán bớt văn phòng đi. Đó, các ông ngồi nhà, tất cả cứ đến nhà, đến giờ rồi đấy, tất cả các ông like lên, thế là tất cả là họp cũng được, trao đổi công việc cũng được, muốn họp bao nhiêu gọi 10 ông vào phòng họp, tức là thực ra là gọi vào phòng họp ảo, nhặt ông này vào đây họp, ông đang ngồi đâu đấy, kể cả ngồi trong toilet. Đúng không? Bây giờ đang là như thế mà. Đúng không? Bigo đang nhìn thấy 9 người online cùng một lúc, có khác gì một phòng họp đâu. Đúng không? Mà tất cả 9 người đó cùng nói được cùng một lúc cơ. Chứ không phải ông này nói ông kia câm. Đấy, cái microphone trong phòng họp ngày xưa là còn có cái chế độ là cứ ông này nói thì phải tắt, đúng không? Không hai ông cùng đèn đỏ được. Đấy, lúc nào ông nói xong phải tắt phát thì bắt đầu cái đèn khác mới được bật lên. Bây giờ thoải mái. Mấy chục ông cùng hét cũng được, cùng nói cũng được, cãi nhau thoải mái, như thật luôn. Đó là công nghệ đấy. Đấy thì một cái cuối cùng nữa tôi muốn chia sẻ đến các bạn rằng là dù công nghệ 4.0 hay là 4.0, tức là không tiền, không đam mê, không lợi thế, không gì cả, thì đấy là gọi là 4.0, 4.0 hay 4.0 cũng thế thôi. Cái gì phàm là cái gì con người không làm được thì đừng nghĩ đến chuyện máy có thể giải quyết được. Máy thông minh hơn chúng ta, đúng không? Nhưng nó làm nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Bộ nhớ của nó là vô hạn, nhất là AI, trí tuệ nhân tạo. Bộ nhớ là vô hạn. Sắp tới đây là người ta không cần phải đi học, không cần phải học đến cái này cái kia, mà tóm lại là ông định mua cái tri thức gì, đúng không? Thực ra quá trình học của chúng ta là một quá trình gì, là tạo ra vết hằn trên vỏ não, ai cũng biết điều đó rồi, đúng không? Thế thì bây giờ tại sao chúng ta không tạo ra một cái gì đó để nó có thể trong một đêm chụp cái mũ vào phát, cắm con USB vào phát là ngày mai chúng ta thành tiến sĩ? Không đùa, không hề đùa tí nào cả. Và chúng ta trả đúng bằng cái tiền tiến sĩ luôn, học cái bằng tiến sĩ mất được khoảng $100,000, thì bây giờ trả $100,000 bán cho cái USB, chụp cái mũ đi vào. Hiểu không? Xong rồi vào phòng sauna bật lò sưởi lên để cho nó nóng lên thì nó ghi nó nhanh hơn, đúng không? Nóng máy mà chứ ghi nó nhanh. Đúng không? Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đấy là kiểu điều mà chúng ta thực sự là chúng ta không phải là trông chờ vào máy tính hay là trông chờ vào những cái cách mạng công nghiệp nó làm thay đổi tất cả cái thứ. Nó chỉ làm nhanh hơn và nó làm với năng suất tốt hơn, nó không ăn không ngủ, đúng không? Và nó có thể là tư duy này kia, nhưng chắc chắn một điều rằng là cái gì chúng ta phải giải quyết bằng con người thì máy móc nó mới giải quyết được. Thế còn cái chuyện mà robot đại chiến mà robot đẻ robot cái thứ thì tôi nghĩ là cái đấy nó cũng hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không phải không. Thậm chí là bây giờ bắt đầu Mỹ, Trung Quốc là những nước mà đang đi đầu về AI. Mỗi một năm Trung Quốc đầu tư khoảng độ 150 tỷ đô la cho cái việc AI này. Thì là
là người ta cũng đã nghĩ đến chuyện một nút tắt, tức là mỗi một con robot nó phải có một nút tắt, nút nóng ấy. Và ai sẽ là người cái cầm cái nút điều khiển đấy, giống như cầm cái nút của cặp hạt nhân của Tổng thống Mỹ. Tức là ai sẽ, một số người nào đó sẽ được cầm cái nút đó, và khi ấn cái nút đó một cái là tất cả các robot là phải ngừng hoạt động trên toàn cầu hoặc trên toàn thế giới, hoặc ít nhất trong lãnh thổ của họ. Ấn nút được cái là tất cả mọi robot dừng hoạt động hết, đúng không? Phải nghĩ đến chuyện như thế rồi chứ không phải không. Khi sản xuất bắt buộc phải gắn một cái nút urgent emergency stop, đúng không? Ấn tập một phát là tất cả robot đều phải dừng. Thì đó là nói về một số vài cái chia sẻ về khởi nghiệp sáng tạo. Chắc là các bạn hy vọng là ok, fresh up các mọi người. Cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn anh Phạm Thanh Hưng về những chia sẻ vừa rồi, và chúng ta sẽ còn được gặp lại anh Phạm Thanh Hưng trong phần đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay, đó chính là phần thảo luận. Vừa rồi, tất cả các anh chị ngồi đây thì đều đã được lắng nghe những chia sẻ đến từ những vị khách mời của chúng tôi. Và trong phần thảo luận này sẽ là cơ hội để anh chị có thể đưa ra những câu hỏi, và những khách mời của chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi của anh chị về khởi nghiệp doanh nghiệp. Và bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào phần hội thảo ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được mời ban tổ chức chúng ta sẽ cùng chuẩn bị. Và kính thưa anh chị tham gia trong buổi thảo luận của chúng ta ngày hôm nay, bao gồm có 3 khách mời. Đầu tiên đó chính là anh Hoàng Trung Dũng. Thứ hai đó là anh Mạc Quốc Anh. Thứ ba là anh Phạm Thanh Hưng. Và cuối cùng đó chính là anh Lê Văn Quân. 4 vị khách mời của chúng ta sẽ cùng tham gia thảo luận và giải đáp tất cả những câu hỏi của anh chị về khởi nghiệp doanh nghiệp. Chính vì thế mà ngay từ bây giờ anh chị có thể chuẩn bị cho mình những câu hỏi để chúng ta có thể tham gia vào phần thảo luận ngày hôm nay một cách sôi nổi nhất. Vâng, và chúng tôi xin được mời 4 vị khách mời. Chúng ta sẽ cùng lên vị trí. Vâng, kính thưa toàn thể anh chị, ngay bây giờ đây trên sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là 4 vị khách mời, và có thể nói là sẽ là người giải đáp tất cả những cái thắc mắc của anh chị về khởi nghiệp doanh nghiệp. Chúng ta sẽ cùng xoay quanh những vấn đề trọng điểm của khởi nghiệp doanh nghiệp. Đầu tiên đó chính là xác định chiến lược, xây dựng và quản trị đội ngũ nhân sự, hệ thống bán hàng, xây dựng thương hiệu và khai thác thị trường hiệu quả. Và 4 vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay đều đã sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên mà Dương Huyền tin chắc rằng là tất cả chúng ta, những người khởi nghiệp đều đang rất muốn tìm kiếm câu trả lời. Và câu hỏi đầu tiên của Dương Huyền như sau. À vâng, xin mời anh ạ. Vâng, xin được kính thưa toàn thể các anh chị đại diện doanh nghiệp hôm nay. Thì hôm nay báo cáo anh chị là các anh chị vừa nghe 2 phần trình bày của anh Dũng và anh Hưng. Và đến cái phần này, chúng tôi quan niệm về phần này là phần quan trọng nhất trong cái buổi hôm nay. Chính là cái buổi mà chúng tôi tổ chức ra để kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, được giao lưu với anh Hưng và anh Dũng và anh Mạc Quốc Anh. Thì rất mong rằng là tất cả các anh chị ở đây là có những nội dung gì liên quan về lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, về khởi nghiệp, về nhân sự, về chiến lược, vân vân. Thì các anh chị sẽ đặt những câu hỏi để giao lưu trực tiếp. Và có lẽ là sẽ từng người hỏi và chúng tôi sẽ có cách sẽ trả lời luôn từng người một để không quên những câu mà hỏi nhiều quá thì câu đầu chúng ta trả lời thì câu sau chúng ta lại quên. Thì tránh tình trạng đó thì chúng tôi muốn là từng người một hỏi, sau đó thì chúng tôi mời các chuyên gia sẽ chia sẻ luôn. Và để tránh mất thời gian thì cũng đề nghị các anh chị là chúng ta là cố gắng hỏi nhanh, còn nếu không thì sau hết thời gian là chúng ta sẽ rất là nối tiếc nếu không được giao lưu chia sẻ. Và xin mời các anh chị. Vâng ạ, chúng ta đã nhìn thấy một cánh tay đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên thì hỏi về lĩnh vực về cái mảng nhân sự của anh Dũng. Tại vì cái bài chia sẻ của anh Dũng thì có một cái quan điểm là thay vì là tuyển, anh có nói rằng là thay vì tuyển nhiều người với cái mức lương thấp
Thì như vậy thì chúng ta sẽ tuyển 5 ông với mức lương 20 triệu đúng không ạ? Thì có 3 vấn đề như này. Thì em cũng là về công ty khởi nghiệp, thì đầu tiên em cũng học theo anh nhưng mà bây giờ nó bị fail. Cho nên là hôm nay cũng chia sẻ để anh em cũng cùng thảo luận để xem là nó fail ở đâu và nó fail vì sao ha. Thì cái phương án mà chúng ta tuyển tuyển mà ít người trả lương cao, nó không phải thất bại vì chúng ta hết tiền trước khi mà cái bạn ấy nghỉ, mà chúng ta thất bại bởi vì vấn đề là chúng ta tuyển ít người quá, mà khi người ta vào công ty của chúng ta, khi mà chúng ta khởi nghiệp, thậm chí là chúng ta còn chưa hình dung ra cái công việc như thế nào, và cái người đấy chúng ta trả rất là nhiều tiền cho người ta, về sau khoảng 3-4 tháng sau người ta hiểu về công ty chúng ta, người ta tách ra, người ta mở một công ty riêng giống như vậy, và người ta có một cái suy nghĩ rất là có, anh em không biết là có phải là tại mình không gặp may mắn thì mình không tìm đúng người, hay là bởi vì ở Việt Nam nó thế. Có nghĩa là bạn ấy sau cũng rất đơn giản là một tháng tôi kiếm được 50 triệu đúng không ạ, anh trả cho tôi 20 triệu, bạn ấy không quan tâm là chi phí mặt bằng hay các chi phí khác. Thế bạn ấy suy nghĩ là tôi cứ mang ra ngoài, một tháng tôi 50 triệu thì kiểu gì thì kiểu tôi trả mặt bằng hay tự tôi nuôi tôi thì tôi cũng vẫn kiếm được 30-40 triệu. Cái bài toán cái thứ nhất là tự tách ra, tức là bởi vì chúng ta ít sự lựa chọn, thì khi chúng ta tách ra thì bạn ấy có thể là đau ốm này, bạn ấy chỉ cần ốm mất 5 ngày, 10 ngày, với chúng ta ít người mà đâu có ai thay thế được đâu, rất là nguy hiểm. Rồi bạn ấy tách ra, chúng ta đã mất rất là nhiều. Cái câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện là bởi vì chúng ta mới khởi nghiệp mà chúng ta cũng chưa biết là phải làm gì, và chúng ta cũng chưa biết làm thế nào để tìm đúng người. Giống như anh nói là phải cùng đẳng cấp, phải cùng hướng, nhưng mà bởi vì bản chất là chúng ta cũng chưa tuyển người, bởi vì khởi nghiệp làm một cái gì đó mới mà. Bởi vì chúng ta cũng chưa hình dung ra về nó, cũng xin lỗi anh là bởi vì tôi cũng không hình dung ra về nó, cả về tốc độ phát triển, cả về tiềm năng thị trường, cả về khách hàng, rất nhiều thứ. Thì cũng không hình dung ra, thì cũng không biết tìm những người nào để đúng đẳng cấp với mình này, đi theo mình này, để đi theo khi mà mình bẻ lái các nơi đi theo mình. Vậy thì quay lại là bài toán là có thể là ví dụ là chúng ta có nhiều sự lựa chọn đi, chúng ta tuyển nhiều người, thì chúng ta có thể có sự lựa chọn là ok, ông này không đúng thì tôi chọn ông khác, hoặc là ông này chưa phù hợp lấy ông khác, thay vì là tôi trả ông 5 triệu, tôi trả ông 10 triệu, ông sẽ happy, rất là happy, bởi vì lúc trước đang 5 triệu lên 10 triệu, sẽ gắn bó hơn. Hay là cái câu chuyện là 20 triệu sau đó thì người ta đi, mà cái chuyện mà đi ấy, như anh ít người mà đi anh còn khổ hơn, là bởi vì sao? Khi mà 10 người đi 1-2 người không sao, tâm lý nó bình thường. Mà anh có 5 người mà anh đi 1 người, mà lúc này anh đi 3 người luôn. Cái câu chuyện là, đây chỉ mình chỉ chia sẻ một cái góc nhìn thôi. Thì không biết là nếu như anh thì với cái trường hợp anh gặp những trường hợp như thế thì theo anh thì anh sẽ xử lý như thế nào? Cả cái câu chuyện là hỏi bài toán là về anh Dũng, nhưng mà cũng xin kinh nghiệm của anh Hưng một chút về cái câu chuyện mà khi mà người ra đi thì mang theo khách hàng và mang theo rất nhiều vấn đề của công ty nữa ha. Rồi, xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, cảm ơn. Thứ nhất là tôi xin khẳng định luôn, thực ra cái đấy không phải là sai của mô hình mà là sai của người sử dụng mô hình. Đúng ạ. Bởi vì trong quá trình trình bày của anh nói rằng là anh chả hiểu doanh nghiệp anh phải làm cái gì, anh cũng chả biết giao cho nó việc gì, thế là lỗi của anh chứ đâu phải do tại mô hình đâu, đúng không? Vâng, các anh chị em là như thế này. Thực ra mà nói thì tôi nghĩ rằng là cái lúc mà chúng ta tuyển dụng ấy, thì một trong những cái mà chúng ta rất là sai lầm là chúng ta, tôi nghĩ là cái này thì anh Hưng chia sẻ thêm, tức là chúng ta chưa đủ khát vọng để chúng ta vẽ ra một cái viễn cảnh đủ lớn để cho người ta thật sự người ta muốn đi theo mình. Khi người ta vào đấy thì báo cáo anh chị là người ta được trả 20 triệu chẳng hạn, người ta rất là ngộ nhận rằng là kiếm tiền rất là dễ, và đặc biệt người ta có thể ra thành một cái doanh nghiệp, nó có thể cạnh tranh được doanh nghiệp của mình, đúng không ạ? Bởi đơn giản báo cáo anh chị là thứ nhất, giống như anh Hưng mới chia sẻ, 100 cái ý tưởng khởi nghiệp của các anh chẳng có gì mới cả, mà anh cũng chẳng có gì hơn họ cả, đúng không ạ? Thế vì vào người ta thấy chẳng có gì là khó, là tại sao người ta không tách ra? Tôi nói ví dụ về vấn đề như là môi giới bất động sản là ví dụ cụ thể. Anh chị thấy ông chưa bao giờ thành lập công ty môi giới bất động sản nó dễ như bây giờ. Cứ thành lập công ty ra xong là nghĩ rằng là đi ra lấy mấy cái hàng của Vin về bán lập tức trở thành công ty bất động sản này, chụp ảnh post biết hoành tráng. Nhưng mà ví dụ tức là khi chúng ta thành lập một công ty bất động sản, mình chẳng biết là có cái gì khác công ty bất động sản khác không. Nó vào nó cũng không học được gì của ông lãnh đạo, đúng không? Nó cũng chẳng học gì từ hệ thống đấy. Nó cũng chẳng, vì nó thấy đơn giản quá nên nó mới bỏ anh đi. Chứ nếu mà nó nhìn thấy là ồ không, để làm như công ty này rất là khó thì chắc chắn nó không dám bỏ anh đi đâu. Thứ hai nữa là để tuyển người thì báo cáo anh chị là cái mà điều tôi cần nhất đó chính là vấn đề liên quan đến thái độ và thật sự họ có muốn làm việc hay không ấy. Thế thì cái này chắc chắn là những người như anh Thắng, đúng không ạ? Anh Thắng không thể nào mà có thể là nhìn nhận được cái con người ta đâu. Chỉ hỏi mấy câu sơ bộ là em vào đây nhé, anh trả em cho 20 triệu. Thế thì nó cũng thấy cái điều nó đơn giản quá. Báo cáo anh chị là hiện nay cái quá trình tuyển dụng của chúng tôi là có những cái model, có những cái phương pháp tuyển dụng nó rất là khác lạ.
Tức là chúng tôi chỉ hỏi 4 câu thôi. Là mày có thật sự cần làm việc không? Tức là mày có cần phải đi làm để kiếm tiền không ấy? Thứ hai nữa là mày có muốn làm việc tại công ty tao không? Công ty tao cực kỳ vất vả, một người phải làm rất là nhiều việc và thật sự là tao thật sự là không biết là phải xoay sở thế nào. Tức là áp lực rất là cao và cái công ty tao rất là tệ. Thứ ba nữa là mày có làm được nhiệm vụ này không? Bởi vì hiện nay tao cũng chẳng biết là nhiệm vụ gì, nhưng mà nhiệm vụ là rất nhiều nhiệm vụ mà mày mới chỉ học một trường trung cấp ra thôi, liệu mày có làm được không? Và ngày hôm nay cụ thể cho mày sẽ làm gì để mày thực hiện nhiệm vụ của mày. Chứ còn nếu mà cứ trả lời theo kiểu là dạ báo cáo anh, em hiện nay cũng chưa cần đi làm lắm, em mới ra trường, mẹ em đang định cho em đi cao học nước ngoài, hoặc là giục em lấy vợ, nhưng mà thôi em chưa muốn lấy vợ, thôi em cứ vào anh làm như thế nào để bố mẹ em đỡ giục ý. Cái độ đấy xin thưa cái chị cho thôi, tôi trả lấy. Vì anh đi vơ cái kiểu đấy là không được, độ chắc chắn nó sẽ bỏ nó đi đấy, đúng không ạ? Và cái nữa tôi muốn nói thêm là gì, dù chúng ta có không biết được công ty chúng ta có cái gì, nhưng tôi nghĩ là một trong phần rất là quan trọng là phải vẽ mô tả công việc luôn. Thế tại sao ở Việt Nam không có mô tả công việc? Ở Việt Nam chúng ta chủ yếu có phân công công việc chứ không có mô tả công việc. Thế nhưng mà để mô tả công việc là chúng ta phải biết được quy trình. Báo cáo anh chị ví dụ nó đơn giản, chắc là cái này anh Hưng chia sẻ tốt hơn, là ví dụ để có thể môi giới được một căn nhà chẳng hạn, thì mày phải làm từ khâu gì đến khâu gì đến khâu gì thì mới môi giới được căn nhà mà mới thu được tiền về. Thế chị gạch cái quy trình ấy ra, đây từ cái quy trình đấy phải triển khai thành việc gì chẳng hạn chúng ta không biết được à? Thì bây giờ chúng ta mới biết ra, chúng ta mới cân đối được à, thế liệu một con người nó có thể làm được cái việc đó không? Vậy tuyển 5 người đã đủ chưa, hay thậm chí ta phải tuyển 10 người? Chứ đây mà tự nhiên nghe lời chúng ta kiểu là đang bảo là người ta ví dụ của công ty khác, mình áp dụng công ty của mình, người ta có thể 5 người làm được, nhưng công ty mình 5 người không làm được, thế lấy về một thời gian nữa nó không làm được việc, nó cũng chán, ông chủ thì không giao việc cho nó cảm thấy nó buồn, nên nó bỏ đi, nó bị ngộ nhận đấy. Thì đấy là, tôi nhắc lại lần nữa, đây là cái sai lầm về người sử dụng mô hình chứ không phải là mô hình. Thế còn bây giờ biết thế nào, làm thế nào để xây dựng bản mô tả công việc, làm thế nào để phân việc được cho người ta, làm thế nào để động viên người ta rằng là thế nọ thế kia thì lại phải đi học của Kingsman thôi. Ok, xin. Tôi nghĩ rằng ở đây lại là một câu chuyện nữa, một lần nữa các bạn lại dàn hàng ngang. Nếu mà các bạn tuyển 5 người mà trả mỗi lương, mỗi người 20 triệu, tức là tổng chúng ta mất 100 triệu đúng không? Thì tôi theo tôi là chúng ta tuyển một ông trả 50 triệu. Thế xong rồi còn 4 ông khác mỗi ông trả 10 triệu. Hoặc là ông thứ hai trả 30 triệu giống như công thức 532. Ông thứ nhất 50 triệu làm giám đốc điều hành. Ông thứ hai giám đốc kinh doanh 30 triệu. Thế còn lại 10 ông còn lại mỗi ông 2 triệu. Chuẩn chưa, đúng không? Đó là công thức ăn chia đã biết rồi. Thế thì đúng thực sự là nếu như các bạn tuyển một người vào mà các bạn cho rằng đấy là người giỏi mà các bạn không biết khai thác họ, đấy là một điều lãng phí và sai lầm nghiêm trọng. Cái con người ta đi lao động ấy, đi làm việc ấy, người ta không phải chỉ vấn đề thu nhập mà người ta thấy là người ta hữu dụng. Cái điều đấy quan trọng lắm. Người ta thấy người ta cần thiết, người ta hữu dụng. Và lúc nào người ta phải chịu thấy áp lực rằng là người ta đang chạy 120% công suất trở lên. Còn nếu mà người ta 100 mà chỉ cho người ta làm 80, 90 thôi người ta chán, tự người ta sẽ chán. Giống như bây giờ đường phố Hà Nội thì chậm chạp nhưng rất nhiều ông mua là Lamborghini đúng không? Chỉ để nẹt pô, có chạy được đâu, đường có đâu mà chạy. Đúng không? Đấy là một cái sự lãng phí. Trừ phi là ông định phô diễn một cái mục đích khác. Thế còn ấy, là nếu như mà chúng ta tuyển dụng người mà chúng ta không biết rằng là chúng ta định làm gì với người đó thì đấy là một cái sai lầm chứ không phải là một cái lãng phí nữa. Thế cho nên là có lẽ là từ câu chuyện của bạn thì chúng ta phải cân nhắc, tức là chúng ta cần phải xác định rõ là chúng ta cần cái, tức là phải mô tả được cái mà chúng ta cần cái người đó như thế nào, đúng không? Trước khi chúng ta gặp cái người đó. Thực ra thì cái đây là một cái lý luận rất là cao. Ví dụ như là tác giả của cuốn sách Từ Tốt Đến Vĩ Đại, người ta nói rằng là tất cả cái lên xe đã cùng đồng hướng đã rồi trên xe chúng ta sẽ bàn đi đâu, đúng không? Chứ không phải là bây giờ chúng ta tìm một cách, nhưng mà thực ra ở góc độ khởi nghiệp nó khác hoàn toàn. Đấy là từ gút, từ đến vĩ đại. Từ đến doanh nghiệp đã lớn rồi, đã chuẩn bị đến trường tồn rồi, người ta mới có nói câu chuyện là thừa tiền rồi, đúng không? Nhặt mấy ông lên giống như kiểu FPT ngày xưa 13 anh hùng lên sân bạc nhặt lên xe lên xong đến chỗ Hoàng Diệu ngồi với nhau, xong bây giờ chúng ta làm gì nhỉ, đúng không? Đấy là vì các ông đã thành đạt ở nước ngoài rồi, châu Âu rồi, học hành nhiều tiền rồi, đúng không? Chúng ta mới làm như thế. Chứ còn bây giờ chúng ta khởi nghiệp chúng ta phải chắt chiu. Nói thật đấy là phải chắt chiu, phải mô tả công việc nó rất rõ ràng. Thực sự là mình có khai thác được cái ông này, ít nhất cũng phải khai thác được 100% hay không? Hay là nếu không chúng ta phải khai thác 120%, 150%. Thì cái 20%, 50% đâu trả bằng cái gì cho người ta nếu chúng ta có tiền? Trả cho người ta tương lai, trả cho người ta sự được tôn trọng, trả những cái giá trị tương lai và những giá trị phi vật chất, trả cho người ta cái sự gọi là được thỏa mãn bản thân bằng cái việc là không có mà anh thì không ai làm được việc này, chỉ có anh mới làm được cho tôi việc này thôi. Đúng không? Người ta được tôn trọng, người ta được đánh giá cao, người ta được tôn vinh. Đấy là đỉnh cao nhất của tháp Maslow, là được tôn vinh. Chứ không phải là được thỏa mãn nhu cầu tối thiểu là cơm ăn nước uống hàng ngày. Đúng không? Thì đấy là, có lẽ là như vậy thì chắc là có nhiều câu hỏi cho nên là thôi ngắn gọn. Mấy câu hỏi khác. Vâng ạ, xin được cảm ơn hai chuyên gia. Và bây giờ xin được mời những câu hỏi khác, rất nhiều cánh tay giơ lên ạ. Vâng, xin mời anh ạ.
Anh có thể giới thiệu qua về mình trước, trước khi đặt những câu hỏi cho chuyên gia của chúng tôi ạ. Vâng, giới thiệu các anh và toàn thể anh chị. Em là Tùng, hiện nay là Chủ tịch Hội Kỹ sư Xây dựng trẻ Việt Nam và là Chủ tịch của Công ty Tư vấn và Đào tạo Kinh Con. Kinh là vua, vua xây dựng ạ. Dạ, con là con Jackson, còn Kinh là vua. Thế thì em cũng rất là đam mê và cái câu chuyện này em cũng đã ngồi với anh Dũng một số lần. Thì cái việc đổi mới và cái việc mà sale marketing thế nào thì em trong cái hội thảo này thì em không hỏi nhiều. Thì có một cái chỉ số mà phát triển trong cái của cách mạng 4.0 này là cái dùng đòn bẩy. Thì trong cái đòn bẩy thì có đòn bẩy về khách hàng, về đòn bẩy về nhân sự, thì cái đấy thì em cũng không hỏi trong câu hỏi đây, mà em đòi hỏi về câu hỏi về đòn bẩy về tài chính. Thế thì có ba cái mà theo quan điểm của em là tài chính: thứ nhất là vốn tự có, thứ hai tín dụng, thứ ba là vốn tự có. Ở đây là em hiểu là các cổ đông hiện hữu, mà cổ đông hiện hữu hiện nay là không có nhiều. Thứ hai là vốn tín dụng thì không nên lạm dụng quá nhiều. Thì có hai cái cổ đông mà có thể huy động tiền là cổ đông mạo hiểm, là như các anh, như Sát Hưng. Và thứ hai nữa là lên sàn. Thì em đang hỏi là em là nghề dịch vụ, xây dựng là nghề dịch vụ. Thì cái việc là bọn em muốn là cái đích đến để em xây dựng nên được cái gọi là định vị được cái doanh nghiệp nó như thế nào. Thì bây giờ là trong cái quá trình mà phát triển ấy, thì em muốn hỏi anh là cái cổ đông mạo hiểm đấy, thì với cái ngành dịch vụ thì cái tiêu chí hay định giá như thế nào để bọn em có cơ sở để bọn chuẩn bị. Bởi vì là bọn em đã xác định rằng là làm bài bản thì phải ngay từ đầu. Thì đầu tiên là em hỏi câu hỏi thứ nhất là cái định giá để một ngành dịch vụ, và đặc biệt là riêng như ngành xây dựng bọn em, thì cần những cái tiêu chí cốt lõi gì. Đấy. Câu hỏi thứ hai là hiện nay thì thường cái quy trình là cổ đông mạo hiểm sau, đầu tiên là bọn em make up nó lên để em bán cho các anh. Make up ở đây là theo nghĩa rất nhiều, make up bên ngoài bên trong, rồi sau đó bán được cho các anh, sau đó lên sàn. Thì đấy là quy trình đúng hay là mình lên sàn sau một thời gian sau thì nó cái giá trị nó tốt hơn, hay là cái mà bọn em make up và chứng minh rằng cái bộ máy lãnh đạo và chứng minh được tất cả cái khách hàng của bọn em, chứng minh được đội ngũ của bọn em, chứng minh được hệ thống của bọn em, rồi bắt đầu mới lên sàn. Thì đấy là câu hỏi về mặt quy trình như vậy. Em có hai câu hỏi. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thực ra là nếu chúng ta nói về đòn bẩy tài chính thì có rất nhiều cái công thức nói về những cái tỷ lệ đòn bẩy như thế nào là hợp lý. Và tất cả những công ty tài chính, những cái định chế tài chính, họ đều có những cách để đánh giá cái sử dụng đòn bẩy của các anh. Cũng như là các cổ đông trên sàn, nhất là khi anh lên sàn chứng khoán, hoặc các nhà đầu tư, người ta đều đánh giá về tỷ lệ nợ và trên vốn chủ, cũng như là trong đó là các cái khoản nợ mà có liên quan đến cái gọi là, nó gọi là mortgage, tức là những khoản vay mà có trả lãi. Thế còn nợ thì nợ nhiều kiểu nợ nhé, nhưng chúng tôi hầu như không vay tiền. Chúng tôi là doanh nghiệp mấy nghìn tỷ rồi, làm bất động sản rất tốn tiền nhưng chưa bao giờ vay tiền, gần như không vay tiền. Nợ thì có, nợ lương cán bộ cũng là một loại nợ, đúng không? Nợ nhà cung cấp cũng là một loại nợ, đúng không? Thì trong cái cân bảng cân đối tài chính, nợ rất là nhiều thứ, nhiều khoản mục, nhưng mà nợ những cái khoản vay mà phải trả lãi là một cái câu chuyện khác. Đấy, thì cái tỷ lệ đòn bẩy như thế nào là hợp lý thì thực ra mà nói thì cái đấy nó phải theo từng ngành cụ thể, nhưng mà đối với ngành dịch vụ thì đấy là một cái tỷ lệ mà rất không nên là cao khi anh dùng đòn bẩy. Tại vì thực ra anh là dịch vụ, mà anh dịch vụ là con người, tôi chả hiểu anh bẩy cái gì, dùng tiền để bẩy cái gì, chả nhẽ dùng tiền để thuê nhân công, đúng không? Nhân công thì bao giờ nó phải làm ra việc nó mới trả tiền chứ, nhất là ngành dịch vụ, đúng không? Cái trả lương là một cái mà là luôn luôn phải trả sau. Chỉ có một số nước mà kiểu nó tư bản dãy chết, nó mới trả lương kiểu theo tuần, theo nửa tháng, và nó trả trước đầu kỳ. Như là mấy cầu thủ bóng đá là các ông lĩnh lương theo tuần và lĩnh đầu kỳ, đầu tuần lĩnh lương. Còn chúng ta bao giờ phải sau, phải cuối, đúng không? Làm việc xem nào đã, kết quả nào đã. Cái thứ hai là đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp, tiện đây nói luôn về câu chuyện của anh kia, tức là phải trả lương ít thôi, trả thưởng là chính nhá. Bởi vì lương là chi phí cố định, không làm gì cũng phải trả lương, bởi vì ký hợp đồng rồi, đúng không? Còn bảo hiểm ở trước rồi, nhưng mà thưởng là chi phí biến đổi. Khi nào anh có việc, anh có doanh số, anh có được kết quả, tôi mới trả tiền, đúng không? Thì nó vậy, như vậy là nếu chúng ta biến cái thưởng thành là chi phí biến đổi, và biến cái thưởng thành là một cái chi phí bán hàng, nó sẽ được hạch toán vào chi phí bán hàng. Như tôi mà cái tiền mà tiền thưởng hoa hồng được tính vào chi phí bán hàng, thì chi phí bán hàng đấy nó lại là một cái khoản rất dễ chịu, bởi vì chúng ta có doanh thu chúng ta mới phải trả,
nó dễ chịu hơn nhiều. Đấy, còn quay lại anh nói câu chuyện mạo hiểm thì tôi không hiểu ý anh mạo hiểm là như nào. Nếu mà anh bảo là doanh nghiệp anh mắc up rồi anh mới cho lên IPO thì đúng là mạo hiểm thật. Nếu mà tôi là nhà đầu tư thì đúng là mạo hiểm thật, kiểu đu dây không biết tuột tay đúng nào. Thực ra cái từ đầu tư mạo hiểm venture với business là một cái khái niệm chỉ ra cho những cái thương vụ đầu tư mà nó chưa ai làm cả, thường là dùng cho startup là venture business. Anh định làm một cái gì đó, anh bảo bây giờ giả sử anh nghĩ ra công nghệ xây dựng, thay vì xây dựng anh nghĩ ra máy in 3D in luôn tòa nhà đó, thì đấy là đúng là venture business. Tôi đầu tiên có thể suy nghĩ chuyện đầu tư. Còn nếu mà anh vẫn cứ gạch vữa với cả bê tông cốt thép anh xây nhà lên thì tôi chả thấy có cái gì đây là mạo hiểm cả, đúng không? Chẳng có gì mạo hiểm cả, không có gì là mạo hiểm hết. Thì trong trường hợp đó anh phải tính toán câu chuyện là bởi vì trên sàn chứng khoán đầy công ty làm xây lắp rồi, đúng không? Hòa Bình rồi con tay công nó lên sàn hết rồi, đúng là công ty xây dựng chứ nó họ có đầu tư đâu. Hòa Bình không hề xây dựng, không hề đầu tư. Bây giờ giá cổ phiếu hôm nay chắc khoảng độ 130 mấy, đúng không? Đấy, ví dụ như vậy thì họ đâu có làm đầu tư, họ không phải đầu tư, họ là nhà thầu thi công, nhà thầu xây dựng, họ vẫn lên sàn bình thường, chả có gì mạo hiểm ở đây cả. Thế còn cái câu chuyện để lên sàn được với giá nào thì quả thực mà nói thì tôi nghĩ rằng là các công ty lên sàn bao giờ phải mắc cáp tí, nói thế thôi chứ còn là phải làm hàng tí. Thế nhưng mà rõ ràng là cái tỷ lệ làm hàng bao nhiêu, vì chắc chắn là nhất là khi mà nói chuyện với cổ đông chiến lược, các nhà đầu tư chiến lược và cổ đông chiến lược thì họ sẽ không phải là vấn đề là họ mua theo kiểu PE như là trên sàn đâu. Đúng không? Họ sẽ mua theo những cái giá trị tương lai của doanh nghiệp, và họ sẽ bắt có những cái điều khoản nó gọi là sponsor. Như chúng tôi hiện nay đang phải dùng sponsor, tức là phải có bảo lãnh cho cái lời hứa đấy, vì họ mua cái tương lai. Anh vạch ra một cái lộ trình là sang năm doanh thu tôi 1.000 tỷ, lợi nhuận 300 tỷ, đúng không? Là sang năm tăng gấp đôi, tức là 5 năm liền tăng gấp đôi liên tục, ví dụ thế, thì ai tin? Và là anh lấy gì để bảo đảm? Đấy là một câu chuyện. Ai lấy gì để bảo đảm? Và nếu như mà anh không đạt được thì sao? Và đến mức nào người ta sẽ bắt đầu dừng anh lại để mà bắt anh phải bồi thường, và đến lúc nào anh họ sẽ thu hồi công ty của anh? Giống cái Vina Capital vừa rồi đầu tư bà Ba Huân đấy, nuôi gà đấy, đúng không? Đấy, thì tôi có một cái bài trả lời trên Cafe F, đấy không phải là câu chuyện đùa, đừng có nói rằng là xin lỗi vì bản hợp đồng ký bằng tiếng Anh cho nên không hiểu tiếng Anh cho nên là nhầm ý, không phải có chuyện đấy, làm gì có chuyện đấy, có đúng không? Mà giả sử có nhầm đi chăng nữa thì cũng phải chấp nhận thôi, vì nhầm sai là phải chịu chứ, mút sai gà chết. Thế nhưng mà thực ra đây câu chuyện không nhầm tí nào cả, chẳng qua là gì, khi muốn cần cái nguồn vốn 30 triệu đô từ Vina Capital thì ký bừa và nghĩ rằng mình có thể thực hiện được cái lời cam kết về doanh thu lợi nhuận trong tương lai, nhưng chỉ sau 6 tháng thôi không làm được, đúng không? Không làm được và sắp sửa bị, bởi vì họ bù. Ví dụ đầu tiên tôi đầu tư cho anh 30 triệu và tôi lấy 25% cổ phần, nhưng nếu như anh không đạt được cái EPS, tức là earning per share, đạt được như cam kết thì là anh phải bù bằng cái cổ phiếu của anh, tức là 25% phải nâng lên thành 30%, 35%, 45% để bù lại cái phần thiếu hụt, đúng không? Bù đến lúc mà sắp sửa bù đến 70% rồi thì là giật mình hoảng loạn quá cầu cứu thủ tướng. Mà tôi nghĩ có lẽ chả ở thủ tướng nước nào như thủ tướng nước mình thương doanh nghiệp đến mức độ thôi, cứu nó không nó chết, quá tuyệt vời, đúng không? Khởi nghiệp ở Việt Nam quá sướng. Đấy, nhầm vì không hiểu tiếng Anh xong ký xong bị sai sắp bị nước ngoài thâu tóm rồi thì kêu thủ tướng đứng ra cứu, thế là thôi VC đành phải ngậm ngùi rút tiền ra về, đúng không? Quá tốt, khởi nghiệp Việt Nam tuyệt vời. Vâng ạ, và nhắc đến anh Hưng có chia sẻ là khởi nghiệp ở Việt Nam đang được nhận nhiều cái sự ưu đãi đến từ nhà nước, đúng không ạ? Thì nhân đây cũng xin được hỏi anh Quân. Vâng ạ, xin được hỏi anh Quân là khởi nghiệp sáng tạo thì ở thành phố Hà Nội có những cái hỗ trợ gì cho doanh nghiệp của chúng ta? Vâng, xin kính thưa anh Hưng, anh Dũng với tất cả các anh chị. Thực ra thì em xin hỏi một câu này thì cũng là một câu mà chúng tôi đang trên đường xây dựng chính sách, mà đang trên đường đi tìm những cái gì mà các startup cần, và tìm những cái gì mà chúng tôi để tham mưu cho thành phố để có những chính sách thực sự là hỗ trợ hiệu quả. Thì vừa qua lúc anh Dũng có chia sẻ về cái nội dung của anh Dũng thì tôi có ngồi với anh Hưng, thì cũng đặt với anh Hưng mấy vấn đề. Một là anh Hưng là người đã rất là kinh nghiệm từ thực tế, từ kinh nghiệm, từ kiến thức, có thể nói là bây giờ chuyên gia hàng đầu. Thì tôi hỏi anh Hưng mấy câu. Một là bây giờ sau này, trong tuần này hoặc tuần sau, anh lúc nào anh rảnh, anh ở văn phòng cho em xin đến gặp anh 1-2 tiếng. Thế em bây giờ đang xây dựng một chính sách tham mưu thành phố để làm nào một cái đề án đó, một cái chính sách đó thực sự hiệu quả, để thực sự là thúc đẩy cái khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội phát triển. Bởi vì thực sự là bây giờ là trong cái luật hỗ trợ nghiệp nhỏ vừa cũng có một cái phần chuyên sâu về cái hỗ trợ về khởi nghiệp sáng tạo. Cái thứ hai, trong cái quy định đề án 844 của Bộ Khoa học Nghệ, cái này mà Phó Tướng Vũ Đam đã ký từ năm 2016, thì thực sự là rất nhiều cái chính sách
và rất nhiều tỉnh thành hiện nay thì đã ban hành những đề án rồi. Thế nhưng mà qua quan sát ấy, thì thực sự là không phải nhiều tỉnh thành ban hành trước mà hiệu quả. Bởi vì cái này nó thực sự rất khó mà rất cần những chuyên gia hàng đầu để cho ý kiến để có những cái giải pháp thực sự là thúc đẩy, khuyến khích và phát triển được cái khởi nghiệp sáng tạo. Thì anh Hưng cũng có đồng ý tôi mỗi việc một, nào anh ở nhà thì đến văn phòng. Cái thứ hai là đầu tư như nào. Một là có thể là không đầu tư trực tiếp cho startup mà chúng ta sẽ đầu tư làm nào phải cho những cái đơn vị trung gian ấy, để họ đưa ra họ những cái đề và hỗ trợ họ để họ làm nào họ khuyến khích họ tạo ra được những cái kết quả mình cần, mình mong muốn. Thì thực sự là bây giờ hiện nay chúng tôi đang tham mưu mà dự kiến thì định trình về hội đồng dân vào tháng 12 này. Thế nhưng mà thấy chiều hướng này có vẻ là chưa hoàn thiện được, nhưng thì có vẻ là khả năng là phải sang đầu 2019 mới trình được. Biển nó có mấy cái rất là vướng. Một đây là trong cái đề án đó chúng tôi muốn là tham mưu thành phố để xây dựng một cái trung tâm, dành cho một cái tòa nhà chẳng hạn đấy, hay một cái cơ sở chất nào thành một cái trung tâm của thành phố để làm nơi thu hút kết nối toàn bộ nguồn lực về khởi nghiệp sáng tạo về đó, và trong đó là có đầy đủ các cái thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đấy là một cái. Thứ hai là làm nào để hỗ trợ được các startup trong cái vấn đề về cái nguồn vốn đầu tư. Thì bây giờ cả một cái nghị 38 nó cũng đưa ra rất nhiều nội dung về quy định về cái vốn đầu tư anh ạ. Thế nhưng thực sự nó cũng chưa giải quyết được nhiều trong câu chuyện này. Thế bây giờ một mặt là bây giờ là nếu như thành phố Hà Nội thành lập ra một cái quỹ gọi là cái quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo hay là cái quỹ đầu tư mạo hiểm chẳng hạn đấy, thì bây giờ thành lập như nào? Vì bây giờ tất cả cái vốn liên quan ngân sách là đều yêu cầu phải bảo toàn vốn. Thì thực sự trong đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo mà yêu cầu bảo toàn thì thực sự là rất khó, không thể làm được. Thực sự là mà cái trong cái đầu tư về hình thành cái quỹ đấy thì lại yêu cầu là nhà nước thì chiếm chỉ 30% thôi, còn lại 70% là phải thực hiện là xã hội hóa đấy. Thực sự là cái này đều là cái rất vướng. Thế thì thực sự là hôm nay là buổi này chính cái câu hỏi này thực sự là đang muốn để anh Hưng chia sẻ thì đúng không, để anh Hưng chia sẻ và anh Hưng tư vấn cho Hà Nội chẳng hạn, làm thế nào để thúc đẩy được đầu tiên được cái tinh thần, đầu tiên trang bị được kiến thức và sau đó để có những cái tổ chức trung gian, có những thành phần trong hệ sinh thái để làm nào để hỗ trợ được các startup để hình thành và phát triển được. Thì câu này thực sự là đang muốn nghe từ anh Hưng là chuyên gia trong lĩnh này. Thì anh Hưng có thể là chia sẻ và bên phía trung tâm bên phía sở thì cũng sẽ lắng nghe và có thể tiếp thu để sau này có những cái chính sách thực sự tốt của Hà Nội. Xin mời anh Hưng chia sẻ thôi. Vâng. Thực ra tôi có đi khá nhiều những cái trung tâm về kiểu như thế ở các nước. Thực sự thì chúng ta biết rằng là một trong những cái nơi mà cái nôi của cái sáng tạo khởi nghiệp nổi tiếng như thế giới là thung lũng Silicon. Đúng không? Silicon ấy, thung lũng Silicon ở Mỹ. Thì ở đó cái việc mà họ cái kiểu như là Shark Tank một năm lên mấy số, chứ còn ở đó thì một ngày nó phải mấy trăm số. Tức là nó có hàng trăm cái phòng nhỏ nhỏ kiểu như này để cho các cái startup pitching. Và luôn luôn có những người ngồi nghe. Luôn luôn như thế, lúc nào cũng thế. Rất nhộn nhịp. Đấy, và những cái trung tâm như thế được hỗ trợ rất là nhiều. Không phải là người ta, bởi vì nhà nước đừng bao giờ đầu tư cho startup. Bởi nhà nước, thực ra nói xin lỗi, chứ nhà nước còn đang quản lý vốn nhà nước còn khó, làm sao mà đi đầu tư mạo hiểm được. Đúng không? Mà nhất là cái kiểu mà cứ mất vốn là có tội, đi tù thì làm sao ai dám đầu tư. Đúng không? Cho nên là tôi chưa nói rằng là cái cách đánh giá về một thế nào là một startup thành công để mà ra quyết định đầu tư là một cái cực kỳ khó khăn. Như chúng tôi đầu tư một cái ngành của chúng tôi rất là thông thạo rồi. Trong số hàng trăm hàng ngàn cái dự án bất động sản chúng tôi quyết định đầu tư dự án nào là cả một ban đầu tư, mà thông thường là xác suất ra quyết định được nó chỉ có vài phần trăm thôi. Tức là để đầu tư được một dự án phải nghiên cứu hàng trăm dự án mới ra quyết định được một đầu tư một cái. Không phải đơn giản, mà chúng tôi có đến một ban như thế, tức là bao gồm bốn thành phần. Đúng không? Kinh doanh, đại diện bộ phận kinh doanh, đại diện bộ phận pháp lý, đại diện bộ phận tài chính và đại diện bộ phận về triển khai, tức là thi công xây lắp. Bốn bộ phận như thế đồng thời nghiên cứu giải pháp cho một cái, cuối cùng là phải tính những cái trọng số cuối cùng mới ra để chọn được một cái, cực kỳ khó. Cho nên là cái việc này tôi khuyên rằng là sở cũng như là nhà nước nói chung, thành phố nói riêng là không nên bao giờ ra quyết định làm người được nhà đầu tư cả. Nhưng lại ngược lại thì nên có những cái quỹ hỗ trợ kiểu như là quỹ thưởng và tạo ra những cái trung tâm như anh nói, trung tâm sáng tạo, còn là người ta gọi là vườn ươm, incubator. Incubator là một cái mô hình mà rất thành công ở Mỹ và cách đây khoảng 30 năm rất thành công ở Hàn Quốc.
và cách đây khoảng hơn 20 năm tôi đã sang Samsung, và bây giờ Samsung đang bê cái mô hình đặt ngay đường Trần Thái Tông của chúng ta này, lên cái tầng tôi không nhớ tầng bao nhiêu, tầng mười mấy, lên đấy thoải mái. Các bạn cứ nghĩ ra được một cái gì liên quan đến cái app gì đấy hay là các bạn lên đấy là người ta cung cấp hết cho các bạn phương tiện, các bạn ngồi làm chả mất gì cả đấy. Và với điều kiện là nếu như họ thành công thì bắt đầu họ sẽ đầu tư cho các bạn, bởi vì những cái startup chỉ cần đầu tư cái khoản ban đầu nó chỉ khoảng $1,000 một người là có thể thử nghiệm một cái ý tưởng rồi, bởi vì để hình thành ý tưởng, viết ra một ý tưởng nó không khó. Cái thứ hai nữa là gì, là cái chỗ đó là cái nơi mà chúng ta có thể là gì, là hỗ trợ để cho các bạn ấy đưa ý tưởng nó vào thực tiễn cuộc sống, đúng không? Và cuối cùng là gì, cuối cùng là cái trung tâm đó sẽ được nhận được cái gì, thứ nhất là họ được nhận cái quyền đầu tư vào những cái startup đó, cái thứ hai nếu nhà nước có tiền nhá thì nhà nước thưởng cho những người đó theo cái thành tích mà nộp thuế của những cái startup người ta tạo ra, đúng không? Tôi tạo ra được 100 startup mà năm nay nộp thuế cho nhà nước được thêm 100 tỷ, thế tôi phải được thưởng ít nhất là 5 tỷ chứ, 5-10 tỷ, đúng không? Bởi vì ở Việt Nam chúng ta là Mr. 10% mà, đúng không? Ít nhất là tôi tạo ra doanh nghiệp đóng góp được cho thành phố là 100 tỷ, phải thưởng tôi 10 tỷ chứ, đúng không? Cái việc mà 10% là câu thông lệ cửa miệng của Việt Nam chúng ta mà, đúng không? 10% nhé, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái hỗ trợ tốt, tức là hỗ trợ một cái môi trường, hỗ trợ một cái nơi để cho người ta làm, nhưng ai vận hành nó, nhưng vận hành nó cũng không được trả lương, không được trả tiền mà phải trả theo kết quả. Tôi nghĩ rằng đó là một cái tinh thần cũng rất là startup, có đúng không? Nó phải hướng đến hiệu quả. Nếu như anh tạo ra được cái trung tâm đó, tạo ra được những cái doanh nghiệp mà nó sau 3 năm nó thành công và nó đóng thuế được cho nhà nước tốt, thì chúng ta phải được thưởng ở trên cái phần thuế đó, trích cái phần đó lại để thưởng lại cho những người mà đã hỗ trợ cho cái công tác khởi nghiệp đó. Thì tôi nghĩ là bản thân tôi nghĩ là tôi sẽ sẵn sàng tham gia. Bởi vì thực tế là mà nói thì nếu mà tôi làm mentor cho các cái bạn trẻ startup thì riêng cái cổ phần mà các bạn share lại cho tôi thì nó đã loanh quanh đâu đó khoảng từ 50% gì đó rồi. Là tôi sẽ giúp các bạn trong khoảng 1-2 năm đầu tiên, 3 năm đầu tiên đến khi các bạn được gọi được vốn và bắt đầu vững vàng đứng được. Thì cái việc nhà nước mà thưởng lại 10% thu nhập của nhà nước là cái chuyện hết sức bình thường. Có đúng không? Thì tôi nghĩ rằng đó là cách, còn tất nhiên là ở đây chúng ta cũng còn rất nhiều vấn đề. Phải nói thực sự như thế, là vấn đề cái đầu tiên ấy, là chúng ta thực sự có coi rằng là cái khởi nghiệp nó là một cái động lực quan trọng của nền kinh tế hay không? Có coi rằng chúng ta thực sự là trong cái hội nghị trung ương vừa rồi ấy, là trung ương 10-11 đúng không? Thì có nói về cái việc mà coi cái kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Cái này phải nói lại một chút, mà cái này có lẽ anh Mạc Quốc Anh ngày xưa cùng cái thời mà trước đây của chúng tôi. Vâng, dạ vâng. Thì cái thời ngày xưa khi mà những năm 90 mà khi chúng tôi thành lập ra doanh nghiệp tư nhân, lúc đó thường gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn. Mãi sau đó mới thành lập ra có 5 loại hình kinh tế, 5 loại hình doanh nghiệp là có công ty cổ phần. Lúc đó là thành lập trách nhiệm hữu hạn là nói chung là coi là một cái gì đó nó kiểu như một cái thành phần ăn bám của xã hội, hoặc nó làm cái thành phần mà như kiểu là nó dị dạng lắm. Người ta nhìn nó lúc đau nó kinh khủng đúng không? Nhiều khi là kiểu bọn tôi mà lúc mà tôi năm 97 tôi nghỉ nhà nước tôi ra ngoài tôi làm là có khi bố mẹ còn khóc. Kiểu con ơi tại sao đang đảng viên đang trong bộ mà lại ra ngoài thì bây giờ sống thế nào? tức là tự nhiên cảm thấy là làm doanh nhân là không phải là vẫn chưa có việc làm, vẫn đang thất nghiệp. Cứ bao giờ vào là nhà nước có lương, có bảo hiểm, có gì đấy thì bắt đầu ký được đồng lao động, mà thậm chí là vào được đảng tí nữa thì có khi là còn ngoài nữa, thì đấy mới được coi là ổn định. Đấy thì đấy là cái tư duy, cái nhận thức từ trong xã hội và nhận thức lên cả các cấp lãnh đạo. Nhưng sau đó thì bắt đầu chúng ta mới thừa nhận là kinh tế tư nhân, đúng không? Là một thành phần của nền kinh tế. Rồi gần đây lại coi là kinh tế tư nhân là động lực của nền kinh tế. Và tôi hy vọng rằng nếu như sau 1-2 nhiệm kỳ nữa, nhất là cùng với chủ trương về nhất thể hóa hệ thống chính trị, mà nếu thừa nhận được kinh tế tư nhân là thành phần chủ yếu của nền kinh tế, thay vì kinh tế nhà nước đang là giữ vai trò chủ đạo, đúng không? Nếu kinh tế tư nhân là vai trò chủ đạo mà tất cả các nước tư bản đều đang như thế rồi, hiệu quả rất nhiều, chắc chắn như thế. Nếu chúng nào kinh tế tư nhân là vai trò chủ đạo của nền kinh tế thì nó còn vĩ đại hơn nữa. Thực sự là chúng tôi cảm thấy xúc động từ năm 2004 khi mà có ngày doanh nhân, đúng không? Ngày 13 tháng 10 có ngày doanh nhân được thừa nhận, được tôn vinh. Ngày xưa cái khẩu hiệu của doanh nhân trẻ chúng tôi, hội doanh nghiệp trẻ ngày đầu tiên là gì? Oai và sướng. Lúc đấy chúng tôi tự bỏ tiền ra để làm nghi thức thảm đỏ cho những cái sự kiện của riêng mình, đón ở chân thân máy bay, có cảnh sát dẫn đường, đúng không? Mời được ông phó thủ tướng đến dự đại hội của doanh nhân trẻ là một cái vinh quang kinh khủng luôn, tự hào kinh khủng luôn, mà thực ra mà nói cũng phải lobby rất nhiều tiền mới làm được. Thế nhưng mà tự oai tự sướng, bởi vì không ai tôn vinh mình thì chúng ta tự tôn vinh chúng ta, đúng không? Đấy là một cái tinh thần. Thế nhưng nếu như mà câu chuyện của anh Quân đặt ra, mà nếu như thực sự thành phố và nhà nước muốn làm điều này, mà thực sự nhận thức trong đầu rằng là đây là một cái việc rất cần thiết chứ không phải là một cái việc phong trào, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều cách,
mà doanh nhân chúng tôi sẵn sàng là tham gia vào. Bởi vì doanh nhân chúng tôi đã đang rất nhiều tiền để bỏ cho những cái việc đó. Đúng không? Cá như anh Đoàn chẳng hạn cũng đang nhờ tôi là mở ra một trung tâm incubator để sáng tạo. Đúng không? Anh cần thuê đến hàng nghìn mét vuông. Bỏ tiền túi ra, đúng không? Cho các bạn vào đấy ngồi sử dụng. Đúng không? Hay là những cái chỗ mà kiểu như Dreamplex ở trong Sài Gòn ấy chẳng hạn, là những cái co-working space, trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có một cái trung tâm như vậy. Rất nhiều tư nhân đang làm rồi. Đúng không? Thế thì nhà nước, nếu mà nhà nước mà làm thì nó rất là tuyệt vời ở chỗ là nhà nước nó có thể đưa ra những cái chính sách hỗ trợ gì đó một cách gián tiếp để mà thực sự mà nói, báo cáo thật với anh Quân rằng là doanh nhân chúng tôi ấy, là chỉ mong rằng là được các anh nói những nhà nước, tức là những người lãnh đạo cao cấp của chính phủ và của thành phố mà nói rằng là tôi ủng hộ cho cái việc đó thôi, đã là quý báu lắm rồi, đã là xúc động lắm rồi, đúng không? Chứ không cần phải bỏ tiền, nếu mà có tiền nữa thì lại vô cùng xúc động, rưng rưng nước mắt, đúng không? Vâng, xin kính thưa anh Hưng, kính thưa tất cả anh chị. Thì qua chia sẻ anh Hưng thì thực sự là rất là tuyệt vời. Và với góc độ là cơ quan tham mưu của Sở Y tư và của thành phố ấy, thì chắc chắn một câu rằng thực sự là khẳng định rằng lãnh đạo thành phố rất rất quan tâm, chứ không phải quan tâm. Và thực sự là muốn tạo ra một cái môi trường thực sự tốt để cộng đồng startup để thực sự có động lực nghiên cứu, phát triển và thành công. Thực sự cái này là cái mà lãnh đạo thành phố rất rất quan tâm, chứ không phải là chỉ dừng lại ở quan tâm đâu. Và cũng rất mong rằng là những người chuyên gia rất là tâm huyết, rất là giỏi như các anh Hưng với các anh và cộng đồng doanh nghiệp ở đây chúng ta thì sẽ cùng với thành phố để thực sự chúng ta xây dựng có một môi trường, là một nơi thực sự tốt để thúc đẩy phát triển các startup cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Và xin được cảm ơn anh Hưng ạ. Vâng ạ, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ về những cái sự ủng hộ của Ủy ban Nhân dân thành phố dành cho những startup của chúng ta. Và chúng tôi tin rằng là các bạn hãy cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta có khởi nghiệp sáng tạo thì chắc chắn là chúng ta sẽ được ủng hộ mà thôi. Và bây giờ thì xin được mời những ý kiến tiếp theo, những câu hỏi tiếp theo đến từ các anh chị phía dưới ạ. Vâng, xin mời chị. Xin mời chị giới thiệu qua về bản thân mình một chút ạ. Vâng, trước khi giới thiệu về tôi thì xin phép là chào các anh chị, chào cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các diễn giả đã tổ chức buổi ngày hôm nay ạ. Và xin phép là giới thiệu một chút ạ. Tôi tên là Phương, tên đầy đủ là Lê Nguyễn Hồng Phương. Xin phép các anh chị đã đừng chụp ảnh hay là quay phim tôi ạ. Tôi hôm nay không được xinh đẹp cho lắm. Tôi xin phép là giới thiệu lại, tôi là Phương, tên đầy đủ là Lê Nguyễn Hồng Phương và hiện tại thì đang công tác tại công ty cổ phần Tuấn 123 và chúng tôi là một đồng nghiệp với anh Hưng. Bởi vì anh Hưng thì cũng là làm môi giới bất động sản và chúng tôi cũng làm môi giới bất động sản. Tuy nhiên là lĩnh vực của chúng tôi là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Chúng tôi chuyên về môi giới bất động sản thổ cư mà thôi. Dạ vâng ạ, nhà phố ạ. Thế ngày hôm nay thì tôi có một số chia sẻ của tôi, bởi vì bản thân tôi là cũng học trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và tốt nghiệp cao học tại Anh, và trong quá trình học từ Việt Nam, học đến tận Anh và về Việt Nam vẫn học tiếp, thì tôi có một số chia sẻ về cái khởi nghiệp. Và tôi đồng ý với anh Hưng là chúng ta không cần chữ sáng tạo, bởi vì khởi nghiệp nó vốn dĩ là phải có sáng tạo rồi. Còn không có sáng tạo thì chúng ta không gọi là khởi nghiệp, đúng không ạ? Thì ở Anh, cho tôi đã tìm hiểu và lúc ở bên đấy thì tôi có một ý tưởng. Đó là tôi muốn khởi nghiệp, tôi muốn thành lập một cái app chuyên về du lịch cho Việt Nam. Bởi vì lúc đấy tôi đi nhiều và tôi thấy là không hiểu vì sao bọn Anh đông khách du lịch như thế, nhưng mà thực ra nước của nó không có đẹp bằng Việt Nam, nhưng mà làm rất tốt. Thì tôi muốn có một cái app về du lịch và tôi cũng trình bày ý tưởng với trường, với các thầy cô. Thì tôi nhận thấy là thực ra họ có nhiều doanh nghiệp lớn là bởi vì họ có một cái môi trường rất là tốt. Và cái môi trường ở đây là người ta không chỉ dẫn đến cho mình các mentor mà họ còn dẫn cách cho anh làm sao để có vốn nữa cơ. Và khi về so sánh với Việt Nam thì tôi thấy rằng rõ ràng là chính quyền của chúng ta đang dành rất nhiều sự ưu đãi cho các doanh nghiệp. Và bằng chứng cụ thể, ví dụ như anh vừa nãy anh muốn xin một cái tòa nhà để cho các bạn đến ở, các bạn đến làm việc, đúng không ạ? Thực ra thì việc này có rồi. Và chúng ta có rất nhiều những cái tòa nhà gọi là co-working space có rồi. Và các bạn chỉ trả cái giá rất là rẻ để được làm việc ở đó. Và tôi nghĩ là các bạn vẫn chưa tận dụng hết những cái khoảng không gian này. Vấn đề tiếp theo là chúng ta không nên đưa cái gì đó miễn phí cho bất kỳ ai cả.
mọi thứ nó đều có giá của nó. Và với một cái doanh nghiệp mới thành lập thì tôi cũng cảm thấy là như vậy. Chúng ta nếu như chúng ta cứ cho họ miễn phí thì làm sao họ học được cách quản trị về tài chính? Không thể học được. Vấn đề tiếp theo là ví dụ như là anh có nói là chúng ta muốn tạo những cái tốt nhất, nhưng mà cái gì tốt nhất thì chúng ta cũng phải định vị cái giá trị cho nó. Việt Nam chúng ta hay coi rằng của rẻ là của ôi, đúng không ạ? Họ không trân trọng nhiều lắm những cái giá trị miễn phí. Thì đấy là cái điều tiếp theo mà tôi muốn nói, đó là vấn đề về vốn. Và đây là vấn đề sống còn của một doanh nghiệp. Giống như là sinh ra một doanh nghiệp, giống như là sinh ra một đứa trẻ sơ sinh, đúng không ạ? Nó không thể tự ăn được, nó không thể tự có sữa được. Chắc chắn là mẹ phải cho bú, và chắc chắn là ai đó phải nuôi nó, phải dạy nó đi. Đối với vấn đề này thì tôi có một cái ý tưởng như này. Tôi nghĩ là anh Hưng thì thích làm môi giới, tôi cũng thích làm môi giới. Phải chăng là chúng ta làm một cái dịch vụ gọi là môi giới dòng vốn cho các doanh nghiệp? Tôi nghĩ là anh Hưng có rất nhiều mối quan hệ với các đơn vị, có rất nhiều cái vốn tốt. Hoặc là các anh chị ở trong trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các anh chị có rất nhiều mối quan hệ tốt với các đơn vị mà có nhiều tiền chẳng hạn. Thì bây giờ anh chị tập hợp nó thành một cái danh sách hay một cái gì đó, và sau đấy thì các doanh nghiệp có thể tìm đến các anh để lấy cái danh sách này. Đấy là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là tôi cũng chia sẻ luôn là thật sự là rất khó khăn. Ví dụ như doanh nghiệp của chúng tôi vừa đây, chúng tôi mong muốn tổ chức một cuộc thi dành cho các bạn sinh viên. Và cuộc thi này chúng tôi đưa cho các bạn ý, ví dụ như bạn giành được giải nhất, các bạn ý sẽ có 200 triệu để các bạn ý khởi nghiệp, các bạn ý làm gì thì làm. Thế nhưng mà khi cuộc thi tổ chức thì chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề về rất nhiều khâu, và tóm lại là chúng tôi phải dành nhiều thời gian hơn để đi cho cái khoản tiền đấy đến các bạn sinh viên. Có nghĩa là trong cái có rất nhiều cái vấn đề về giấy phép, vấn đề về tổ chức, rất nhiều cái. Anh chị bằng là anh Hưng có khi là dẫn đầu một tạo thành một cái tổ chức hay một cái gì đó, chúng ta sẽ làm một cái cầu nối. Kiểu như tôi nghĩ cũng đơn giản thôi, giống như chúng ta đi bán nhà thôi anh Hưng ạ. Có nghĩa là chủ nhà thì cũng chả biết khách là ai, khách thì rất muốn mua nhà nhưng mà không biết nhà ở đâu để mà mua, đúng không ạ? Thế là chúng ta phải tìm đến môi giới. Và tôi vẫn có một niềm tin rất là mãnh liệt rằng là nếu như chúng ta có môi giới nguồn vốn thì có thể là rất là một câu chuyện rất là hay. Anh Hưng mang về, ví dụ mang về cho Việt Nam năm nay 300 tỷ USD chẳng hạn, và doanh nghiệp các bạn đi dùng hết cái đông đấy, là tôi nghĩ đất nước của chúng ta cũng tương đối là ra gì rồi đấy ạ. Đấy là câu chuyện về vốn. Không biết là anh Hưng có hứng thú với câu chuyện này không, với câu chuyện về vốn này không, nhưng mà thực sự là nếu như mà anh Hưng có làm cái gì đó về cái môi giới vốn này cho tôi theo chân với nếu có thể. Vâng, xin được cảm ơn ý kiến của chị. Và xin mời anh Hưng ạ. Vâng, thực ra câu chuyện này thì vẫn đang làm rồi, chứ không phải không. Thực ra tôi vừa đóng vai trò là như các bạn nhìn thấy là gọi là shark, tức là vai trò đi thâu tóm, bỏ tiền ra để đầu tư những doanh nghiệp khác, nhưng tiền đâu đầu tư thì tôi lại phải mời những ông khác, đúng không? Thực ra tôi bên cạnh đó là việc nhiệm vụ chính của tôi ở tập đoàn, tôi vừa phải thường xuyên là pitching, thường xuyên là gặp các nhà đầu tư, vừa cách đây vài ba ngày ở trong thành phố Hồ Chí Minh một cái ngày hội đầu tư, tức là investment conference của Vina Capital, người ta tổ chức hàng năm. Năm nay là năm thứ 15 rồi. Những cái chợ như thế, chợ đầu tư như thế nó làm khá nhiều, chứ không phải là không. Thực ra anh Don Lâm ấy là một trong, mà hiện nay còn trong ban cố vấn của chính phủ ấy, Việt Kiều Mỹ ấy, thì là một trong những người môi giới vốn rất là thành công với Việt Nam. Anh đưa rất nhiều những nguồn vốn, rất nhiều những cái thương vụ đầu tư lớn về Việt Nam. Trong đó kể cả những cái chuyện ô tô này nọ các thứ cũng là người anh ấy là người làm. Tôi nghĩ đó là câu chuyện hay. Ok. Và thực ra thì hiện nay cũng có khá nhiều người làm. Tôi cũng tham gia vào một cái với tư cách là một cái mentor thôi, một cái người cộng tác thôi, với cả anh Nguyễn Hữu Thái Hòa đấy, mà anh Dũng vừa nhắc đến đấy, là cái iMentor với cả Ideation đấy, iBoss, tức là đấy là một cái vườn ươm, và đó là một cái nơi mà môi giới vốn cho các nhà đầu tư, cũng như là môi giới vốn cho, bởi vì thực ra các nhà đầu tư người ta cần cái nó giống như cái môi giới bất động sản ấy, là cái người môi giới bất động sản là giúp thẩm định cái nhà đấy trước khi là chào cho khách, và thực ra cũng phải đánh bóng một tí, đúng không? Làm cái bản IM, Investment Memorandum cho nó đẹp, đúng không? Cái đấy là một cái câu chuyện rất là tốn tiền. Nếu chẳng hạn như là tôi mà lên sàn vừa rồi thì tôi cũng phải mất đến nhiều tỷ cho những việc đó, chuẩn bị cái bản chào cho các nhà đầu tư ấy, thì cái người làm môi giới vốn cũng có thể giúp chúng ta làm cái việc đó cho nó tốt. Còn bởi vì cái thứ hai, cái những điều quan trọng nhất là người ta tìm ra được cái giá trị của chúng ta khi mà nói chuyện với các nhà đầu tư.
Thế còn mở ra một cái chợ mà kiểu như tất cả mọi người nên biết thì thực ra cũng đã có và tôi cũng đã tham gia cái việc đó rồi, chứ không phải là một cái quá mới mẻ. Nhưng mà nếu như bạn có những ý tưởng gì đó hay thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể ngồi với nhau bàn tiếp. Tôi cũng đánh giá cao bạn Tuấn 123. Chúng tôi cũng có, tôi gọi điện cho Tuấn một vài lần nói chuyện. Thực ra các bạn đi một phân khúc rất là khác. Một cái phân khúc nó sẽ là thực sự là tương lai của bất động sản. Và chúng ta là một cái thị trường bất động sản mới nổi. Thế cho nên là tại sao tôi đi vào cái hàng sơ cấp, hàng dự án là vì tôi có thể dễ dàng là mở rộng được quy mô. Đúng không? Và các bạn môi giới nhà lẻ thì các bạn với một cái nhà phố các bạn cũng phải mất bằng đấy công sức để chuẩn bị cái bản chào, giới thiệu, chụp ảnh. Đúng không? Và nếu chúng tôi bán một cái dự án một vạn căn hộ thì tôi cũng chỉ cần một cái bản chào, một bản giới thiệu dự án mà chúng tôi có thể dễ dàng nhân rộng quy mô. Cái thứ hai nữa là chúng tôi dễ dàng nắm được cái đầu nguồn hàng. Còn nếu mà các bạn là môi giới lẻ thì các bạn sẽ khó khăn hơn trong cái việc đó. Và nói chung là môi giới hàng nhà phố sẽ gặp khó khăn hơn trong cái việc là mở rộng thị trường. Các bạn có thể giỏi ở quận này, thậm chí có thể giỏi thành phố này nhưng rất khó mở rộng quy mô các thành phố khác, hoặc là thậm chí là mở rộng quy mô ra nước ngoài sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng chúng tôi cũng đã nghĩ đến tất cả cái chuyện này và đã có những cái giải pháp nó để giải quyết cái việc đó. Và chắc là tôi nghĩ rằng là sẽ có những cái cơ hội để hợp tác với nhau, kể cả môi giới nhà cũng như là môi giới nguồn vốn. Cảm ơn bạn. Vâng ạ, xin mời ý kiến của chị ạ, chị áo đỏ. Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời chào đến các diễn giả của ngày hôm nay. Tôi sự giới thiệu, tôi tên là Lê Hồng Anh, tôi là CEO của AZ Quà Tặng. Và công ty của tôi thì chuyên sản xuất tất cả những cái sản phẩm về quà tặng quảng cáo. Các anh chị ở đây tôi tin chắc chắn là đã từng dùng sản phẩm của tôi, vì tất cả các ngân hàng thì và các thương hiệu lớn thì gần như tôi đã làm qua hết. Nhưng ngày hôm nay đến đây thì việc đầu tiên là thực sự là theo như anh Hưng lúc nãy có chia sẻ thì tôi tự nhận thấy rằng tôi đã lập nghiệp rất thành công. Bởi vì chỉ cách đây có 3 năm rưỡi thôi thì tôi hoàn toàn tay trắng. Nhưng trong 3 năm vừa rồi tôi đã đi, tức là cái lập nghiệp thành công khiến cho tôi đã đi được rất nhiều nước trên thế giới, gần 20 nước. Và bây giờ tôi có thể muốn mua cái gì thì tôi mua. Tôi đã có đủ mọi thứ. Và ở đây là anh Quốc Anh rất là tuyệt vời. Tôi rất là yêu quý anh ấy vì anh cũng là một người bạn của tôi. Và tại sao tôi lại nói điều này? Vì tôi muốn chúc tất cả các anh chị ở đây, vì mọi người đến đây ngày hôm nay thực sự là muốn lập nghiệp và muốn khởi nghiệp làm sao đấy để có thành công. Và đương nhiên rồi, như anh Hưng nói lúc nãy và anh Dũng nói, không cần biết bạn làm gì, kết quả của bạn sẽ trả lời được cái năng lực của bạn. Tôi cứ nghĩ tôi đã khởi nghiệp, nhưng lại nghe anh Hưng chia sẻ thì tôi nghĩ tôi đã lập nghiệp tốt. Và bây giờ thì tôi đã có rất nhiều thứ. Nhưng tôi đến đây thì tôi muốn đặt một câu hỏi cho cả bốn anh. Và tôi muốn nghe cái lời chia sẻ cho không những cho tôi mà cho tất cả các anh chị ở đây để lập nghiệp, để khởi nghiệp ạ. Bởi vì thế này, sau khi tôi đã lập nghiệp thành công và tôi nghĩ rằng là tôi đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, thì bây giờ tôi lại có ý tưởng, tôi đã nung nấu được 6-7 năm nay rồi. Và tôi tin chắc chắn rằng đây là một sự, với một cái tư duy là để có thể lập nghiệp thành công và cũng như khởi nghiệp thành công, chúng ta không thể làm việc một cách chăm chỉ mà chúng ta phải làm việc một cách thông minh và điên rồ. Tôi nghĩ rằng như vậy. Chính vì vậy mà để có thể làm được việc đó thì tôi đặt cái câu hỏi cho bốn anh như thế này ạ. Thứ nhất là khi có một dự án và tôi nghĩ rằng chắc chắn là tiềm năng, bởi vì ở đây có rất nhiều người ngày hôm nay có những ý tưởng thì họ sẽ nghĩ là họ chắc chắn ạ. Thì vậy thì năm cái vấn đề xương sống chính của cái việc khởi nghiệp là gì? Kể cả như tôi là hiện nay là cái năng lực cũng như là cái khả năng của tôi khá là tốt, nhưng tôi giống như một người có rất là nhiều nguyên vật liệu để nấu một món lẩu. Nhưng để nấu một món lẩu hoàn toàn thành công và ngon lành theo đúng nghĩa thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vậy thì năm cái vấn đề chính xương sống của cái lời khuyên các anh cho các những bạn khởi nghiệp mà thậm chí kể cả tôi là những năm cái điều gì nên chú trọng. Thứ hai là sắp xếp nó theo thứ tự ưu tiên như thế nào. Và mỗi hạng mục đó thì cái vấn đề đó cần lưu ý trong cái đó là gì? Vì tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là làm thế nào để ta tìm được một cái điểm khởi đầu chính xác và nó sẽ chắc chắn thành công. Hiện nay thì tôi có một dự án rất là khác biệt và dự án của tôi mang trên tính chất cộng đồng. Và làm sao đấy để có thể là làm những cái sản phẩm được làm ra và các doanh nghiệp có thể nói đơn giản là tôi muốn tạo ra một sân chơi mà ở trong đó thì một thương hiệu bất kỳ khi hay là một các đơn vị khởi nghiệp như các bạn chỉ cần đi ngang qua cái cuộc chơi của tôi thôi thì các bạn sẽ trở nên thành công, trở nên xinh đẹp, trở nên rực rỡ và chúng ta cùng có thể thành công trên một cái sân chơi chung như vậy và đặc biệt ở Việt Nam. Vậy thì tôi cũng muốn đặt câu hỏi như vậy thì và đồng thời là tôi hôm nay đến ngày hôm nay thì tôi cũng rất mong tìm được những cái đồng tức là giống như
anh Dũng lúc nãy nói đấy ạ. Tức là tôi rất muốn tìm một cái tức là một cái chiếc giày Gucci giống như là tôi đang đi ạ. Thì tôi rất muốn tìm những bạn nơi cho bản thân tôi. Vậy xin chúc các anh sức khỏe và rất mong nghe những lời chia sẻ của các anh về những điều tôi vừa hỏi, giúp cho tôi cũng như tất cả các bạn ở đây có thể có những cái khởi nghiệp thực sự là thành công. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của chị và xin được, có lẽ xin được nhường câu trả lời cho anh Mạc Quốc Anh ạ. Xin mời anh Quốc Anh, anh có thể đưa ra những cái lời khuyên gì dành cho người phát biểu vừa rồi của chúng tôi? Vâng, cảm ơn chị Hồng Anh. Thưa mọi người thì chắc thì mình chỉ nói một khía cạnh rất là nhỏ thôi. Quan trọng đối với khởi nghiệp là mình sẽ đi đến tận cùng. Mình rất sợ các bạn khởi nghiệp đi dở dang. Và theo sự thống kê của mình 3 năm trở lại đây thì đến 93-95% các bạn khởi nghiệp rời bỏ khỏi thị trường rồi. Nghĩa là chúng ta các cái vấn đề, các cái bài toán rồi phát triển về sản phẩm cũng như về khâu quản trị, tất cả mọi khâu chúng ta hầu như đi hết dở dang. Và tôi chỉ nói là cách đây 5 năm ấy, khi mà tôi cũng quay đến với cả Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hà Nội ấy, lúc đấy chắc chả ai biết đến Hiệp hội đâu. Vâng, mà tôi coi đó Hiệp hội như là cái sự nghiệp của mình ấy. Và mình muốn là đi đến tận cùng để phát triển Hiệp hội và có nhiều các cái chương trình mới và sáng tạo để thu hút rất nhiều các doanh nghiệp đến mình. Và nhân cơ hội đây thì chúng tôi mới khai trương một không gian khởi nghiệp tại hai biệt thự trắng đối diện khách sạn Thắng Lợi. Và rất muốn mong muốn tất cả các bạn đến đấy ủng hộ cho không gian khởi nghiệp của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Hà Nội. Và tại đấy thì chắc chắn không được miễn phí đâu ạ. Chắc chắn nó sẽ thu phí, nhưng mà tại đó các bạn sẽ được gặp anh Sắc Phú, Sắc Hưng, rồi gặp cả anh Dũng, cả anh Quân nữa. Bởi vì ở đấy chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều thứ, từ khâu quản trị cho đến kế toán, công tác nhân sự. Đó là một không gian vô cùng là tuyệt vời và rất mong muốn các bạn là đến ủng hộ cho Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa. Và tôi nghĩ là cái vấn đề về khởi nghiệp mà như chị Hồng Anh nói, tôi nghĩ là lúc trước tôi cũng chia sẻ cả anh Dũng rồi, chọn cho mình cái người mà đứng trên mình nó quan trọng lắm. Và tôi quyết định là lúc đấy là tôi chuyển từ anh Tô Dũng, công ty Xuân Cầu, công ty chuyên về máy xe máy Piaggio, Vespa đấy, và tôi chuyển tôi sang ở dưới anh Bầu Hiển, mọi người hay gọi Bầu Hiển đúng không ạ? Hiện nay tôi làm phó cho anh Đỗ Quang Hiển, chủ tịch SHB và TNT. Và tôi nghĩ là với một người khởi nghiệp thì cái ý thứ hai tôi mong muốn là mình chọn người đứng trên mình nó cũng vô cùng là quan trọng. Bởi vì những người đấy chính là người mà dìu dắt mình ấy. Ví dụ như các bạn đang hết sức là tôn vinh anh Hưng đúng không ạ? Hoặc là anh Phú, anh Dũng, thì tôi nghĩ là cái đó nó vô cùng quan trọng. Bởi vì những cái người này người ta sẽ đi cùng mình và đi đến tận cùng mọi vấn đề. Và tôi nghĩ là đến giờ phút này tôi nghĩ là bản thân tôi hết sức là may mắn được làm phó cho anh Hiển và được ngồi cùng các anh ở trên sân khấu. Vâng, cảm ơn chị Hồng Anh và mọi người. Vâng ạ, quay trở lại với câu hỏi của chị Hồng Anh thì cũng có một bạn hỏi luôn là để bắt đầu một ý tưởng kinh doanh thì có rất nhiều những yếu tố chúng ta cần phải chuẩn bị. Thứ nhất đó chính là kiến thức, ý tưởng, kinh nghiệm và vốn. Vậy thì theo anh Dũng ạ, anh Dũng nghĩ rằng là cái yếu tố nào là yếu tố quan trọng nhất? Thực ra tôi nghe từ nãy đến giờ tôi xin phép được trả lời ngắn gọn thế này. Tôi đã gặp rất nhiều các cái doanh nhân khởi nghiệp và đặc biệt là các sinh viên khởi nghiệp. Và vừa rồi tôi kết hợp với cả cái câu chuyện của anh Mạc Quốc Anh cũng như là anh Hưng đây thì nói rằng là một ngày anh nhận được hàng trăm cái tin nhắn đến nhưng cuối cùng anh loại hết. Bởi vì chúng ta suy cho cùng đều là con ếch trong cái giếng của mình mà thôi. Và tôi có rất nhiều người là vừa nghĩ ra một cái ý tưởng chẳng hạn thì nghĩ rằng cái ý tưởng của mình nó quá là tuyệt vời và nghĩ rằng thậm chí còn trách các nhà đầu tư là ý tưởng em hay thế mà anh lại không quan tâm. Thế báo cáo anh chị cái ý tưởng nó đầy ngoài thị trường kia kìa. Vì vậy tôi nghĩ rằng rất là cần thiết ở Việt Nam, tôi nghĩ rằng các cái đơn vị mà hỗ trợ khởi nghiệp ví dụ như là bên chỗ anh Quân hay chỗ Mạc Quốc Anh đây ấy, là cần phải có một cái bộ lọc cho các bạn nó sơ bộ ấy. Tức là có tóm lại là cái ý tưởng của anh có thật sự nó là ý tưởng không, bởi vì chúng ta chót theo đuổi nó một thời gian xong chúng ta không triển khai được chúng ta sẽ trở nên bị đuối trí, nó sẽ bị là phai mờ cái lý tưởng và dần dần chúng ta sẽ cảm thấy rằng là khởi nghiệp mà không nhanh bằng việc tốt nhất là đi bán kem trộn kiểu thế. Thế thì báo cáo các chị là đây là một cái câu chuyện thực tế. Thế vì vậy tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đầu tiên quan trọng có nghĩa là chúng ta cần phải kiểm tra lại cái ý tưởng. Thế thì cái câu chuyện thứ hai nữa tôi nghĩ cũng quan trọng là thế này này. Ở hồi nãy tôi xin kết hợp cả hai câu lại, tôi thỉnh thoảng nói luôn đây này. Tức là tôi thấy rằng ở Việt Nam hiện nay có quá nhiều các cái đơn vị hỗ trợ về khởi nghiệp. Đấy, thậm chí là lập ra một cái công ty cũng đặt tên là ví dụ là hiệp hội khởi nghiệp nào đó đi rũ hỗ trợ. Ông thì làm hỗ trợ chính sách, ông thì hỗ trợ về tiền vốn, ông thì hỗ trợ về nọ kia. Nhưng mà tức là để tìm được một cái đơn vị mà thực tế
là nó gần như kiểu là cái ma ma đại tổng quản đấy, tức là quản lý mọi cái mặt ở đấy. Và anh có thể tìm thấy mọi thông tin thì hiện nay ở Việt Nam, mặc dù là có sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa có cái đơn vị như vậy. Vì vậy mà đâu đó thì mình cứ nghe là hôm nay tại sao cái chỗ này có nguồn vốn hay thế mình không biết nhỉ? Ngày mai chỗ này có chỗ ông Mạc, của anh này có trung tâm hay thế sao mình không biết nhỉ? Tức là mình vẫn chưa tìm được cái kênh nào đấy mà có thể cung cấp chúng ta tất cả cái đấy. Thế thì vừa rồi có một cái câu chuyện của bạn hỏi về vốn ấy. Thực ra cái việc mà môi giới về vốn ấy, tiền tức là cũng rất là quan trọng, và những người như anh Hưng đây sẵn sàng làm, và có nhiều người sẵn sàng cung cấp tiền. Nhưng tôi nghĩ rằng khi một doanh nghiệp khởi nghiệp mà gửi cho họ một số tiền, thậm chí là anh quản trị rất chặt chẽ, nhưng bởi vì họ yếu các mảng khác thì thực sự họ cũng sẽ thất bại, và họ cũng trả thiên trả địa hết ngay. Vì vậy tôi nghĩ là ngoài việc môi giới về vốn, tôi cần có một đơn vị nào đó về môi giới, về việc là họ học được cách quản trị này, họ gặp những người đi trước trong ngành nghề đó để mà chia sẻ với người ta. Thế thì báo cáo anh chị tôi ở đây, tôi xin phép của anh Mạc, của anh tôi nói thẳng luôn, rất nhiều các hiệp hội của Việt Nam hiện nay là vắng khách, và cũng có rất nhiều các cái gọi là tụ điểm hiện nay là cuối cùng là sân chơi của mấy ông lớn thôi. Tức là ở đấy người ta cũng đến đấy, nhưng mà tức là tóm lại các ông lớn còn cái đội mà gọi như là nhỏ nhỏ bên dưới là chả tìm thấy cái gì ở đấy cả, đến đóng quỹ vài bữa, ăn vài bữa liên hoan, nghe vài buổi báo cáo rồi đi về. Thế vì vậy thời gian vừa qua tôi nói thật với anh chị là tôi muốn trở thành một người môi giới, không phải môi giới vốn, mà môi giới cho anh chị các cái cơ hội, môi giới anh chị đối tác, thậm chí là môi giới cho anh chị để đi thăm thú, để xem là thật sự là thế giới đã tiến triển thế nào, và cái chúng ta đang nghĩ nó rất là vớ vẩn. Thế vừa rồi cái đợt đầu tiên tôi làm là tôi môi giới cho một loạt các cái doanh nghiệp mà đi sang với các cái thị trường phát triển như là Úc chẳng hạn. Tôi dẫn sang đấy này, tôi dẫn đấy, ông thích làm về than đá đúng không? Ok, tôi dẫn ông các doanh nghiệp than đá này. Ông vừa nói một ý tưởng của ông ra lập tức người ta bảo ôi cái này bọn tao làm hết rồi. Thế chúng ta bắt đầu tụt nhá đúng không ạ? Thế họ lại muốn là chẳng hạn như là muốn học một cái quy trình hiện đại chẳng hạn, muốn đầu tư vào cái lĩnh vực mới mẻ chẳng hạn. Thế tôi dẫn đấy, tôi nhìn thấy mà đây anh thấy không? Tây làm thế này rồi, mấy anh làm này ở Việt Nam làm cái gì? Tôi nói ví dụ thế này nhé, một cái ví dụ rất là cụ thể luôn. Có một cái ý tưởng là giặt là tự động cho các bệnh viện chẳng hạn. Để báo cáo các chị nghĩ kinh lắm, nào em đầu tư hệ thống giặt là, các bệnh viện nó dồn đến đây em giặt là quần áo cho, rồi là em sẽ trả lại cho các bệnh viện giống kiểu rửa bát thuê, thì mấy em giặt quần áo thuê, cái đấy là rất là ý tưởng rất là hay nhá. Nghĩ là hoành tráng lắm. Xin thưa anh chị, tôi dẫn sang Úc, tôi dẫn sang Israel, tôi phát hiện ra một vấn đề rất đơn giản như sau. Bây giờ Israel nó đầu tư cho một cái bệnh viện cực lớn, tầm cỡ như Bạch Mai Việt Nam ấy, có 3 tỷ đồng tiền Việt Nam thôi. Một cái máy nó to giống như cái nhà người ta đang ngồi, nó có 3 tỷ thôi, xin thưa các chị. Bệnh nhân, mỗi cái áo của bệnh nhân được gài một cái mã số. Mỗi áo của bác sĩ có gài một cái mã số, chăn ga, gối đệm đều gắn mã số cả. Sau đó mày thằng nào thích mày cứ ném vào trong đấy. Nó giặt nhá, nó là tự động nhá, nó gấp tự động nhá. Và nó trả về đúng cái ô mà mày ném vào. Và bác sĩ hôm sau ra lấy đúng áo của mình luôn. Bệnh nhân đỡ lây chéo ấy. Và cả hệ thống tuyệt vời như vậy nó chỉ có 3 tỷ đồng tiền Việt Nam thôi. Thế bây giờ mà mày vừa thành lập một cái công ty ý tưởng tuyệt vời đấy mà bây giờ thằng Israel nó bán đấy cho một bệnh viện ở Việt Nam là coi như ông lên đường. Tức là vì vậy tôi mới nói với anh chị là có rất nhiều các ý tưởng của chúng ta đúng không ạ? Vì vậy tôi nghĩ là còn môi giới cái góc độ là dẫn anh chị đi học tập, đào tạo vân 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 vân. Còn một yếu tố nữa tôi muốn nói thêm đó là gì? Rõ ràng như anh Mạc nói rất đúng, đó là chúng ta khởi nghiệp chúng ta cần có những người dẫn dắt. Thế những người như anh Hưng thì thưa anh chị là quá bận. Những người như anh Phú quá bận. Những người như tôi xin lỗi anh chị cũng quá bận. Vì vậy đôi khi là gì, chúng ta cứ những cái buổi hội thảo này, lúc trao đổi các visit ấy, hứa rất thì có gì em cứ gọi anh, nhưng mà gọi anh có trả lời đâu. Xin lỗi tôi thế, tôi nói thật đấy. Vì vậy báo cáo anh các chị là có gì cứ gọi anh, nhưng mà gọi anh có trả lời bao giờ đâu, rất là rất bận. Thế vì vậy báo cáo thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tạo thành một cái, cũng giống như anh Hưng dùng từ là tạo thành club platform, tạo thành một cái không gian, một cái mô hình mà ở đó là có các cái mentor, ở đó có các cái mentee, các cái doanh nghiệp mới nó gọi là mentee, và bắt buộc tôi đến đấy là anh phải phân công cái mentor cho tôi, và mentor nó phải chịu trách nhiệm dẫn dắt đúng không ạ, từ việc là cái ngành của anh nó khó khăn như thế này đấy, cái ngành của em nó như vậy, em phải lưu ý đoạn nọ chuyện kia cho anh, mentor cho người ta từ vấn đề pháp lý, từ vấn đề tài chính, đến vấn đề về nhân sự, đến vấn đề về bán hàng, tóm lại nó phải chịu trách nhiệm và có đơn vị và phối kết hợp. Và nếu như hôm nay ông này bận thì phải giới thiệu sang tôi, giới thiệu tôi bận để giới thiệu ông này. Thì báo cáo anh chị ở đây, có anh Quân ở đây, tôi xin phép là chúng ta nếu mà tạo thành một cái không gian như vậy gọi là môi giới tổng thể đấy, thì nó sẽ tốt hơn nhiều là cái việc mà chúng ta cứ manh mún như hiện nay. Và thực ra tôi rất là thấy thương các cái doanh nghiệp của chúng ta là chúng ta thiếu đi một cái bà đỡ thật sự như vậy. Đôi khi thì chúng ta khởi nghiệp, tôi nói thật nhé, xin lỗi, mà nếu anh Quân vừa rồi mà thành lập một cái trung tâm mà nhà nước mà đầu tư tiền, tiền nó rất quý thật, nhưng rồi anh chị xem 100 ông đến đây dự,
cuối cùng cũng chỉ có 3-4 ông là xin được tiền của nhà nước thôi. Mà có khi làm được cái bản đề xuất xin tiền đấy xong có khi khó lắm, mất thời gian lắm. Và báo cáo anh các chị thì thực ra là những cái doanh nghiệp bên dưới 97 doanh nghiệp còn lại cũng không biết tìm đến đâu. Thế báo cáo anh chị tôi chia sẻ những cái đấy, nó có khi là cái câu trả lời tôi nó hơi bị là dàn trải và lan man. Nhưng tôi nói thật với anh chị là cái quan trọng nhất bây giờ là cần có một bà đỡ. Và thứ hai nữa là phải lọc lại cái ý tưởng của chúng ta, thật sự chúng ta có nên làm cái đó hay không. Chứ nếu không thì chúng ta thật sự rất khó thành công. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Chị này chỉ hỏi một câu nhưng mà bắt cả bốn người trả lời phức tạp ghê. Không, thực sự đấy là tố chất của một chủ doanh nghiệp đấy, startup đấy, tức là phải làm sao khai thác tận dụng hết tối đa cái cơ hội mình có, đúng không? Cho nên là phải bóc lột được các diễn giả càng nhiều càng tốt. Nhưng câu hỏi của bạn thực sự là rất chung chung, bởi vì vậy cho nên là đúng là cũng có nhiều cách để trả lời câu chuyện này. Tôi thì cho rằng là nếu mà bạn nói rằng 5 yếu tố nào là quan trọng nhất thì thực sự rất là khó, vì cái gì cũng quan trọng cả. Bởi vì có rất nhiều, kể cả những người khổng lồ, chẳng hạn như là Tân Hiệp Phát, một người khổng lồ chiếm 30% thị phần nước giải khát, có khi chỉ chết về một con ruồi. Đúng không? Cho nên là cái gì cũng quan trọng hết, không có gì là không quan trọng cả. Liệt kê ra thì cái gì cũng quan trọng hết. Nhưng nếu mà các bạn đang nói ở cái giai đoạn là có một ý tưởng và quan trọng nhất là làm thế nào để khởi nghiệp, thì tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất là khởi nghiệp. Nếu có ý tưởng rồi thì khởi nghiệp. Còn nếu cứ ngồi đấy thì cứ mãi mãi nó chỉ là ý tưởng thôi. Cái này rất nhiều ạ. Thực sự đấy là tại sao tôi nói rằng là nhiều người cứ nghĩ rằng là mình là một người nhà sáng tạo, hiểu không? Kinh khủng lắm, đầy tư duy. Tức là một lúc có những bạn phải nói là ngày nào cũng viết được cho tôi và những cái ý tưởng mà làm thay đổi thế giới. Đấy, nhưng mà thực sự luôn. Bạn ấy bảo là bây giờ Bitcoin, các anh thấy không? Kinh khủng như này kia. Nhưng bây giờ là theo tôi là bây giờ chúng ta phải nghĩ ra một cái đồng tiền mà làm sao nó định danh được giống như là cái mệnh giá và có tỷ giá quy đổi, tức là phải có cái nationality, là có quốc tịch, đúng không? Mà thế thì được, cái này được. Nhưng mà mời bạn sang gặp IMF, Quỹ tiền tệ quốc tế, còn tôi thì không giải quyết được vấn đề này, đúng không? Giống như là bầy chuột bảo bây giờ con mèo nó đi, nó ăn thịt chúng ta nhiều quá, thế con chuột nhắt mới bảo là thôi bây giờ làm sao để đeo chuông vào cổ mèo, đúng không? Nó chạy đến đâu thì ta biết đường mà tránh. Mà ý tưởng hay quá thì mày đi đeo đi. Đúng không? Đấy, thì tóm lại là các bạn rất nhiều ý tưởng, nhưng các bạn cứ ngồi xem là nghĩ xem là cái đâu là năm cái quan trọng nhất. Và cuối cùng sau khi nghĩ ra tìm được năm cái quan trọng nhất thì có khi là cũng là ngày ý tưởng đấy người ta làm chán rồi. Cho nên là quan trọng nhất action, just do it, làm đi. Đúng không? Nếu các bạn có ý tưởng rồi thì khởi nghiệp đi. Thế thôi, đấy là điều quan trọng nhất, chỉ cần một điều đấy thôi. Còn khi khởi nghiệp rồi các bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Và gặp vấn đề gì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó. Chứ còn không có một cái năm yếu tố nào là quan trọng nhất. Vốn ư quan trọng chứ, người ư quan trọng chứ, marketing ư quan trọng chứ, thị trường quan trọng chứ, hỗ trợ nhà nước quan trọng chứ, đúng không? Thể chế quan trọng chứ, cái gì quan trọng? Công nghệ quan trọng, máy móc quan trọng, đất đai quan trọng, tiền bạc quan trọng, thị trường quan trọng, cái gì cũng quan trọng hết. Cho nên là không có cái năm nào là quan trọng nhất, chỉ có một cái quan trọng nhất thôi. Có ý tưởng khởi nghiệp đi. Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời rất hay của anh Sát Hưng. Và bây giờ chúng tôi tiếp tục được chờ đón những câu hỏi tiếp theo đến từ anh chị ạ. Vâng ạ, xin mời anh. Cháu xin chào các cô các chú ạ. Cháu tên là Dũng ạ. Cháu hiện tại là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh tế Quốc dân ạ. Thì cháu muốn đặt một câu hỏi dành cho bác Dũng. Một câu hỏi liên quan đến về nhân sự là cái trong một tổ chức hoạt động, một tổ chức hay một doanh nghiệp ấy, thì cần có một cái mục tiêu hoạt động và một cái văn hóa quản lý nhân sự ấy. Thì cái yếu tố quan trọng nhất để tạo ra một cái văn hóa đấy là gì ạ? Văn hóa riêng trong cái quản lý nhân sự để cho tất cả mọi người đều theo một cái hướng đấy như thế ạ. Và cái thứ hai là làm sao để có thể gắn liền được mục tiêu cá nhân với mục tiêu của tổ chức ạ? Để cho tất cả mọi người khi mà tham gia một công ty hay tham gia bất kỳ một hoạt động nào ấy, thì họ đều biết rằng giá trị của họ ở đâu và họ có thể làm gì cho cái tổ chức đấy ạ. Cháu xin hết ạ. Cảm ơn. Trước hết thì bác phải trả lời là bác sinh năm 1979, năm nay bác 39 tuổi. Vậy là thế thì báo cáo anh chị em là thực ra đây là một câu hỏi, thực ra tôi cũng thông cảm với câu hỏi này thôi. Báo cáo anh chị là sinh viên năm cuối trường Kinh tế Quốc dân, và thực ra ngày xưa tôi đã từng làm giảng viên cũng 6-7 năm tại trường Đại học Ngoại thương.
Vì vậy là cái kiểu hỏi này thì cũng là một cái kiểu hỏi mà nó mang đậm tính của một sinh viên. Tức là nó cũng rất là rộng lớn, nó rất là lớn và nó cũng rất là chung chung, rất khó trả lời. Thế thì báo cáo anh chị là thế này, ở thứ nhất là có hai câu, tôi nghĩ là tôi sẽ trả lời chung cho tất cả các anh chị em đấy thôi. Tức là cái điều gì nó làm lên cái văn hóa của cái tổ chức đấy, đúng không? Cũng như là làm thế nào để mọi người cùng tuân thủ văn hóa đấy. Thì thực ra cái câu này nôm na tôi nghĩ rằng là quan điểm của tôi là thế này. Các cụ nhà mình nói một câu là tân quan, tân chính sách, rồi là lãnh đạo nào thì phong trào đấy. Thực ra văn hóa của một doanh nghiệp nó là cái gì? Đó là cái mà mọi người sẽ tin tưởng, mọi người sẽ luôn hướng tới, mọi người sẽ nghĩ tới và mọi người sẽ hành động theo niềm tin của mình. Thế vì vậy báo cáo anh chị, tôi nghĩ rằng là cái tinh thần của một cái doanh nghiệp hay là văn hóa của một doanh nghiệp nó phụ thuộc rất nhiều vào người đứng đầu. Nếu mà người đứng đầu là một người trung thực chẳng hạn thì chắc chắn anh ta sẽ lan tỏa được cái niềm tin ấy cho tất cả mọi người và mọi người cũng sẽ trung thực theo. Còn người đứng đầu là một người mà gian xảo chẳng hạn thì chắc chắn rằng anh có nói hay đến mấy thì mọi người cũng sẽ hành động gian xảo như anh thôi. Nếu anh đã từng dạy nhân viên của anh là làm sai hồ sơ để đi lừa đối tác chẳng hạn thì cái việc mà nhân viên nó cũng sẽ lừa anh bằng những báo cáo không đúng thì nó cũng là điều bình thường. Vì vậy tôi nghĩ rằng là cái vai trò người lãnh đạo là người dẫn đầu là rất là quan trọng. Thế thì cái này nó có liên quan gì đến khởi nghiệp không thì xin thưa anh chị có. Nó trả lời cho một câu hỏi khác, đó là tại sao có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp mà không giữ được người mà người ta có thành lập công ty riêng. Bởi vì rất nhiều người đã gặp tôi nói một câu là gì, em đến em làm với cái thằng đấy, em chẳng thấy cái thằng đấy nó có cái điều kiện gì hơn em mà nó lại kiếm được nhiều tiền hơn em. Em thấy là em tập ra em làm tốt hơn nó, vì vậy là người ta đi ra bên ngoài. Tức là anh không có gì để anh gọi như là gắn kết người ta, anh không có gì để mà người ta phải học cả. Bởi vì báo cáo anh các chị là người ta nói là con người đi làm có ba cái được coi là dở hơi nhất mà. Một là đứng trước mũi con bò, hai là đứng sau đít con ngựa, và thứ ba là làm việc dưới một thằng hoặc làm cùng với một thằng mà nó không dạy được mình cái gì tử tế. Đấy là ba cái ngu, tam đại ngu ấy. Vì vậy báo cáo các chị là đến một tổ chức thế thôi, cứ bảo là doanh nghiệp anh hay lắm, doanh nghiệp anh gắn kết lắm, doanh nghiệp anh văn hóa là minh bạch công khai lắm, nhưng mà nó nhìn thấy được người lãnh đạo hoàn toàn không có yếu tố đấy. Anh cũng không minh bạch, anh cũng chẳng công khai, anh cũng chẳng hòa đồng, anh chẳng gắn kết. Thì tôi nhắc lại là yếu tố quan trọng nhất đó là yếu tố về vai trò của lãnh đạo. Vì vậy nếu anh chị đã có đủ bản lĩnh để khởi nghiệp giống như anh Khương khuyên thì chúng ta cũng cần phải có một vị thế khác để chúng ta đủ cái tư cách gọi như là để có thể đứng đầu cái doanh nghiệp như vậy. Và nếu như anh không có tư cách đấy thì cái việc thất bại là điều báo trước, bởi vì tiên trách kỷ hậu trách nhân, anh trách anh trước, anh không đủ bản lĩnh và không đủ cái vị thế và tư cách để đứng đầu doanh nghiệp. Thế còn yếu tố thứ hai nữa là làm thế nào để có thể mọi người đều đi theo anh, mọi người có cảm hứng. Thì thứ nhất là tự nhiên, người ta gọi là hữu xạ tự nhiên hương thôi. Anh là một người làm việc quần quật ngày đêm, anh là một người luôn luôn tìm tòi sáng tạo, anh luôn là một người mà gọi như là đi lang thang khắp nơi giống anh Hưng, nhưng mà sau đó đưa về những ý tưởng rất tuyệt vời, thì nhân viên nó sẽ làm ánh xạ, nó sẽ làm đúng như những gì mà người lãnh đạo hoặc là những người cấp cao người ta sẽ làm. Đây là chưa gì là 4-5 giờ chiều công việc nó đang bộn bề, đòi đi tập golf này, thì nhân viên nó cũng sẽ đi tập golf, vì nó bảo như vậy là lãnh đạo còn thế, nó cũng đi theo. Rồi là chưa gì đã gọi như là chi quá nhiều tiền để mà mua những cái văn phòng sang trọng, rồi đắp lên người những bộ quần áo đắt tiền, đeo đồng hồ gọi như Patek Philippe để cho nó xứng tầm doanh nhân, thì chắc chắn rằng doanh nghiệp đấy cũng sẽ chi tiêu tiền rất vô tội vạ, và nhân viên nó không biết chắt chiu từng đồng tiền, bởi vì nó nghĩ rằng là tóm lại lập doanh nghiệp cũng chỉ để cho nó hoành tráng thôi. Vậy để báo cáo anh chị, tôi nghĩ rằng cái truyền cảm hứng của lãnh đạo cho nhân viên là rất quan trọng, nhưng nó không phải bằng lời nói, không phải bằng việc là chúng tôi thuê kinh men về để viết lên mấy bộ văn hóa doanh nghiệp treo khắp công ty, mà nó phải lan tỏa từ cái tư cách và cái gọi là cái của cái người lãnh đạo. Và trong tiếng Anh tôi nhắc lại lần nữa là người ta dẫn dắt doanh nghiệp bằng 4 cái phong cách khác nhau. Doanh nghiệp đầu tiên đó là right, tức là dùng lệnh của anh ra anh bắt người ta làm, thì cái này là rất dễ gãy. Thứ hai đó là reflection, tức là dùng cái ảnh hưởng của người lãnh đạo như một tấm gương sáng để mọi người sẽ làm theo. Thì ở Việt Nam mình rất nhiều doanh nghiệp là không giữ được tấm gương đấy, hoặc là cái người lãnh đạo là có vấn đề. Và thứ ba nữa là quan hệ với nhau theo kiểu relationship, tức là quan hệ với nhau bằng tình cảm anh em. Thế nhưng mà tình cảm anh em chỗ này là hết sức cẩn thận. Tình cảm anh em là mày làm đi, mày coi như doanh nghiệp này như doanh nghiệp của mày. Thế nhưng mà vấn đề khi mà chia cổ tức với cả chia lợi nhuận thì mày phải nên nhớ rằng doanh nghiệp này là doanh nghiệp của tao. Tức là khi làm thì như doanh nghiệp của mày, nhưng mà khi chia lại như của tao. Tức là cái tình cảm anh em của chúng ta nó vẫn đều ở cái chỗ đấy. Và cái yếu tố cuối cùng đó là gọi như là respect, đạt được mức độ mà đạt như tầm sắc hơn đây là sẽ đạt được cái sự respect, tức là thần tượng hóa, tức là một cái gì đấy người ta đi theo một cách thậm chí là mù quáng. Nhưng để đạt được mức độ respect đấy, chúng ta phải trải qua rất nhiều cái yếu tố kia, và theo tôi yếu tố quan trọng bậc nhất đó chính là yếu tố người ta gọi là reflection. Thì đấy là cái câu trả lời chung với các anh các chị đấy. Dạ. Vâng ạ, xin được mời câu hỏi tiếp theo đến từ anh ạ. Vâng, xin hỏi các anh hai câu hỏi nhỏ nhỏ, nó rất thực tế ở công ty chúng tôi. Hiện nay thì trong công ty chúng tôi, trong đội ngũ bán hàng, có một người có thể gọi là khá là xuất sắc, và anh ta bán cao hơn tất cả những nhân viên bán hàng khác. Tuy
Tuy nhiên anh ta đang vướng phải một cái vấn đề về nợ nần. Anh ta có đến gặp trực tiếp tôi và anh ta nói là bây giờ cho em vay tiền, em sẽ làm cống hiến hết sức cho anh. Thì bây giờ theo quan điểm của các anh, chúng ta xử lý vấn đề này thế nào? Đấy là một. Mà quan điểm thì tí các anh sẽ trả lời sau ạ. Vấn đề thứ hai, tôi có hai người nhân viên. Một người thì rất là giỏi và giỏi hơn cái cậu kia nhưng mà không đáng tin. Và tôi có một người thứ hai thì rất là đáng tin tưởng và cái việc mà hiệu quả của anh ta thấp hơn anh kia một chút. Vậy thì tôi sẽ lựa chọn ai để bổ nhiệm vào vị trí trưởng phòng kinh doanh ạ? Vâng, xin mời các anh có thể giúp tôi. Trả lời câu 2 trước nhỉ? Trên tinh thần học tập, sống và làm việc theo đạo đức Hồ Chủ tịch thì Bác Hồ có nói một câu rằng là người có đức, không, người có đức, người có đức thì mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Còn người có tài mà không có đức là người vô dụng. Đúng không? Thế đấy là câu trả lời rồi, đúng không? Thế bạn chọn người vô dụng hay làm việc gì cũng khó? Làm khó một tí nhưng mà thôi, cũng cố gắng thì cũng vẫn làm được, còn hơn là cái thằng mà có tài nhưng không có đức, vô dụng. Bổ nhiệm rồi nó vẫn bỏ đi bình thường. Còn cái nhân viên sale mà rơi vào cảnh nợ nần thì chắc là chúng ta phải tìm hiểu thêm là tại sao bạn ấy nợ. Ví dụ như cha mẹ ốm, con đau hay là tai nạn, tai nước gì đấy mà bất khả kháng. Bạn ấy phải vay tiền hoặc thậm chí là đôi khi là có những... Làm sao ạ? Vâng, đấy, nếu mà bất khả kháng thì chúng ta, tôi nghĩ là rất nên giúp. Đây là một cơ hội rất tốt. Nếu như đó là chẳng may bạn một cái tai nạn, một cái gì đó trong gia đình, sự cố gì đó mà bạn ấy là người đang phải gánh chịu cái đó, có thể là gián tiếp, bạn không phải là người làm ra, thậm chí là bố mẹ là chơi hụi họ nhưng bạn ấy đang là người gánh nợ, thì nếu mà thực sự bạn nhận thấy là đạo đức của người đấy là tốt thì đây là một cơ hội cực kỳ tốt cho bạn để bạn trói buộc giữ được cái người này lâu dài và bạn trả nợ vai thay cho bạn ấy. Còn nếu như mà cái nợ nần đó lại do là lô đề hoặc là... Thực ra bạn nhân viên sale ấy là rất bị rơi vào cái đấy. Bởi vì nhân viên sale là những người rất hay thích mạo hiểm. Những người mà làm không thích mạo hiểm thì nên làm back office. Tức là cứ đến ngày đến tháng, 25 hàng tháng, 30 hàng tháng là điện thoại tinh tinh. Đúng không? Đấy là những người không thích mạo hiểm. Còn những người thích mạo hiểm là phải làm sale. Và chúng ta kích thích được nhân viên sale phải bằng cách là push. Luôn luôn phải tạo ra cái mạo hiểm cho người ta. Anh đạt được cái level này thì thưởng bằng này. Anh đạt level kia nhân gấp đôi thưởng. Lên nữa nhân gấp đôi tiếp. Kiểu như bánh nó phải kinh khủng như thế. Thì nhân viên sale nó bao giờ có tố chất trong đầu. Những người sale giỏi bao giờ cũng vậy. Cho nên nhân viên sale là cái tính chất mạo hiểm trong đầu người ta, nó là tố chất bản thân. Những người có tố chất mạo hiểm thì mới làm sale được. Còn nếu mà an phận thủ thường, không dám mạo hiểm, không dám liều mạng, ngại ngại va chạm, không dám chuyện này kia thì không nên làm sale. Nên ngồi ở văn phòng, làm back office, làm kế toán, làm nhân sự, làm hành chính, làm cái gì đó. Thế thì nếu như cái nhân viên sale của bạn mà lại dính vào những cái chuyện là nợ nần do cái chuyện là đi thu tiền hàng, đúng không? Xong là đáng nhẽ phải là chiều tối phải về nộp về công ty, lại quay ra quánh con đề, xong rồi nghĩ là sáng mai sẽ ăn 170 và nộp một phần về công ty, còn lại 69 là của mình, đúng không? thì những đối tượng đấy là những đối tượng mà chúng ta phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Bởi vì rất có thể một ngày nào đó, kể cả những viên sale như có lần tôi chia sẻ với các bạn trẻ rằng là tôi là làm cống hiến tận tụy đến mức mà mang cả tiền cá nhân của tôi đi để đi công tác, để chi tiêu cho công ty mà không được, bạn ấy cũng cần phải đuổi. Vì sao? Là bạn đã vi phạm một nguyên tắc. Là các bạn có thể rút tiền công ty, tiền túi ra chi cho công ty thì ngày mai các bạn cũng có thể ngược lại là mang tiền công ty ra chi cho việc riêng của mình. Đúng không? Cho nên là cái đấy thì các bạn phải cẩn trọng. Thì tôi nghĩ rằng là hy vọng rằng là các bạn rất sale rất giỏi, là chiếm một doanh số rất lớn của bạn này, mà cái sự nợ nần của bạn ấy là một cái nỗi khách quan mà các bạn ấy ngẫu nhiên phải gánh chịu, thì đây là một cơ hội tốt cho bạn. Xin chúc mừng bạn. Vâng ạ, chúng tôi tiếp tục chờ đón những câu hỏi tiếp theo và xin mời anh ạ. Vâng, em xin phép chào anh, các chị trong hội trường ngày hôm nay ạ. Thì em xin phép, em tên là Hành ạ. Em hiện tại là có đang là một admin của một group về khởi nghiệp. Đó là group thì bạn khởi nghiệp với hơn 140.000 là các doanh nhân khởi nghiệp và họ có ý tưởng trong đó. Thì em cũng muốn nói thay lời của các bạn ở trong đó, vì trực tiếp em là những người nhận những cái bài viết ở trong đó. Thì một là em cảm nhận thấy rằng là các bạn có rất nhiều ý tưởng, từ những cái ý tưởng hay đến không hay và những cái thay đổi thế giới rất là vĩ đại. Tuy nhiên là không có một bộ lọc, đúng như anh Trung Dung nói. Là cái đấy là cái em thấy rất là nhiều, mà bây giờ nếu như mà để một cái tổ chức hay một cái nhà nước gì đó để lọc vào đấy thì em cảm thấy không được. Bởi vì là có quá nhiều. Tuy nhiên họ lại không dám chia sẻ ra bên ngoài, người ta có một cái sự là mất tin tưởng. Mà họ lại rất là dễ dàng chia sẻ đối với em hoặc là với bạn chị.
người ta inbox ấy vào vì họ tạo được một sự tin tưởng. Cho nên em nghĩ rằng là ngoài cái việc là tạo ra những khu đó thì vẫn phải tạo ra một sự tin tưởng nào đó, một cái trọng tài hay một cái nào đó để cho các bạn có thể dễ dàng chia sẻ việc đó, và trọng tài chứng giám việc đấy là cái mà em thấy. Hiện tại trong group có rất nhiều những cái bài viết và có những cái nơi mà các bạn tự tìm đến nhau để mà kết bạn, để mà giao lưu, và họ rất tin tưởng vào việc đó. Trong khi đó là đến với một tổ chức một nào đó thì họ lại không dám nói vì họ sợ là các cá mập sẽ nuốt, sợ sẽ bị người khác đánh cắp ý tưởng, sợ trình bày trước đám đông thì ai đó có nguồn lực sẵn rồi, họ chỉ cần thay đổi một tí thôi là họ sẽ làm mất hết tất cả mọi thứ của mình, dù chưa biết là cái đó có hay không. Và cái đấy là cái trở ngại mà họ không thể dám nói ra, và họ cứ đi tìm lần mò bên dưới rồi họ cứ đi mò mẫm một hai người cùng ý tưởng, mà cuối cùng xác suất tìm được là cực kỳ khó. Và cái đấy là em nghĩ rằng là cái bên nhà nước và bên sự của anh là cũng nên có một cái chính sách nào đó, nó tạo một cái gì đó tin tưởng để mà có một cái trọng tài nào đó để họ đủ cái niềm tin đó để họ làm, thay vì họ tự đi tìm những cái tin tưởng đó. Cái thứ hai nữa rằng là có một số câu hỏi em thấy là có các bạn hay gọi, đó là cái tỷ lệ vàng qua các vòng gọi vốn. Anh Dũng có đưa ra tỷ lệ là 532, nhưng mà 532 đấy là ở tỷ lệ ở vòng nào? Còn những vòng đầu ấy, thì thường thì mọi người sẽ đến là nó sẽ phụ thuộc vào kỹ năng đàm phán, vào ý tưởng về quy mô, rồi thì định giá tất cả mọi thứ. Tuy nhiên rằng là cái tỷ lệ sau cùng hoặc là đến một vòng nào đó thì nó nên có một tỷ lệ, vì tất cả mọi người đều có nằm ở trong cái ai muốn nằm hết, tuy nhiên họ không định giá được tất cả mọi thứ đó. Thì em muốn là anh chia sẻ thêm, hoặc là anh Hưng hiện đang làm một xác ấy chẳng hạn, thì có một chia sẻ thêm rằng là cái tỷ lệ vàng qua các vòng gọi vốn như thế nào là nó tương đối hợp lý. Có thể là mình đánh giá ý tưởng nó tốt hay là mình đã làm được nhiều thì nó có thể tốt hơn, nhưng mà nó nên có những cái tỷ lệ kiểu như vậy, và có một bên nào đó nó chứng giám và có thể mọi người cởi bỏ được cái tâm lý đó, thì có rất nhiều những ý tưởng hay ở bên dưới có thể được chia sẻ và có thể là được nâng đỡ. Và cái nữa rằng em thấy rằng là chính những cái group nhỏ bên dưới được thành lập bởi một số người có uy tín trong một cái nhóm nhỏ là nơi mà nó khởi nguồn được rất nhiều từ những ý tưởng sáng tạo đó. Vâng, em cảm ơn anh. Tôi đồng ý rằng là cái việc mà chia sẻ thì phải tìm được cái người mà thực sự là tốt, thực sự để làm các bạn tin tưởng như tôi nói. Nhưng mà thực sự mà nói thì nếu mà cái việc mà nuốt ấy, như tôi ấy, tôi không bao giờ nuốt cả. Các bạn nhìn thấy tôi trên Shark Tank không bao giờ tôi sở hữu quá 45%. Cái deal nào của tôi đến 45%, còn thông thường tôi là 36% trở xuống. Thường là 36, 25, mười mấy, đại khái thế. Tại vì sao? Vì nếu tôi nuốt thì thành ra tôi phải làm, thành tôi là thành startup. Đúng không? Tôi phải giữ để nuôi các bạn chứ, để các bạn còn đủ động lực, còn đủ nguyện khí và đủ cái trách nhiệm để mà tiếp tục cái ý tưởng của các bạn. Đúng không? Tôi chỉ là người ăn theo thôi mà. Vì vậy cho nên là các bạn đừng lo cá mập nuốt, cá mập nó không nuốt đâu. Cái là các bạn bé quá, nuốt làm gì, đúng không? Phải nuôi lớn. Cho nên là sống ở trên đời ấy, nếu mà các bạn mà... Vâng, đấy, sống ở trên đời mà nếu mà các bạn là cái cây con, cái ngọn cỏ ấy, thì có khi là bị vô tình người ta cũng bẻ, người ta làm củi, hoặc người ta vô tình người ta dẫm gãy mất. Còn nếu mà các bạn là cái cây đại thụ ấy, thì chắc thế nào cũng có thằng nó rình, nó lâm tặc kiểu gì nó đốn về nó làm gỗ, lấy gỗ. Cho nên nếu mà các bạn còn đang ở cái đoạn mà nó đang lớn lớn ấy, thì nói chung là thông thường sẽ được nuôi dưỡng, sẽ được nâng niu. Nuôi để thịt mà. Con gì nuôi để thịt đúng không? Cho nên là các bạn cứ chia sẻ đi, mạnh dạn đi. Nhưng mà tất nhiên là ở đây là tôi nói rằng thực sự là chúng ta hãy chia sẻ. Chẳng hạn như là tôi rất thích cái ý tưởng ở chỗ anh Tuấn Hà với là anh Thái Hòa ấy, anh đang làm ấy, rất hay. Tức là các bạn cứ pitching thoải mái, cứ chia sẻ thoải mái. Và sau đó thì nó có nhiều vòng. Cái phòng ý tưởng sơ bộ thì bắt đầu là những người đến đấy có thể được quyền lựa chọn là các bạn tham gia cùng với lại, thậm chí là có thể là co-founder, tham gia cùng với bạn startup ở đấy. Tôi em thấy là cái này cùng ý tưởng với em sẽ gặp bạn đấy để em cùng chia sẻ là thôi chúng ta cùng làm, tôi có cùng ý tưởng với bạn nhưng tôi có cái thế mạnh này, bạn có thế mạnh kia, chúng ta cùng làm một ý tưởng. Và chúng ta có thể đăng ký để trở thành mentor nếu mà các bạn thực sự muốn là những người mà giỏi, mà muốn thích chia sẻ giống như là tôi hay anh Dũng, anh Quốc Anh, anh Quân đây, có thể đăng ký trở thành mentor và sẽ được hưởng cái quyền lợi từ mentor, ví dụ như là quyền được hưởng free share, quyền được đầu tư khi mà những cái vòng round tiếp theo, vân vân. Thì với những người như vậy mà đã được thẩm định rồi là họ sẽ không lấy ý tưởng của các bạn đâu, yên tâm, đúng không? Thì đó là một cái câu chuyện. Còn tất nhiên là tôi nói lại một lần nữa, tức là giống như cáo gửi một chân ấy, thì kiểu gì đó cũng bị thì thôi, nhưng mà các bạn phải cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Khi các bạn có khi sở hữu như anh Dũng nói từ đầu, các sở hữu 1%, một vài phần trăm thôi, nhưng trước gia đình anh lập FPT bây giờ anh chỉ sở hữu đâu đó khoảng 2%, 3% gì đó, rất nhỏ. Nhưng mà doanh nghiệp của anh ấy là hàng tỷ đô, đúng không? Thì đó là một cái niềm vui, một cái vinh dự và thích thú, chứ không phải là bị nuốt mà là một cái nạn nhân.
Vấn đề là chúng ta cảm thấy là chúng ta được cái gì từ cái đó thôi. Còn câu hỏi thứ hai là của bạn, tức là các cái vòng gọi vốn lên là tỷ lệ bao nhiêu, thì cũng tương tự như vậy, nó rất vô cùng. Nó rất là vô cùng. Thực ra là ở những cái vòng ban đầu tiên ấy, thì thông thường là quá trình, cái này là một câu hỏi rất là hay, vì quá một cái quá trình startup nó qua trải qua rất nhiều cái giai đoạn. Thông thường nó phải tới được khoảng tầm 10 vòng. Series A, Series B. Đấy, thì Series A thông thường là khi mà các bạn có ý tưởng mà các bạn đang seeding. Còn series và bắt đầu startup, Series B nó bắt đầu mở rộng, expansion. Thì trong tất cả giai đoạn đấy nó chia làm hàng chục các cái bước khác nhau. Đấy, thì tùy theo là cái nhu cầu về vốn của các bạn là quy mô như thế nào. Đấy, cái thứ hai nữa là cái lĩnh vực mà các bạn khởi nghiệp nó là bao nhiêu. Ví dụ như là các bạn đang cần được khoảng 100 tỷ chẳng hạn, đúng không? Mà bây giờ bạn mới có 1 tỷ, đúng không? Còn mà chúng ta cần phải 50 tỷ để chúng ta mua một cái máy móc hoặc là đầu tư một cái nhà máy gì đó chẳng hạn. Thì rõ ràng là các bạn không thể nói là tôi có 1 tỷ thôi và tôi bán cho anh 50 tỷ đổi lấy 10%, thì bảo anh điên, đúng không? Thì chắc chắn anh phải đổi từ cỡ đâu đó khoảng độ tầm 40%, 45%, vẫn là một giá, bởi vì anh mới có 1 tỷ mà. Anh có 1 tỷ anh nắm 50%, người ta bỏ ra 50 tỷ người ta cũng chỉ giữ 50% thôi. Nhưng anh không thể nói rằng 50 tỷ của anh để đổi lấy 10% được, đúng không? Nó là phi lý. Vì vậy cho nên là anh vẫn phải cân đối giữa cái số tiền anh cần với cái phần trăm mà anh đánh đổi. Đó là một cái bài toán, một cái trade-off, một cái sự đánh đổi. Chứ còn không có một cái tỷ lệ bao nhiêu là vừa. Nếu mà đây anh bán 10% anh được có 10 tỷ chưa đủ, thì anh phải bán đến 50%. Thì rồi sau đó hai bên cùng nhau tăng vốn. Và chúng ta ở đây có một câu hỏi rất hay mà có một anh vừa hỏi đó về cái đòn bẩy ấy. Một cái rất hay là mọi người rất hay nhầm lẫn giữa cái khái niệm là equity, vốn chủ, và cái vốn và cái debt, tức là cái vốn vay. Chúng ta cần 100 tỷ thì chúng ta có thể chỉ cần vốn chủ là 10 tỷ thôi, rồi cùng nhau đi vay. Mà mỗi người 50-50, cái anh bỏ tiền ra 50%, bỏ ra 5 tỷ đấy, anh cũng phải chịu trách nhiệm với khoản vay 90 tỷ như là chúng ta có 1 tỷ và chúng ta đang nắm giữ 50%. Vậy câu chuyện bài toán tài chính ở đây, cái tỷ lệ đó là cái vấn đề là phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn. Là anh sử dụng vốn để làm gì? Cái thứ hai nữa là bản thân là cái đánh đổi của anh đối với lại cái tỷ lệ cổ phần là bao nhiêu? Và anh có những cái công cụ đòn bẩy tài chính nào khác ngoài cái việc anh bán thân mình đi hay không? Xẻ thịt ra để bán hay không? Chứ đừng bao giờ đi bán máu để uống bia. Đúng không? Ở đây tôi biết là có, không phải ở đây, xin lỗi. Trong cuộc sống có những người bán máu để uống bia. Hình dung không? Nó thèm bia quá, đi bán máu xong ra uống bia. Thì làm sao mà lại nổi? Càng bán, càng uống bia càng chết. Làm sao mà lại nổi? Thì đó là cái mà bán cổ phần đi lấy tiền, nó giống như đôi khi nó không thuận, nó giống như bán máu đi uống bia đấy. Đấy, thì đấy là cái phần đánh đổi của các bạn là chấp nhận mất bao nhiêu phần trăm cổ phần, đổi lấy bao nhiêu vốn. Và chúng ta liệu rằng chúng ta không bán, bởi vì thực ra vốn cổ phần là một cái vốn mà gọi là đắt nhất. Đắt nhất, vốn vay ngân hàng là vốn rẻ nhất, có 10% thôi. Đúng không? Nếu thực sự bạn tự tin, nếu bạn rất tự tin thì đừng bán cổ phần. Đi vay đi. Đúng không? Vay đi, thậm chí là có thể là bond. Bond bán bằng niềm tin cũng được. Đúng không? Tín phiếu chứ không phải trái phiếu, tín phiếu không có gì thế chấp cả. Đây là tín phiếu, em hứa là em trả cho anh 18-20%. Nếu không tin thì em làm con trâu con chó nhà anh cũng được, đúng không? Như Sắc Phú hay nói, em thất bại thì em về làm thuê cho anh. Đúng không? Đấy là có rất nhiều cách để cần tiền. Thế như vậy cho nên bạn phân định ra cái nhu cầu vốn của bạn là bao nhiêu. Bạn có những cách nào khác để bạn huy động được nguồn vốn đó không? Đúng không? Vay, xin, ăn vạ, mượn tạm, đúng không? Các kiểu năn nỉ hết rồi bắt đầu mới nghĩ đến chuyện chia cổ phần, bán cổ phần. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bán cổ phần ngay, vì đó là cái giá vốn đắt nhất các bạn phải trả. Đấy là, còn nếu mà bán, các bạn đành phải bán một cái cổ phần của các bạn, thì hãy nhìn xem là cái người mà bạn bán cho đó, cái đối tác chiến lược ở những giai đoạn ban đầu đó có giúp gì các bạn ngoài tiền hay không. Đừng chơi với những nhà đầu tư tài chính, xin lỗi có ai nằm ở quỹ đầu tư tài chính ở đây. Đừng chơi với nhà đầu tư tài chính vì sao? Họ chỉ là có tiền chẳng có gì cả, đúng không? Như tôi nói là xin lỗi các bạn, tôi chẳng có gì ngoài tiền. Đấy là một cái sai lầm nếu các bạn chỉ cần tiền, và các bạn sẽ bị đưa ra những cái tỷ lệ đàm phán về EPS, đàm phán về sponsor, những cái tỷ lệ mà gần như nó càng ngày càng siết các bạn vào, và gần như cuối cùng là bạn thực sự trở thành một người đi làm thuê trên chính doanh nghiệp của mình. Vâng ạ, xin mời anh tiếp tục đặt câu hỏi cho chúng tôi. Câu hỏi này xin dành trực tiếp cho anh Hưng ạ. Năn nỉ anh tí. À vâng. À. Chứ anh thì cái quan điểm của anh về một cái startup từ thiện nó như thế nào ạ? Và thứ hai nữa là nếu mà có một cái startup từ thiện và nó không sinh ra lợi nhuận ngay nhưng nó tạo ra một cái hiệu ứng tốt cho xã hội, giúp được cho rất nhiều người, thì theo quan điểm của anh thì nếu mà gọi vốn từ cho anh thì anh có đồng ý không? Và nếu mà theo kinh nghiệm của anh muốn tìm những nguồn vốn cho những startup như vậy thì sẽ tìm ở đâu? Thực ra thì kinh doanh từ thiện là một nghề kinh doanh. Tôi quan điểm rằng kinh doanh từ thiện cũng là một nghề kinh doanh. Thế nhưng
ở khác với nhau khác, tức là cái kinh doanh từ thiện nó khác với lại cái doanh nghiệp công ích hoặc là doanh nghiệp mà phi lợi nhuận, đúng không? Nếu mà một doanh nghiệp phi lợi nhuận hoặc doanh nghiệp công ích ấy, thì đấy không phải là một startup. Nhưng nếu mà startup trong lĩnh vực làm từ thiện, chẳng hạn như là anh ấy đi kêu gọi từ thiện để ủng hộ xây trường, rồi giúp đỡ người nghèo, rồi giúp đỡ chuyện này chuyện kia, đúng không? Và sau đó anh ấy có được những cái nguồn thu từ những cái việc đó, có thể cái tiền đó anh ấy sẽ tái đầu tư trở lại cho những cái việc, cho những việc làm khác. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một startup, có thể được xem như là một startup, mặc dù nó không thực sự hoàn hảo lắm. Bởi vì ấy, là startup nó là một câu chuyện, ở đây nó là câu chuyện kinh doanh. Và cái thước đo của một startup thành công hay một doanh nghiệp thành công ấy, nó là tiền. Tiền nó không phải là mục đích, nhưng mà nó là một cái thước đo, đúng không, cho sự thành công của doanh nghiệp đó. Cũng như là một cái, nó giống như là cái, nó giống như là một cái hàn thử biểu cho cái việc là chúng ta vận hành cái doanh nghiệp đó như thế nào. Còn nếu chúng ta không tạo ra được một cái lợi nhuận thì tôi thực sự mà nói thì ở góc độ đó tôi không coi đó là một startup. Mặc dù cái business về cái việc vận động người này người kia kêu gọi ủng hộ từ thiện cái thứ thành công. Thế nhưng mà nếu như các bạn làm theo kiểu rằng là một doanh nghiệp, nhưng mà trong đó cái doanh nghiệp đó đặt cái mục đích là làm một cái việc đó mang tính chất từ thiện, mang cái việc từ thiện như là một cái hoạt động kinh doanh của mình, thì tôi nghĩ là có thể là tốt. Cho nên là chúng ta phải phân biệt rõ là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực từ thiện, hay là doanh nghiệp công ích làm việc cho cộng đồng, hay là một doanh nghiệp phi lợi nhuận, nó như các tổ chức NGO hay là phi lợi nhuận như là Vin, anh Vượng chẳng hạn, anh quyết định là biến cái Vinmec và Vinschool trở thành phi lợi nhuận, mặc dù là siêu lợi nhuận, đúng không? Nhưng anh biến là thành phi lợi nhuận. Tại vì sao? Bởi vì ra sẽ không phải nộp thuế thu nhập vì nó không có lợi nhuận. Bởi vì sao? Tất cả lợi nhuận đó được tái đầu tư trở lại cho chính bản thân hệ thống đó, đúng không? Và bởi vì là có cái việc là ở các cái dự án của Vin được học trường quốc tế với giá rất rẻ, đúng không? Thực ra rẻ rất nhiều so với những trường của Singapore hay những trường kể cả Olympia cái gì đó vân vân, đúng không? Rẻ bằng 1/3. Thì như vậy là người ta sẽ mua nhà, đúng không? Như vậy người ta sẽ mua nhà vì là được cái chuyện từ thiện đó, từ cái chuyện doanh nghiệp phi lợi nhuận đó, đúng không? Giống như là tôi nói đùa các bạn mà mời tôi đến đây bảo hôm nay là mời miễn phí, nhưng chắc chắn là người ta đến đây miễn phí, nhưng mà các bạn sẽ rất thích thú và các bạn sẽ lần sau quay trở lại mua một cái khóa hay mua một cái gì, tư vấn gì đó khác, đúng không? Đấy là những cái xin lỗi. Có đúng không? Vậy cho nên là cái câu chuyện ở đây là các bạn dùng cái chiêu bài từ thiện để kêu gọi shark đầu tư, thì tôi phải làm rõ là bạn là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực từ thiện, hay là bạn là một doanh nghiệp công ích, đúng không? Doanh nghiệp xã hội đấy, và hay là bạn là một doanh nghiệp phi lợi nhuận, thì tất cả cái điều đó phải làm rõ. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Hưng, và tôi tin chắc là ở phía dưới đang có rất nhiều người muốn đặt câu hỏi, tuy nhiên thì thời lượng của chúng ta cũng chỉ hạn hẹp thôi, và tôi xin được dành câu hỏi cuối cùng cho một người ạ. Vâng, xin mời anh. Dạ, trước tiên là xin chào các anh chị và các bạn đến dự chương trình hội thảo hôm nay. Thì cái việc đầu tiên cho tôi được cảm ơn sâu sắc và chân thành đến ban tổ chức đã tạo một cái chương trình rất là ý nghĩa, và theo tôi cảm nhận được có nghĩa là nó quá giá trị. Các anh chị có thấy đúng như vậy không ạ? Đúng thì trên là có tay rồi. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ còn nhiều cái chương trình như thế này nữa, rất giá trị, để có thể chúng ta nhận được rất nhiều giá trị từ các anh, từ những người thành công trong cuộc sống và thành đạt. Thì mong là rằng là chúng ta sẽ có được những cái bạn trẻ khởi nghiệp và thành công, và thành công hơn nữa, giống như là bác Vượng, anh Đức, hoặc là anh Hưng, hay là các anh ở đây. Chúng ta sẽ tạo ra những con người như thế nữa, và em rất là mong là chúng ta sẽ sánh bước cùng các cường quốc Nam Châu. Và em tin là người Việt Nam của chúng ta rất thông minh và rất là chăm chỉ, đúng không các anh chị? Tất cả chúng ta ở đâu cũng đều có những người Việt Nam và rất thành công, dù bất cứ nơi đâu, có phải không ạ? Em cũng xin giới thiệu, tôi tên là Võ Hà Nam, công việc là kiến trúc sư. Thì rất là tin vào cái nhân duyên, có nghĩa là hôm nay khi mà ra đây thì em đã đi một vòng các cái vùng Tây Bắc đi tâm linh. Thì em cũng sau khi công việc em gặp một số cái trục trặc, thì chính vì cái buổi hôm nay em thấy được là cái doanh nghiệp mình có vướng mắc cái điều gì, và nó đã giải tỏa được với những cái việc ở đây, và nó làm cho em hiểu thêm. Em cảm thấy giống như là mình đang vỡ lòng lại. Đây là chia sẻ thật lòng.
thì em biết ở đây là các anh chị cũng đã thành công trong một cái công việc nhất định nào của mình. Nhưng em thấy là mình cần phải học hỏi hơn, trau dồi hơn nữa để chúng ta cùng nhau đi lên. Không phải là ở trong nước không, chúng ta sánh vai cùng các bạn khác ở các nước khác, được không ạ? Và có một cái là lúc nãy em rất cái tâm đắc cái câu của anh Hưng, có nghĩa là khi khởi nghiệp chúng ta bán cái gì? Và chúng ta có sản phẩm gì? Thì em thấy là khi mà em làm cái quán cà phê ở một cái quê hương thì em cũng nghĩ trong đầu là mình phải tạo sự khác biệt, mình không hùa theo số đông. Rồi mình cho cái người ta cần, chứ không phải mình cho cái mình có. Đó là cái mà em thành công ở trong quán cà phê của em. Mặc dù cái mảnh đất đó khi có những người đi trước họ làm không thành công, nhưng khi em làm thì trong vòng 6 tháng rất là đông khách. Thì em nghĩ cái điều đó là cái điều rất quan trọng trong khởi nghiệp, là mình tạo sự khác biệt, không hùa theo số đông. Và mình cho cái người ta cần, chứ không cho cái mình có. Rồi em có một câu hỏi, có nghĩa là em cũng bị vướng mắc về quản trị nhân sự. Thì các anh có cái kinh nghiệm thì các anh chia sẻ cho em thêm về cách để quản trị nhân sự. Bởi vì quản trị con người là quản trị khó nhất, có phải không anh chị? Đó, thì cái đó là em rất mong các anh chia sẻ thêm. Rồi một cái nữa là các yếu tố để kêu gọi vốn thành công trong cái chương trình mà Thương vụ Bạc Tỷ, thì anh Hưng có thể giúp các em để các em biết thêm. Dạ, cảm ơn anh. Có vẻ như tôi không hiểu lắm câu hỏi là chia sẻ vấn đề nhân sự, nhưng mà có trường hợp nào cụ thể về vấn đề nhân sự không, hay là nói chung chung ngay như thế nào? Chung chung Vâng. Thực ra là nó có cái nhiều loại người. Thì trước hết là chúng ta phải quản trị nhân sự, quản trị cái gì cũng thế thôi, nó phải chia ra để trị, đúng không? Chúng ta phải đọc vị được chúng ta đang quản cái gì. Rồi đó là dụng nhân, dụng mộc, giống như vậy, hay là lục xúc tranh công hay cái gì đó. Mỗi một cái con người, người ta sẽ có một cái, nó thường là người ta sẽ chia làm khoảng độ 4 nhóm người. Đấy, và có thể chia là 12, như cái 12 giờ trên đồng hồ ấy. Và thực ra cái đấy anh có thể Google, anh tìm rất nhiều tài liệu nói về những cái lý thuyết cơ bản như vậy. Tóm lại là con người ta có rất nhiều cái động lực, nhưng theo tôi thì là có những cái hình thức, những cái level khác nhau của cái người mà người ta mong muốn trở thành. Ví dụ như là cái người đơn giản nhất là người employee, người làm thuê, đúng không? Người làm thuê thì chúng ta phải quản trị theo cái kiểu phong cách làm thuê. Cái ông mà có tư duy làm thuê là tư duy là gì? Là thích ổn định, thích người khác chỉ mình phải làm gì, chứ không biết tự mình không biết phải làm gì, đúng không? Giống như là ngày xưa là Exit Nancy nói về con cáo và chùm nho đấy. Cái ông mà khởi nghĩa để giành được độc lập, để giành được tự do, thì cuối cùng là sau khi được có được tự do rồi không biết làm gì với tự do đấy, vì lâu nay là ông ấy làm người nô lệ. Lúc nào có ông chủ ông bảo mày phải làm này làm cái kia, mắng đánh chửi nhưng mà cho ăn. Thế lúc là sau đó, giành được độc lập tự do rồi không ai đánh mắng chửi nữa, nhưng không ai cho ăn cả. Thế là cuối cùng lại phải quay lại thôi, tôi lại xin làm nô lệ. Đấy, thì cái người làm thuê là cái tư duy họ như vậy. Thực sự xin lỗi các anh chị, nhưng đó là một cái tư duy đúng. Bao giờ mong chờ là được phải chỉ ra, cho nên phải có KPI, phải có processor, phải có quy trình, phải có mục tiêu, đúng không? Mày phải làm cái này, đạt đến cái này, đấy là employee. Nếu chúng ta quản trị employee thì chúng ta phải luôn luôn đặt mục tiêu cho họ. Chúng ta phải hướng dẫn họ để cho họ làm, và dùng những cái mồi nhử trước mắt, đó là mức lương, đó là những cái chuyện kỳ nghỉ mát, đó là những cái ưu đãi này kia, bảo hiểm, bảo hiểm các thứ, để mà quản trị họ. Bản chất tất cả con người ta đều quản trị. Động vật nói chung, chứ không phải riêng gì con người, đều là cây gậy và củ cà rốt, đúng không anh? Đấy, chỉ có vụt và nhử thôi, đúng không? Cây gậy là vụt và củ cà rốt là để nhử. Thế thì đối với cái employee thì nhử nó rất đơn giản. Cái loại thứ hai cao hơn đó là self employee, tức là tự làm thuê cho chính bản thân mình. Những người đó là những người mà họ thích là tự được chủ động hơn trong công việc, họ biết họ phải làm gì, đúng không? Và họ sẽ được hưởng thụ trên kết quả do chính họ làm ra, và họ chia lại cho chúng ta một phần gì đó mà, và chẳng hạn như là tiền phế, đúng không? Tiền phế thì những người đó chẳng hạn như là người môi giới mà chúng tôi đang quản lý đây là self employee rất cao, đúng không? Anh tự đi tìm khách đi, anh tự tìm nhà đi, tôi chỉ tạo ra một cái platform cho anh lên đây chơi thôi, tôi chỉ thu có mười mấy 20% thôi mà, còn đâu 80% là của anh, đúng không? Đấy là self employee. Các công ty tư vấn này, luật sư này, kiểm toán này đều là self employee, và họ đưa ra một mô hình là partner. Ở đó người ta gọi là partner chứ người ta không gọi là boss, người ta gọi là chủ, người ta gọi là partner. Partner tức là chúng ta tạo ra một sân chơi chung, lấy một cái name chung, còn đâu việc ai người làm, thu bỏ túi 70-80%, còn đâu 20% trả cho cái platform, cái sân chơi chung đó,
để cho mấy em rót nước, em chăm sóc, em đánh máy, em in ấn, trả 20%, còn đâu bỏ túi 80%, đấy là self employee. Những người đó như là tôi nói, bác sĩ, luật sư, kiểm toán, tư vấn đều là self employee. Loại thứ ba cao hơn là loại employer, tức là bắt đầu người chủ lao động đấy, đúng không? Người chủ lao động tức là phải bắt đầu tuyển dụng rồi thuê mướn, rồi bắt đầu là đưa ra những cái này cái kia để mà người khác làm cho mình, đúng không? Đấy là cái người, nhưng mà chúng vẫn là người điều hành, thì những người về này là những người CEO, chẳng hạn như tổng đốc, anh là chủ tịch hội đồng quản trị, anh là chủ, đúng không? Đấy, thế còn loại người còn lại thì đấy là chúng ta là investor, là nhà đầu tư. Tôi hiện nay gần như không còn tham gia điều hành bất cứ một công ty nào, mặc dù tôi có tới vài chục công ty, tôi chỉ có tham gia hội đồng quản trị thôi, đúng không? Nhưng mà tôi tuyển cái CEO thì cái những người CEO đó họ có một long term hơn, phải chia sẻ với họ là có phải họ có cổ phần, mặc dù không phải là chi phối, vài phần trăm, đúng không? Phải có chương trình ESOP, đúng không? Employee Offer Program thì phải có ESOP. Thế thì phải có cái quyền lợi, ít nhất là phải thưởng theo năm chứ không phải thưởng theo deal, đúng không? Cái nhân viên sale thì thưởng theo deal, chốt phát thưởng ngay, đúng không? Nhưng mà nhân viên đã là CEO, đã là employer thì là phải chốt theo hàng năm, hoặc chốt theo nhiều năm, hoặc là phải có cổ phần ưu đãi, hoặc khi mà chúng ta công ty chúng ta đạt đến mức này mức kia thì lên thế kia, và họ phải được hưởng những cái base tốt hơn rất nhiều, ví dụ như là công ty chi trả cho nhà cửa, xe cộ, điện thoại, ăn uống, tiếp khách, vân vân, là phải được công ty chi trả. Ví dụ như thế. Thì tại sao lại nói như vậy? Vì thực ra trong quản trị doanh nghiệp điều này rất quan trọng. Cái người giàu với người nghèo nó khác nhau cái chỗ là cái tư duy về dòng tiền. Cái người mà nghèo ấy là người kiếm tiền tiêu và nộp thuế, kiếm tiền nộp thuế và tiêu dùng, đúng không ạ? Nhưng mà những người giàu là những người gì? Kiếm tiền tiêu dùng và nộp thuế. Đúng không? Khác nhau hoàn toàn. Thế thì ở đó là người employer, chúng ta phải tạo ra cho họ một cái platform như thế, đặt cho họ một cái quyền, một cái mảnh đất sân chơi rộng hơn, giống như tướng ấy. Employer tức là tướng rồi đấy, là người ta được quyền tuyển dụng quân của họ, đừng nhét những cái đứa vớ vẩn vào xong bắt họ phải dùng, đúng không? Cũng đừng kiểu như là chỉ bảo rồi sai khiến họ như là cái thằng employee tức là thằng nhân viên, đúng không? Họ cần được tôn trọng, họ cần được có quyền đấy, và cái cấp cao nhất là cái người employer, là những người partner, những nhà đầu tư thì phải đối xử với họ như thế nào. Đó là những cái cơ bản nhất về đối tượng con người chia ra để trị. Thế còn như anh nói là cái cách đi gọi vốn, thực ra là câu chuyện này cũng thực sự là rất là dài. Vấn đề chính đây là tất cả các nhà đầu tư người ta đều nhìn tương lai hết, đấy là nói thật. Và trong cái chuyện mua hay thâu tóm một doanh nghiệp ấy, người ta có rất nhiều mục đích khác nhau. Có những người mua để là đầu tư tài chính để kiếm tiền lợi nhuận, có những người thì đầu tư mua để diệt đó. Cái thằng đấy mà để cho nó lớn lên như thằng WhatsApp, tại sao Facebook vẫn phải mua để diệt? Nếu thằng đấy lớn lên có khi nó lấn chiếm, nó ánh, cho nên phải mua để diệt, có khi chả dùng gì cả, đúng không? Thế rồi là có cái loại mua để mà synergy, tức là cộng hưởng. Tôi có cái này rồi, bây giờ mà thêm cái kia nữa thì hổ mọc thêm cánh, đúng không? Hổ là rất là mạnh mẽ rồi, nhưng mà kiểu đại bàng mới có cánh, bây giờ hổ mọc thêm cánh thì nó khủng khiếp như nào? Đấy là synergy, là hiệu ứng cộng hưởng. Thì mỗi một cái mục đích như thế, chúng ta phải biết rằng là chúng ta khi mà chúng ta muốn gọi vốn, chúng ta nhìn cái nhà đầu tư đó, chúng ta hướng tới là chúng ta sẽ định là bán cái gì cho người ta. Cái bán bản thân mình là cái bán khó nhất, đúng không? Sell yourself, đúng không? Bán bản thân mình là khó nhất. Đi phỏng vấn xin việc, đối với các bạn trẻ đi lập nghiệp, đi phỏng vấn xin việc cũng là đi bán bản thân mình. Chúng ta bán thời gian, bán sức lực, bán trí tuệ của chúng ta, và bán được giá hay không, đúng không? Bán được giá hay không, đúng không? Nếu chúng ta chỉ là cái sức lực cơ bắp thôi thì chúng ta phải bán cho cái việc gì mà nó cần rất nhiều cơ bắp, đúng không? Ví dụ như là kéo xe tăng trong triển lãm chẳng hạn, đúng không? Đấy, ví dụ thế. Hay là chúng ta bán sự dũng cảm, đi trải răng cho hổ, đúng không? Ví dụ thế. Thì đó là những cái mà chúng ta phải định vị được, chúng ta là cái gì để chúng ta bán, thì doanh nghiệp chúng ta cũng thế. Chúng ta phải định vị là chúng ta định kêu gọi đầu tư thì chúng ta muốn đưa ra offer cái gì cho những nhà đầu tư. Nếu chúng ta mà định là trở thành một cái hệ sinh thái của họ, chúng ta phải biết cái hệ sinh thái của họ có những cái gì để chúng ta hướng tới, đúng không ạ? Vâng, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe câu trả lời từ anh Sát Hưng, và vừa rồi chúng ta cũng có một quãng thời gian tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng ta được đặt câu hỏi, chúng ta được thỏa mãn tất cả những cái câu hỏi đến từ những chuyên gia của chúng tôi, và thời lượng của chúng tôi cũng chỉ có vậy thôi. Và chúng tôi biết là rất nhiều người ở phía dưới cũng đang có những cái thắc mắc. Và nếu được thì các anh có thể tiếp tục gửi những cái thắc mắc đến cho những chuyên gia của chúng tôi, và họ sẽ là người giải đáp những cái thắc mắc đó. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi xin được mời anh Lê Văn Quân sẽ có những bó hoa tươi thắm và tặng quà cho ba chuyên gia của chúng ta. Đó chính là anh Hoàng Trung Dũng, anh Mạc Quốc Anh và anh Phạm Thanh Hưng. Cảm ơn các anh đã dành thời gian để đến đây và chia sẻ những cái thông tin vô cùng hữu ích cho những startup phía dưới của chúng tôi. Thank you.
Vâng ạ, chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn những chuyên gia, những người trong ban tổ chức đã tạo ra cho chúng ta một buổi tối vô cùng ý nghĩa như thế này ạ. Vâng, kính thưa toàn thể anh chị, vậy là ngày hôm nay chúng tôi tin chắc rằng buổi tối ngày hôm nay vô cùng hữu ích cho anh chị và thỏa mãn được tất cả những cái thắc mắc của anh chị trong vấn đề khởi nghiệp sáng tạo. Và chúng tôi tin chắc rằng dù phía trước sẽ còn có rất nhiều những khó khăn, tuy nhiên thì với lòng quyết tâm và sự hướng dẫn cũng như là những cái lời khuyên từ những chuyên gia của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi tin chắc rằng tất cả các anh chị chúng ta đều sẽ thành công trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những chuyên gia của chúng tôi, xin được cảm ơn tất cả những anh chị đã dành thời gian đến với buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn trước khi chia tay được không ạ? Một buổi tối vô cùng thành công, và một lần nữa xin được cảm ơn anh chị rất nhiều.